Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 91. Thoát cái đã trôi qua nửa tháng, tin tức về cái chết của Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Long và Tiếu Thiên Chi, hai vị công chúa và một vị vương tử truyền khắp Thương Sinh Thần Quốc. Trên dưới Thương Sinh Thần Quốc đều chấn động, trong mấy ngày, đã mất đi ba vị công chúa và vương tử hàng đầu, đây là chuyện chưa từng có. Việc này cũng khiến thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc phát cuồng, tự mình hạ lệnh truy nã, tiêu diệt nhóm Tiêu Phàm. Phàm là người đi chém giết Tiêu Phàm, được tặng ngàn vạn thần thạch và ba thần lực chi tinh của chiến thần đỉnh phong. Lệnh này ban ra, tất cả tu sĩ của Thương Sinh Thần Quốc đều kinh ngạc khôn nguôi, sau đó bắt đầu tìm kiếm tung tích nhóm Tiêu Phàm ở bên trong phạm vi Thương Sinh Thần Quốc. Đáng tiếc, nhóm Tiêu Phàm tựa như đột nhiên biến mất, thời gian hơn nửa tháng, chưa từng thấy xuất hiện. Các tòa thành chỉ cùng các tử lâu bên trong Thương Sinh Thần Quốc, đều đang bàn tán chuyện của Tiêu Phàm bọn họ, dù là hơn nửa tháng, vẫn không mảy may hạ nhiệt, ngược lại càng ngày càng nóng hơn bao giờ hết. Dám giết Tam Đại Công Chúa và Vương Tử Thương Sinh Thần Quốc ta, thật đúng là ăn tim hùm gan báo, nếu để cho ta bắt được hắn, không thể không lột ra hắn. Chỉ dựa vào Mã Tam ngươi cũng có thể lột da của hắn. Ngươi có biết, giết chết Tam Vương Tử cùng cửu công chúa bọn họ là người nào không? Đó chính là Tu La Điện Chủ của Chiến Hồn Đại Lục. Hả, là đám sát thần đó. Bọn chúng cũng đến rồi. Không chỉ đến rồi đâu, chúng còn khát máu và mạnh hơn nhiều so với Tu La Điện Chủ các thế hệ trước của Chiến Hồn Đại Lục. Mặt khác ta nghe nói, Độc Tý Kiếm Thần kia và sát thần nhất mạch cũng có chút quan hệ. Đây chẳng phải là tìm được kiếm thần, thì có thể tìm được sát thần đã giết chết đám người Tam Vương Tử sao? Lúc này, một gian tử lầu bên trong Thiên Thương Thần Thành, đám người bàn tán ầm ĩ, thời điểm nói tới sát thần, tất cả đều biến sắc, trong mắt đều nồng đậm vẻ kiêng dè. Dù trải qua thời gian ngàn năm, Tu La Điện Chủ nhất mạch của Chiến Hồn Đại Lục vẫn uy chấn thiên địa lao ngục, dù sao, đây là chuyện mà Tu La Sơn và Thương Sinh Thần Quốc không thể không thỏa hiệp. Mọi người nhanh tới cửa nam, nghe nói Độc Tý Kiếm Thần đến thành Thiên Thương Thần rồi. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi bên ngoài quán rượu truyền đến, tất cả mọi người trong tử lầu đều bỗng nhiên đứng dậy, không chút do dự phóng ra ngoài cửa. Độc Tý Kiếm Thần ở đâu? Đây chính là thần tượng của ta, nghe nói hắn ở Thất Biến Chiến Thần đã có thể sát hại Cửu Biến Chiến Thần. Ha, lúc này hắn còn dám tới, đơn giản là muốn chết. Ta nghe nói rất nhiều vương tử cùng công chúa đều đang tìm hắn, muốn vây giết điện chủ Tu La Điện. Điều này không liên quan đến Độc Tý Kiếm Thần chứ. Hắn đến thần đô, đoán chừng cũng là vì trường sinh đan để phục hồi cánh tay như cũ thôi. Đám người kích động đi về phía cửa nam, không chỉ người trong quán rượu, không ít người trên đường cũng nhanh chóng nhằm phía cổng nam thành lao đi. Mà lúc này, trên một con đường lớn cách cổng nam thành hơn 10 dặm, một chiếc xe ngựa đang chậm chậm ung dung hướng đi tới cổng Nam Thành. Bên ngoài xe ngựa, có ba thân ảnh ngồi đó, là Kiếm La, Vân Hạc và Võ Nhược Phong, đường đường cường giả chiến thần cảnh mà đi đánh xe ngựa, ba người cũng buồn bực đến hộc máu. Nhưng Tiêu Phàm không muốn nhờ hồn thú khác đưa đi, đành bất đắc dĩ làm như vậy. Bên trong xe ngựa, có hai bóng người đang ngồi, dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng, hai người đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra đã có người phát hiện chúng ta đến. Sở Khinh Cuồng bừng mắt ra, trong mắt có nét sắc bén. Không ngờ Sở huynh lại nổi tiếng như vậy. Tiêu Phàm cười cười, nói đùa. Ngay cả Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, mấy năm nay, Sở Khinh Cuồng cuối cùng đã khôi phục được cốt cách năm đó, có điều đồng thời sóng gió hiện trong ánh mắt của hắn cũng không ít. Đây là quá trình bắt buộc phải trải qua khi trưởng thành của một người. Theo việc tăng lên tầm nhận thức và thực lực thì những thứ có thể dung nạp trong lồng ngực cũng nhiều hơn. Sở Khinh Cuồng cười gượng một tiếng, nói, không phải là ta nổi tiếng, mà là trước đó ta và một gia tộc của Thương Sinh Thần Quốc xảy ra một vài chuyện không vui. Tiêu Phàm có chút bất ngờ, có điều cũng không hỏi cụ thể là gì, hắn lần này tới là muốn đối phó với phân thân linh hồn của Tiếu Thương Sinh, gia tộc khác nếu như muốn đến gây phiền phức, tiện tay giải quyết luôn là được. Đúng rồi Tiêu Huynh. Đến thành Thiên Thương Thần, vẫn phải cẩn thận với những vương tử và công chúa kia, thủ đoạn của bọn chúng đều rất quỷ dị, người giết chết Tiếu Thiên Long và Tiếu Thiên Chi, đều không phải là nhân vật mạnh nhất, có đại vương tử Tiếu Thiên Cơ và nhị công chúa Tiếu Thiên Vận, nghe đồn chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường trên tay bọn chúng đều không trụ được một chiêu. Sở Khinh Cuồng lại nhắc nhở,
Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Vận. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn hiển nhiên biết hai người kia, nghe đồn, bọn chúng đã đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong. Dựa vào thiên phú của bọn chúng, giết hại chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường, hiển nhiên dễ như là cắt cỏ. Dù sao, chiến thần cảnh đỉnh phong trong thiên địa lao ngục, rất ít người thông qua bản thân lĩnh ngộ sức mạnh áo nghĩa mà đột phá, đại bộ phận đều là luyện hóa thần lực chi tinh để đạt tới cấp độ hiện tại. Tu sĩ chiến thần cảnh sau khi chết, thần lực chi tinh rất khó hủy diệt, hơn nữa người bình thường cũng sẽ không hủy diệt chúng, dần dà xuất hiện nhiều hơn tu sĩ chiến thần cảnh. Có điều khiến Tiêu Phàm kinh ngạc nhất là, trong thiên địa lao ngục, thần lực chi tinh đều đã công khai ghi giá, điều này tại chiến hồn đại lục là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm đến thành thiên thương thần, cũng ôm một chút suy nghĩ như vậy, tu sĩ Tu La Điện rất nhiều người không có thiên phú đột phá chiến thần cảnh, có lẽ có thể để bọn họ luyện hóa thần lực chi tinh. Chỉ là hiện tại trên thân Tiêu Phàm ngoại trừ một chút hồn thạch ra, căn bản không có quá nhiều thần thạch, muốn bỏ ra lượng lớn mua sắm thần lực chi tinh là không thể nào, đây cũng là một vấn đề khiến Tiêu Phàm nhức đầu. Hai người này rất ít xuất thủ, nhưng thực lực bọn chúng rất mạnh, nghe nói cũng là một trong số ít người dám cùng thiên tài bên phía Tu La Sơn khiêu chiến. Sở Khinh Cuồng lại nói, hắn ở lại thế giới này được một thời gian. Đối với một vài nhân vật thiên tài nổi danh vẫn là hết sức hiểu rõ. Nói đến Tu La Sơn, thần sắc Sở Khinh Cuồng cũng vô cùng ngưng trọng, dù là đối mặt với Thương Sinh Thần Quốc cũng không có ngưng trọng như vậy. Không sao, ta lần này đến cũng không phải là để đánh nhau, mà là lấy thân phận thần dược sư tới. Tiêu Phàm cười cười nói, trong lòng lại bổ sung một câu, nếu như muốn đánh, ta cũng không sợ. Cũng đúng, Sở Khinh Cuồng gật đầu. Hắn hết sức yên tâm với cách đối nhân xử thế của Tiêu Phàm, thân là Tu La Điện chủ có thể từng bước một đi đến hiện tại, thực lực chỉ là một phương diện, trí tuệ cũng là một phương diện nữa. Dừng lại, cũng vào lúc này, một tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một nguồn khí tức mạnh mẽ từ đằng xa ầm ầm lao tới, không khí đều trở nên ngạt thở. Cỗ xe ngựa của nhóm người Tiêu Phàm bỗng nhiên rung lên, ba người Kiếm La, Vân Hạc và Võ Nhược Phong lập tức thủ hộ chung quanh xe ngựa, trong nháy mắt khí thế trên người bộc phát, hình thành một nguồn năng lượng dao động bảo vệ xe ngựa. Trên đường lớn, mấy đạo kình phong cuồn cuộn lao tới, sau đó hóa thành mấy đạo thân ảnh ngăn cản đường đi của mọi người, khí thế cuồng bạo không ngừng đánh thẳng vào đám người Kiếm La, muốn đánh vỡ xe ngựa. Các ngươi là người phương nào? Kiếm La lạnh lùng quát lên, thần sắc băng lãnh nhìn mấy người đối diện, đáy mắt ánh lên sự dè chừng. Đứng cách hắn hơn vài chục trượng, là bốn nam nữ trẻ tuổi, nam tuấn tú, nữ tịnh lệ, mỗi người xem ra đều là những kẻ không tầm thường. Hơn nữa, khí tức phát tán ra trên thân của bốn người đều là tu vi bát biến chiến thần trở lên, trong những tu sĩ cùng tuổi, tuyệt đối được coi là cường giả. Cuồng tí, cút ra đây cho ta. Lúc này, một nam tử mang chiến bào kim sắc trong đó tiến lên một bước, quát lớn một tiếng, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn tản ra. Hóa thành từng đợt gió mạnh giận dữ chém tới xe ngựa. Hừ, Kiếm La hừ lạnh một tiếng, vung lên một kiếm, vô tận kiếm khí cuồn cuộn tỏa ra, hóa thành bức tường kiếm khí chắn trước người. Ầm ầm, một âm thanh bạo phá kinh khủng vang lên, cuồng phong và kiếm khí đụng vào nhau, dấy lên một trận sóng gió cuồng bạo, cả hai người lao thẳng vào nhau. Dám động thủ với tứ vương tử, muốn chết sao? Đột nhiên, một tiếng thét vang lên. Từng điểm đen phía xa lao tới, khoảng thời gian chưa hết một hơi thở đã đến sát người, sát khí nặng nề nhìn Kiếm La. Đối mặt thanh niên mặc kim bào kia, Kiếm La hiển nhiên là không có một chút áp lực, dù sao đối phương chỉ là một cửu biến chiến thần mà thôi. Kiếm La cũng không phải dựa vào việc luyện hóa thần lực chi tinh mới đột phá đến cảnh giới hiện tại, hắn từng bước một lĩnh ngộ áo nghĩa mà đi đến bước này, hiển nhiên không phải chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như thật sự xuất thủ, Kiếm La cũng chưa hẳn là đối thủ của thanh niên mặc kim bào này, dù sao thanh niên mặc kim bào cũng là tứ vương tử của Thương Sinh Thần Quốc, hắn cũng từ trong đống người chết bò ra. Huống chi lại có thêm người tới, Kiếm La khẳng định không thể địch lại, phải biết những người đang tới trong đó không thiếu cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu quả thật phải đánh nhau, Tiêu Phàm muốn vào thành thiên thương thần coi như phiền toái rồi. Dừng tay cho ta. Mắt thấy những người kia chuẩn bị ra tay với Kiếm La, thanh niên mặc kim bào kia đột nhiên lạnh lùng quát, con người hắn nhìn chằm chằm vào Kiếm La,
tựa như kiếm la khơi gợi lên chiến ý của hắn. Kiếm la, dừng tay. Gần như đồng thời, một tiếng quát nhẹ từ trong xe ngựa truyền ra, Võ Nhược Phong vội vàng vén rèm cửa lên, nhìn thấy Sở Khinh Cuồng mặc áo bào trắng đi ra. Các hạ, ta có vẻ như không thù không oán gì với ngươi. Sở Khinh Cuồng nhẹ nhàng nhìn thanh niên mặc kim bào tứ vương tử, căn bản không có bất cứ e ngại gì, dù hắn chỉ là thất biến chiến thần. Độc tí kiếm thần, hừ, ngươi liên thủ với người Tu La Điện, giết cửu muội ta, ngươi nói ngươi có đáng chết hay không? Tứ vương tử hừ lạnh một tiếng nói, lộ rõ sát ý. Nếu như Sở Khinh Cuồng không biết quan hệ của những vương tử và công chúa này, có lẽ hắn thật sự tin tưởng tứ vương tử trước mắt là huynh muội tình thâm, muốn báo thù cho cửu muội Tiếu Thiên Chi của hắn. Nhưng hiện tại, Sở Khinh Cuồng lại nhìn thấy rất rõ, có lẽ tứ vương tử và ba huynh muội hắn thực là muốn giết Sở Khinh Cuồng, nhưng tuyệt đối không phải là vì thay Tiếu Thiên Chi báo thù, mà là vì chính danh tiếng của bọn chúng ở Thương Sinh Thần Quốc. Muội muội ngươi hạ độc đánh lén ta, muốn giết ta trước, cho dù ta giết nàng thì có lỗi sao? Sở Khinh Cuồng hờ hững, căn bản không có bất cứ vẻ gì sợ hãi. Chính như hắn nói, ta vốn khinh cuồng, thì sợ gì kẻ địch ở thế gian. Huống hồ, cũng không phải ta giết hắn, mà là người của Tu La Sơn giết hắn. Sở Khinh Cuồng lại bổ sung một câu. Cũng không phải hắn chịu lép vế, mà là kế hoạch tiếp theo của Tiêu Phàm nhất định phải tiến vào thành Thiên Thương Thần. Nếu như bị ngăn cản ngăn ở bên ngoài thành Thiên Thương Thần, kế hoạch kia coi như thất bại. Cấu kết với Tu La Sơn. Ngươi lại còn nói công khai như vậy. Ngươi không sợ bây giờ ta cắt lấy đầu của ngươi cho chó ăn. Một nữ tử khác mặc váy dài màu đen tiến lên. Nàng hiển nhiên cũng là công chúa của Thương Sinh Thần Quốc, bằng không cũng không có khả năng đứng sóng vai cùng tứ vương tử. Sở Mỗ trong lòng không thẹn, làm sao phải sợ. Sở Khinh Cuồng thản nhiên nói, đối mặt công chúa vênh váo hung hăng kia, ta vẫn sừng sững bất động. Vậy ai giải độc trên người ngươi? Cửu tỷ hạ độc, trong thiên hạ lại có người có thể giải. Lại một nữ tử mặc váy lụa lục sắc từng bước ép sát. Nàng hỏi như vậy, mấy công chúa và vương tử khác cũng trở nên trầm lắng, kỹ nghệ trong độc dược của Tiếu Thiên Chi, nếu không nói là vô địch trong thiên địa lao ngục, thì cũng gần như vậy. Chiến hồn vạn độc Thiên Chi, nếu như trưởng thành đến cực hạn có thể hạ độc cả thiên thần. Tại thiên địa lao ngục, dám chính diện đối kháng với Tiếu Thiên Chi. Đoán chừng cũng chỉ có thần chủ Thương Sinh Thần Quốc Tiếu Thương Sinh, những người khác đều không thể nào làm được. Hơn nữa, Tiếu Thương Sinh có thể chính diện đối kháng Tiếu Thiên Chi, cũng tuyệt đối không phải nguyên nhân ở thực lực, mà là biết nhược điểm của Tiếu Thiên Chi ở một phương diện khác, hoặc là bắt lấy mệnh mạch của nàng. Độc tí kiếm thần đã thật sự trúng độc của cửu công chúa, thế mà còn sống khỏe ri như vậy. Ta còn tưởng rằng là giả cơ đấy. Đám người cũng kinh ngạc nhìn Sở Khinh Cuồng. Thời khắc nói đến cửu công chúa Tiếu Thiên Chi, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, danh tiếng của thiên độc nữ, sớm đã uy chấn thiên địa lao ngục. Nếu ngươi nói không ra nguyên nhân tại sao, dù là sau lưng ngươi là Tu La Điện chủ của chiến hồn đại lục, cũng đừng hòng còn sống rời khỏi đây. Tứ vương tử lạnh lùng nhìn Sở Khinh Cuồng. Ánh mắt của mọi người cũng đều hướng vào Sở Khinh Cuồng, không ít người đều toát mồ hôi lạnh thay Sở Khinh Cuồng. Nơi này là bên ngoài thành Thiên Thương Thần, nếu như mấy đại vương tử muốn giữ lại một người, đừng nói Sở Khinh Cuồng, ngay cả người kế thừa Tu La của Tu La Sơn cũng đừng hòng rời đi. Nhưng Sở Khinh Cuồng lại cười nhạt một tiếng, nói, độc của cửu công chúa, hiển nhiên là bằng hữu của ta thay ta giải trừ. Bằng hữu của ngươi có thể giải trừ độc của cửu muội. Thật sự là chuyện nực cười, trên đời này không có ai có thể giải được độc của cửu muội, ngươi nói bằng hữu của ngươi có thể giải độc. Gọi hắn ra đây cho ta xem một chút. Tứ vương tử nhe răng cười một tiếng, độc của Tiếu Thiên Chi không phải ai cũng có thể giải. Buồn cười lắm sao, đúng lúc này, lại một giọng nói nữa vang lên, nụ cười trên mặt tứ vương tử mau chóng cứng đờ, trên xe ngựa lại nhô ra một cái đầu, ngay sau đó một thanh niên áo bào đen đi xuống. Thanh niên áo bào đen hiển nhiên không phải người khác, mà là Tiêu Phàm thay đổi dung mạo. Ngươi là cái thá gì? Nơi này ngươi có tư cách nói chuyện sao? Tứ vương tử rất khó chịu khi lời nói của mình bị Tiêu Phàm đánh gãy, xém chút muốn ra tay đánh nhau. Có điều trong lòng hắn càng khiếp sợ hơn, bởi vì vừa rồi hắn căn bản cũng không biết bên trong xe ngựa này còn có một người nữa, vốn dĩ hắn còn tưởng là chỉ có Sở Khinh Cuồng.
có thể tránh được linh hồn lực của bọn chúng dò xét, chỉ dựa vào điểm này, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, mấy người cẩn thận hồi tưởng một chút, lại là phát hiện trước đó người kêu Kiếm La dừng tay, cũng không phải là Sở Khinh Cuồng. Công tử, Kiếm La vội vàng đánh tan những phong nhận kia, cung kính lùi về một bên Tiêu Phàm, còn người u lãnh nhìn chằm chằm bọn người Tứ Vương Tử. Có tư cách nói chuyện hay không ta không rõ, nhưng ngươi nói trên đời này không ai có thể giải độc của cửu công chúa, tại hạ không tin. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Tứ Vương Tử, không kiêu ngạo không tự ti nói. Dù là dưới khí thế uy áp của cửu biến chiến thần Tứ Vương Tử kia, hắn vẫn không động đậy, trên mặt mang theo nét tươi cười. Tứ Vương Tử, ngươi không phải vừa nói muốn gặp bằng hữu của ta sao? Vị này chính là bằng hữu của ta, Kiếm Hồng Trần. Sở Khinh Cuồng khẽ mỉm cười nói. Kiếm Hồng Trần, có vẻ như chưa nghe nói đến. Giải trừ độc của cửu công chúa, ắt hẳn cũng là thần dược sư. Thần dược sư trẻ tuổi như vậy, ta còn chưa từng nghe nói đến. Đoán chừng là tên giả mạo, Tứ Vương Tử bọn chúng chắc chắc sẽ đâm chết hắn. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về Tiêu Phàm, bọn hắn thực sự không thể tin được, Tiêu Phàm trẻ tuổi như vậy đã là thần dược sư. Dù Tiếu Thiên Chi hạ độc lợi hại, nhưng giải độc cũng không phải là thế mạnh của nàng, chỉ là dựa vào chiến hồn của nàng mà thôi, càng không cần phải nói tới người trẻ tuổi trước mắt này. Phải biết rằng, cho dù tại thiên địa lao ngục, thần dược sư cũng cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa địa vị cực kỳ bất phàm, dù sao muốn trở thành thần dược sư, cũng không phải tu vi đột phá chiến thần cảnh là có thể làm được. Đám người Tứ Vương Tử nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, muốn nhìn thấu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại lẳng lặng đứng tại đó, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Dựa vào ngươi cũng có thể giải độc của cửu tỷ. Nữ tử mặc váy lụa lục sắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ra vẻ không tin nói. Bởi vì ta là thần dược sư, Tiêu Phàm vô cùng tự tin gật đầu, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Bởi vì ta là thần dược sư, lời này từ chính miệng Tiêu Phàm nói ra vẫn có lực chấn động vô cùng, dù tu sĩ bốn phía đã đoán được Tiêu Phàm là thần dược sư. Nhưng nghe câu này, trong lòng vẫn là cực kỳ chấn động. Thần dược sư, dù là thương sinh thần quốc cũng chỉ có mấy người, hơn nữa đã thành danh hàng trăm hàng ngàn năm rồi, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Nhưng mọi người đều biết rằng, một thần dược sư, dù là gặp mặt thần chủ cũng phải lễ nhượng ba phần, đủ để có thể thấy được tầm quan trọng của thần dược sư, đây không phải là người mà bọn chúng có thể đắc tội. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy người Tứ Vương Tử không tiếp tục làm khó dễ Tiêu Phàm, ngộ nhớ Tiêu Phàm thật sự là thần dược sư. Ngay cả khi bọn hắn thân là vương tử và công chúa, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ngươi có cách gì chứng minh ngươi là thần dược sư? Nữ tử váy lụa xanh vẫn có chút không tin, thật sự là Tiêu Phàm quá trẻ tuổi. Bọn chúng đã gặp những thần dược sư của thương sinh thần quốc, từng người đều là lão quái vật, dùng đan dược duy trì huyết khí tràn đầy. Dù có thay đổi cỡ nào cũng khó qua được mắt bọn chúng. Tin hay không tùy ngươi, ta nhất thiết phải chứng minh với ngươi sao? Tiêu Phàm dường như tức giận, cau mày liếc mắt nhìn nữ tử váy lụa kia. Trước đó hắn từ trong miệng Thiếu Thiên Tà đã biết được, thần dược sư của thương sinh thần quốc rất hiếm, hơn nữa mỗi người đều rất kiêu ngạo, dù là gặp mặt vương tử công chúa cũng không nể mặt. Nếu như hắn biểu hiện quá dè dặt và thấp giọng, đối phương còn thật sự hoài nghi. Nếu chính mình cũng không tin bản thân là thần dược sư, đối phương làm sao có thể tin tưởng. Huống chi, Tiêu Phàm hiện giờ thật sự đã đột phá đến cảnh giới thần dược sư, chỉ là hắn rất ít thi triển y thuật và luyện đan thuật mà thôi. Quả nhiên, tứ đại vương tử và công chúa đối diện thấy thế, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Bọn chúng tới đây, vốn dĩ là muốn tìm Sở Khinh Cuồng hỏi thăm tung tích Tiêu Phàm mà thôi, nhưng quanh đi quẩn lại. Lại xoáy vào vấn đề Tiêu Phàm có phải thần dược sư hay không. Nếu như Tiêu Phàm thật sự là thần dược sư, hắn lại là bằng hữu của Sở Khinh Cuồng, bọn chúng cũng không thể tùy tiện đắc tội Sở Khinh Cuồng. Đương nhiên, các ngươi muốn chứng minh cũng có thể. Đang lúc bầu không khí trở nên im lặng, Tiêu Phàm đột nhiên lại mở miệng, hắn chỉ vào nữ tử váy lụa kia nói, nếu như ngươi không sợ chết, cứ việc tới thử một lần. Dám ăn nói như vậy với thập công chúa. Hắn chán sống rồi sao? Đám người nghe vậy, không khỏi hắt ra một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Nữ tử váy lụa xanh thập công chúa hơi nhíu mày, Tiêu Phàm biểu hiện càng mạnh mẽ,
nàng càng tin tưởng Tiêu Phàm là thần dược sư. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn dám giết bản công chúa hay sao? Thập công chúa hừ lạnh một tiếng, tiến thẳng đến Tiêu Phàm. Mấy người tứ vương tử cũng không ngăn cản, chung quanh còn có không ít cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên nhìn chằm chằm, bọn chúng tin Tiêu Phàm cũng không dám gây bất lợi với thập công chúa. Bình thường mà nói, thần dược sư chỉ là sức mạnh linh hồn mạnh mẽ một chút mà thôi, sức mạnh bản thân không được mạnh mẽ như vậy. Thập công chúa dừng lại chỗ cách Tiêu Phàm một trượng, cứ lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm cũng không chút ngần ngại nhìn thập công chúa, căn bản không có bất cứ điều gì che đậy. Không thể không nói, những công chúa này tuy rằng đều trải qua việc rèn luyện khắc nghiệt, nhưng dáng người mỹ miều thật không thể chê vào đâu được. Vừa nghĩ đến Tiếu Thương Sinh ngay cả thân thể nữ nhân cũng muốn đoạt lấy, Tiêu Phàm bỗng nổi lên ác cảm, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh chỉ vì muốn tiếp tục tồn tại, thật đúng là thủ đoạn gì cũng có thể dở ra. Có điều Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường thập công chúa này, có thể từ trong núi thây biển xác bò ra, sát phạt khẳng định rất quả quyết, hơn nữa có khác biệt rất lớn với những nữ nhân khác. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm thập công chúa khoảng chừng thời gian mười mấy nhịp thở, đám người bốn phía đều câm như hến, trong lòng không khỏi thầm mắng Tiêu Phàm to gan, cũng dám nhìn thập công chúa như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thập công chúa cũng bị Tiêu Phàm nhìn khiến toàn thân nổi da gà, lạnh giọng nói, còn nhìn nữa, bản công chúa móc mắt của ngươi. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, thập công chúa khẩu khí không tồi, nhưng vẫn không khơi lên được tà ý gì từ Tiêu Phàm. Ta là bệnh nhân, chiến thần cảnh lại nhiễm bệnh, thật sự là chuyện nực cười. Ta thấy ngươi chính là một kẻ bịp bợm. Thập công chúa tựa như bắt được cái đuôi của Tiêu Phàm, một bước tiến lên, chuẩn bị động thủ đối với Tiêu Phàm. Chiến thần cảnh lại không nhiễm bệnh, đó mới là chuyện nực cười, nếu như chiến thần cảnh không nhiễm bệnh, cần thần dược sư làm cái gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lạnh lùng quát. Thập công chúa nghe vậy, thân hình khựng lại, đôi mắt đẹp lóe lên một chút, mặt âm u nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không quan tâm cảm giác của nàng, tự nhủ, người hai mắt vô thần, ngực tích tụ một luồng khí, trong bước chân, thần lực dao động lên xuống không ổn định, công pháp tu luyện mới nhất của ngươi xảy ra chút vấn đề rồi. Nghe được lời này, sắc mặt thập công chúa khẽ run lên, có điều rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng thì kinh hãi vô cùng. Sắc mặt kia của lão thập có chút không ổn, chẳng lẽ tiểu tử kia nói đúng? Tứ vương tử truyền âm cho hai người khác nói. Không biết, có điều hai ngày trước ta thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bước chân dao động, quả thật giống như luyện công xảy ra vấn đề, có điều hai ngày nay, hẳn là điều tức tương đối ổn định rồi thì phải. Nữ tử váy dài màu đen nhíu mày. Lúc này, ánh mắt đám người nhìn về phía Tiêu Phàm có chút biến đổi, có thể một câu nói ra vấn đề của thập công chúa, cũng đủ để chứng minh Tiêu Phàm có chút bản lĩnh. Chỉ như vậy thôi sao? Thập công chúa lại cười lạnh không thôi, trạng thái này có vẻ như chỉ cần người có tâm liền có thể đoán được vài phần, nhưng bị Tiêu Phàm nói ra, trong tâm nàng vẫn có chút không thoải mái. Mặt khác, luồng khí trong ngực ngươi, chính là oán khí tại tâm, ảnh hưởng đến kinh mạch toàn thân, nếu như tiếp tục tu luyện, rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Phàm lại nói. Lời lẽ đe dọa, thập công chúa khịt mũi coi thường. Có phải là lời lẽ đe dọa hay không, ngươi dùng sức ấn vào sườn trái mình, phải chăng đau thấu tim gan? Tiêu Phàm vẫn hết sức tự tin nói. Thập công chúa bán tín bán nghi dùng một tay ấn vào sườn trái, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ đau đớn. Nơi này con người ấn vào đều sẽ đau. Trong lòng Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, xém chút liền bật cười, lập tức lại lấy ra một cây kim châm nghiêm mặt nói. Ngươi không phải muốn xác minh ta có phải luyện dược sư hay không sao? Chỉ cần một châm, ta có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Hừ, ai biết ngươi có hại ta hay không? Sắc mặt thập công chúa biến đổi, sau đó lùi hai bước về sau, dè dặt nhìn Tiêu Phàm. Ngươi không phải sợ ta hại ngươi, mà là ngươi không muốn trị bệnh, hoặc là nói, ngươi không dám để cho ta trị bệnh. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cười. Nụ cười này trong mắt thập công chúa lại thật giống như bị người ta nhìn thấu, toàn thân nàng khẽ run, trong nháy mắt nàng cảm giác như tất cả bí mật của mình đều bại lộ trước con mắt của Tiêu Phàm. Ta không sao, thập công chúa khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng bèn lách mình lùi lại, cả
căn bản không cho Tiêu Phàm có cơ hội trị liệu. Đám người tứ vương tử nhìn thập công chúa với ánh mắt đầy phức tạp, trong đầu mấy người còn đang nghĩ về câu nói kia của Tiêu Phàm. Tiêu huynh, thân thể của nàng thật sự có vấn đề. Sở Khinh Cuồng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm truyền âm, nếu có vấn đề, vì sao nàng không để cho ngươi chữa trị? Nếu như thương thế này, là chính nàng cố ý tạo thành, ngươi nói nàng sẽ để cho ta chữa trị hay sao? Tiêu Phàm cười một cách đầy ẩn ý. Ngươi nói là, Sở Khinh Cuồng trong mắt lóe lên một nét kinh ngạc. Xem ra bọn chúng vì muốn trốn tránh thiếu thương sinh đoạt thân, cũng bắt đầu sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tiêu Phàm từ miệng Tiếu Thiên Tà biết được, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh muốn đoạt lấy thân thể của bọn chúng, dựa vào tính cách của Tiếu Thương Sinh, khẳng định phải chọn lựa thân thể mạnh nhất, bất luận nam hay nữ. Rất nhiều vương tử và công chúa biết chuyện này, hiển nhiên phải nghĩ ra mọi biện pháp, để cho mình bị đào thải, chỉ có bị đào thải, bản thân mới có cơ hội sống sót. Mà muốn đào thải bản thân, có rất nhiều phương pháp, có thể áp chế tu vi, có thể gây thương tổn tới thân thể mình, cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Những người này, đều là từ tầng dưới nhất chém giết đi lên, có thể trở thành công chúa và vương tử, bất luận thiên phú và trí tuệ đều rất mạnh. Đáng tiếc lúc trước bọn chúng cũng không biết tương lai mình sẽ trở thành như vậy, vốn cho là mình chỉ cần sống sót trở ra, cuối cùng cũng có thể thắng lợi. Bọn chúng không biết rằng, tất cả mọi người chỉ là thân thể được nuôi dưỡng của Tiếu Thương Sinh mà thôi, dù mạnh đến đâu thì sớm muộn cũng có một ngày bị Tiếu Thương Sinh thay thế. Lúc trước bọn chúng liều mạng tăng cường sức mạnh, mà bây giờ, lại là liều mạng áp chế bản thân, không thể không nói là một sự châm chọc. Ba người các ngươi cũng muốn thử một chút sao? Tiêu Phàm liếc thập công chúa một chút, lại nhìn về phía ba người khác nói. Vừa rồi một tia sát khí kia, hắn cảm nhận được bên trong đôi mắt thập công chúa có một luồng sát ý lạnh như băng. Tiêu Phàm biết, vừa rồi mình nói ra bí mật của nàng, nàng muốn giết Tiêu Phàm. Đám người này quả nhiên không hề đơn giản, trong lòng Tiêu Phàm thầm nói. Ba người tứ vương tử nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao để mở miệng, trên người bọn chúng cũng ít nhiều có chút vấn đề, mà cũng là cố ý tạo ra, hiển nhiên sợ Tiêu Phàm nhìn thấu. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không hại các ngươi, cũng cam đoan ta tận dụng hết khả năng, chữa khỏi bệnh trên người các ngươi, thậm chí khiến các ngươi đột phá thêm một bước cũng khó nói. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên nụ cười sán lạn nhìn mấy người đối diện. Dáng vẻ đó, tựa như đối đãi với người thân của chính mình vậy, khiến tu sĩ bốn phía cảm động một hồi. Vị thần dược sư này một chút kiêu ngạo cũng không có, thật sự là hiếm gặp. Đúng vậy, những thần dược sư khác lại là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nghe nói ngay cả công chúa và vương tử cũng không nể mặt, vị thần dược sư này lại có một cái tâm lương thiện bao la và vô cùng nhân từ. Khó trách tứ vương tử bọn chúng đều không thể làm khó hắn, đoán chừng vừa rồi thần dược sư thật sự nhìn ra vấn đề của thập công chúa. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm với vẻ mặt sùng bái, bọn chúng còn chưa từng nghe nói, thần dược sư lại dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa còn miễn phí trị liệu cho tứ vương tử bọn chúng. Mấy người tứ vương tử nghe vậy, suýt chút hộc máu, dù thân thể coi như thật sự có vấn đề, cũng sẽ không cho hắn trị, bởi vì những vấn đề kia bọn chúng đều phải tự mình giữ lại. Có điều khi bọn chúng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Tiêu Phàm, trong lòng có cảm giác bất an, thật giống như bị người ta nhìn thấu. Chẳng lẽ hắn biết vấn đề trong cơ thể của chúng ta là tự mình để lại? Nếu thật sự là như vậy, thì cũng thật đáng sợ. Các ngươi ai tự nguyện thử một lần? Tiêu Phàm tiếp tục cười hỏi. Thử cái của khỉ, trong lòng mấy người thầm mắng, nếu thật sự bị ngươi chữa cho khỏi, vậy những cố gắng trước đó của ta chẳng phải là công toi. Về phần đột phá thêm một bước, là chuyện mấy người không dám nghĩ đến, giống như tứ vương tử, nếu như tiến thêm một bước nữa, vậy coi như là chiến thần cảnh đỉnh phong. Mà một khi đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, vậy coi như trở thành một trong những đối tượng bị Tiếu Thương Sinh để ý, giống như hai người Tiếu Thiên Cơ và Tiếu Thiên Vận. Kiếm đại sư, tạo nghệ trong y thuật của ngài chúng ta đã chứng kiến rồi, không biết thuật luyện đan của ngươi như thế nào. Tứ vương tử ngoảnh mặt đi rất nhanh. Đổi ngay chủ đề. Nói đến thuật luyện đan, đây chính là điểm mạnh của ta. Tiêu Phàm đầy tự tin nói, đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp bình, một mùi hương tỏa ra nồng nàn. Đây là, tứ vương tử nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị luyện đan tại chỗ,
không ngờ lại lấy ra một cái bình ngọc chứa đan dược. Đây là một loại đan dược mà ta luyện chế, mấy vị uống vào, không nói có thể tiến thêm một bước, nhưng nhất định thuốc đến bệnh trừ. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Tứ vương tử nghe vậy, khóe miệng giật một cái, suýt nữa liền nhìn không được, cho ăn một bạt tai. Ta muốn ngươi luyện đan, ngươi cho ta đan dược làm cái gì? Tứ vương tử biết, nếu như mấy người mình muốn tiếp tục làm khó hắn, Tiêu Phàm khẳng định sẽ xoáy vào chủ đề này, việc này để Tiếu Thương Sinh nghe được, bọn chúng không chết cũng bị lột ra. Nghĩ đến đây, mấy người cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, nhưng lại không dám nói gì, dù biết rõ Tiêu Phàm cố ý trêu đùa bọn chúng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Muốn chơi ta, các ngươi còn non lắm. Trong lòng Tiêu Phàm mắng thầm, có điều bề ngoài vẫn làm bộ mặt tươi cười, tiếp tục nói, mấy vị không muốn. Thế thì bỏ đi, nếu như các ngươi muốn ta chữa khỏi bệnh trên người, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Lời vừa dứt, Tiêu Phàm lại thu đan dược về, mấy người tứ vương tử suýt chút nhịn không được đưa tay ra cướp. Đan dược này nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, vậy coi như là chân bảo, hiện tại bọn chúng không dùng đến, nhưng cũng không nói lên rằng về sau không thể dùng. Kiếm La, tiếp tục đánh xe. Tiêu Phàm đủng đỉnh phun ra một câu, lập tức quay người đi vào trong xe, căn bản không cho mấy người kia có dịp phản bác. Mấy người Kiếm La đều đần người ra tại chỗ, bọn họ hiển nhiên không ngờ được, dăm ba câu của Tiêu Phàm lại đuổi được đám người này. Vốn dĩ tứ đại vương tử và công chúa trong cơn giận dữ mà đến, muốn tìm Sở Khinh Cuồng gây hấn, hỏi thăm tung tích Tiêu Phàm, nhưng bây giờ lại tốt rồi. Bọn chúng đã hoàn toàn quên đi mình tới để làm gì. Đám người kia cũng vô cùng sốc, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, những vương tử và công chúa này bình thường đều là ngạo khí trùng thiên, sao hôm nay bị mấy câu của đối phương liền thua trận vậy? Chẳng lẽ bằng dăm ba câu vừa rồi, đã có thể chứng minh tên kia là thần dược sư? Hiển nhiên là không thể nào, vậy lại là vì cái gì đây? Điểm này, đám người kia bất luận như thế nào cũng không hiểu rõ nữa. Còn không đi, giọng nói của Tiêu Phàm tức giận truyền đến, mấy người Kiếm La lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lái xe ngựa rời đi. Bọn người tứ vương tử không tự chủ được mà nhường ra một con đường, bọn chúng không dám quá ép bức Tiêu Phàm, nếu như thật sự bại lộ bí mật trên người, tuyệt đối không có gì là ngon ăn. Mấy người nhìn nhau, đồng tử phóng ra sắc lạnh, tựa như cùng đưa ra quyết định nào đó. Ái chà! Ngay cả viên trường sinh đan bé nhỏ kia cũng không ai muốn, xem ra cũng không ai biết trường sinh đan thật như thế nào. Khi xe ngựa đi ngang qua mấy người bên cạnh, một giọng nói cảm thán truyền đến. Trường sinh đan, đám người nghe vậy, không khỏi hắt ra một hơi lạnh. Trường sinh đan bọn chúng hiển nhiên nghe nói qua, mấy ngày nay, ngoại trừ chuyện về Tu La Điện chủ của Chiến Hồn Đại Lục, còn có một chuyện cũng được bàn luận xôn xao, đó chính là chuyện liên quan tới trường sinh đan. Nghe đồn sau một tháng, trên hội đấu giá của Vạn Bảo Các sẽ xuất hiện một loại đan dược cực kỳ truyền kỳ trường sinh đan. Trường sinh đan, cái tên nói lên tất cả, có thể làm cho người ta trường sinh mặc dù hơi khoa trương, nhưng sống lâu mấy ngàn năm vẫn là không có vấn đề, chủ yếu nhất là, nó có thể giữ gìn nhục thân bất hủ. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn mà thôi, còn sự thật như thế nào, thì không biết được. Chẳng lẽ hắn chính là thần dược sư có thể luyện chế trường sinh đan kia? Tứ vương tử cũng kinh ngạc nói. Một tháng sau, Vạn Bảo Các có một trận đấu giá, nghe nói có trường sinh đan xuất hiện, người này hiện tại đến đây, trường sinh đan có khả năng ở trên người hắn. Thập công chúa cũng gật đầu nói. Nếu như thần chủ có trường sinh đan, đây chẳng phải là... Nữ tử váy đen thất công chúa sầm mặt lại, đáy mắt hiện lên sắc lạnh. Mấy người khác nghe vậy. Ánh mắt cũng có chút sáng lên, nếu như Tiếu Thương Sinh có được trường sinh đan, chẳng phải là không cần đoạt thân thể của bọn chúng rồi. Xe ngựa của Tiêu Phàm lái về phía thành Thiên Thương Thần dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, không người nào ngăn cản, ngay cả tứ vương tử bọn chúng cũng không dám ngăn cản, những người khác cũng không có gan lớn như vậy. Nếu như Tiêu Phàm thật sự là thần dược sư, nhìn khắp thành Thiên Thương Thần, còn không có mấy người dám cản xe ngựa của thần dược sư. Lúc này. Trong xe ngựa, linh hồn của Sở Khinh Cuồng phát hiện tứ vương tử bọn chúng không đuổi theo nữa, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu huynh, ngươi như vậy có phải hơi kiêu căng quá lố rồi không? Sở Khinh Cuồng cười nói. Ta vốn dĩ khinh cuồng mà. Tiêu Phàm cười sảng khoái,
lấy tay tạo kết giới thần lực bao phủ xe ngựa, nói chúng ta tới nơi này chính là vì linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh, nếu như không cao ngạo, không có khả năng nhìn thấy Tiếu Thương Sinh. Cũng đúng, Sở Khinh Cuồng gật đầu, nói có điều, dựa vào trường sinh đan hư vô mờ mịt kia, thật sự có thể thu hút Tiếu Thương Sinh sao? Ta nghe nói Tiếu Thương Sinh xưa nay không hiện thân, cho nên mới phải kiêu căng, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tiêu Phàm lắc đầu nói, ta tin tưởng Tiếu Thương Sinh muốn thân thể bất diệt, hắn thèm muốn trường sinh đan còn hơn những gì ta tưởng tượng. Thật sự có trường sinh đan sao? Sở Khinh Cuồng khẽ thở dài, người trong thế gian ai không muốn trường sinh, cho dù là chiến thần, bình thường cũng chỉ có thể sống 1 vạn năm, muốn trường sinh căn bản là không thể nào. Thần sắc Tiêu Phàm cũng có chút ngưng lại, thở dài nói, trường sinh khó khăn khôn cùng, chúng ta đều chỉ là đang trên đường theo đuổi mà thôi, có điều, chắc chắn có một số người tin tưởng, hơn nữa ta cũng chỉ là giả mạo trường sinh đan mà thôi. Sở Khinh Cuồng trầm mặc không nói, tu luyện tới bây giờ, tuổi thọ của bọn họ tăng lên cũng đáng kể, nhưng không có mấy người thực sự có thể trường sinh. Mạnh như linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh, mà cũng phải đoạt lấy thân thể người khác mới có thể sống sót đấy thôi. Tối nay đoán chừng sẽ không quá an bình, Sở huynh chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Phàm lại nói, bọn chúng chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt trắng trợn hay sao? Ánh mắt Sở Khinh Cuồng giận dữ, mặc dù hắn chỉ là thất biến chiến thần, nhưng thật sự muốn hắn cùng những vương tử và công chúa kia chiến một trận, hắn cũng không sợ. Ta lại sợ bọn chúng không đến cướp đoạt. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, một vệt sáng lóe lên trong đáy mắt, trầm giọng nói, đến càng nhiều càng tốt, ta muốn cho bọn chúng biến khỏi thế giới này. Cảm nhận được sát ý trong ánh mắt của Tiêu Phàm, Sở Khinh Cuồng bị dọa nảy dựng người, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn muốn giết chết tất cả vương tử và công chúa hay sao? Tiêu Phàm ngược lại không giết chết bọn chúng, nhưng sẽ dùng cách khác để bọn chúng biến mất. Nếu như những vương tử và công chúa kia không biến mất, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh sẽ có thể mượn thần quỷ đoạt hồn phù trên người bọn chúng để sống sót, căn bản là giết không chết. Ta tự biết làm thế nào. Sở Khinh Cuồng gật đầu. Mặc dù hắn biết Tiêu Phàm chơi rất lớn, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Phàm có đầy đủ yếu tố, hắn cũng không quan tâm việc chơi lớn ra sao. Ngay sau đó Sở Khinh Cuồng nhắm mắt dưỡng thần, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Thỉnh thoảng có người gửi tới ánh mắt quái dị, rất nhiều người theo đuôi xe ngựa đi, bọn chúng cũng đều biết người ngồi bên trong là hạng người nào. Sau nửa canh giờ, xe ngựa cuối cùng cũng đi vào thành Thiên Thương Thần, ngay cả Kiếm La bọn họ đều không thể không ca ngợi sự mênh mông của thành Thiên Thương Thần. Cung điện màu trắng san sát, nguy nga tráng lệ, trên đường tấp nập người đi lại, thần thú rảo bước vô cùng náo nhiệt, thành trì ở chiến hồn đại lục. Không có một tòa nào có thể so sánh với thành Thiên Thương Thần. Thiên địa lao ngục trải qua bao năm phát triển, sớm đã khởi đầu ở quy mô tiểu thế giới, con người nếu có thể rời khỏi đây, đoán chừng đã sớm ngang dọc tung hoành ở chiến hồn đại lục rồi. Đương nhiên, luận về sức mạnh, nơi này vẫn không bằng chiến hồn đại lục, không vì gì khác, cũng bởi vì chiến hồn đại lục có cường giả thiên thần cảnh. Trước mặt thiên thần cảnh, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào, ngoại trừ tuyệt thế yêu nghiệt cá biệt. Xuyên qua từng con đường, mấy người Tiêu Phàm tìm được một gian phòng cực kỳ xa hoa để trọ lại, đó là một gian biệt viện rất lớn, mấy người bọn họ đều dư xài. Công tử, người của tứ vương tử bọn chúng một mực đuổi tới bên ngoài quán trọ, khẳng định là không có lòng tốt. Kiếm La lo lắng nói. Nơi này chính là trung tâm của Thương Sinh Thần Quốc. Nếu như đám người tứ vương tử gây bất lợi cho họ, chắc chắn rất là phiền phức. Ta còn sợ bọn chúng có lòng tốt cơ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhìn thấy mấy người Kiếm La còn muốn hỏi cái gì. Tiêu Phàm lại nói, mọi người xuống dưới nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Đám người còn muốn nói gì đó, có điều chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, tìm một gian phòng để tu luyện. Hiện tại vẫn chỉ là giữa trưa, 3 canh giờ hẳn là có thể giải quyết được. Tiêu Phàm đánh giá sân trong, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau đó hắn bắt đầu bận rộn ở sân trong, dòng dã hơn 3 canh giờ, Tiêu Phàm mới dừng lại, sắc mặt có chút trắng bệch, tựa như còn vất vả hơn so với việc trải qua một trận tuyệt thế đại chiến. Hài lòng nhìn bốn phía một chút, Tiêu Phàm cũng tùy ý lựa một gian phòng, tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu khôi phục thần lực trong cơ thể. Cũng may hắn chém giết đám người Thiếu Thiên Long, đạt được không ít hồn giới.
thần thạch bên trong hồn giới cũng không ít, nhiều đến hơn 20 vạn, nếu là ở chiến hồn đại lục, đó là con số vô cùng lớn. Cho dù là ở thiên địa lao ngục, những thần thạch này cũng là cả một gia tài, chỉ ít người bình thường đều không bỏ ra nổi. Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một vấn đề khác, thần linh khí trong thiên địa lao ngục nồng đậm như vậy, phải chăng cũng giống như chiến hồn đại lục, có một tinh không cổ lộ thông với thái cổ thần giới. Phải biết rằng, thần linh khí đều thông qua sự dẫn dắt của tinh không cổ lộ, mới có thể từ thái cổ thần giới tiến vào tiểu thế giới. Người của Tu La Vương tộc đã có thể tiến vào cổ mộ, chắc hẳn có một con đường như vậy. Đây là kết luận mà Tiêu Phàm đạt được, tất cả chỉ có thể nghiệm chứng sau khi hắn tiến về Tu La Sơn. Tiêu hao mấy trăm thần thạch, thần lực của Tiêu Phàm đã khôi phục hoàn toàn, giờ này cũng đã đến nửa đêm. Trong thời gian hơn nửa tháng, Tiêu Phàm đêm ngày tu luyện, hỏa diệm áo nghĩa cũng đạt tới 80%, bây giờ chỉ còn Tu La áo nghĩa. Muốn đột phá cửu biến chiến thần, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy. Xem ra có thời gian vẫn phải đi tu luyện trong luyện tâm tháp một phen mới được. Trong lòng Tiêu Phàm hạ quyết định, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia bất trắc, nói, đêm nay dự tính không xong rồi. Rầm, rầm, lời vừa dứt, một bóng đen phá cửa mà vào, kiếm mang sắc bén bay thẳng Tiêu Phàm mà đến, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tới còn không phải quá muộn, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thân hình không tránh không lùi, Tu La kiếm trong tay bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Tu La kiếm, đạo hắc ảnh kia run lên bần bật, sau đó nhanh chóng thối lui ra sau. Chỉ là lúc này hắn muốn đi thì đã muộn, một kiếm của Tiêu Phàm vô cùng lanh lẹ, lăng không dao động, một kiếm xuyên thủng ngực, bóp nghẹt thần lực của hắn. Tiêu Phàm giờ đây đã có thể thoải mái làm một trận phong thần, huyền hoàng cửu châm sớm đã luyện đến đỉnh phong. Ngươi là Tu La điện chủ, bóng đen ra sức kêu to, chỉ là giọng nói đã nhỏ lại không thể nhỏ hơn. Căn bản không truyền ra được, tại yết hầu của hắn, cắm một đầu kim châm. Tiêu Phàm đã dám bại lộ thân phận của mình, hiển nhiên có niềm tin tuyệt đối bắt được hắn. Thập công chúa, ngươi tới tìm ta chữa bệnh sao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn thân ảnh áo đen trước mắt, lại cắm vào ba cái kim châm trong cơ thể nàng, sau đó gỡ mặt nạ của nàng xuống, ngoại trừ thập công chúa còn có thể là ai? Mặc dù thay đổi thần lực dao động, nhưng Tiêu Phàm vẫn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ngươi biết ta muốn tới. Thập công chúa sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, nàng bây giờ mới hiểu được, mình đã trúng kế. Xem ra chiêu gậy ông đập lưng ông này của ta vẫn có chút hiệu quả. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, đồng tử càng phát ra sắc lạnh. Hiện tại Tiêu Phàm đã đột phá bát biến chiến thần, sao có thể để thập công chúa ở trong mắt, trong nháy mắt, thập công chúa đã bị Tiêu Phàm ngăn lại. Nhìn vào ánh mắt đen nhánh mà băng lãnh của Tiêu Phàm, thập công chúa không khỏi dùng mình một cái, nàng dùng hết toàn lực quát ầm lên, nếu ngươi giết ta, ngươi nhất định không thể rời khỏi thành thiên thương thần. Giết ngươi, bây giờ còn hơi sớm, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Nếu như hắn muốn giết thập công chúa, vừa rồi đã ra tay, nhưng hắn không làm, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới sẽ giết chết thập công chúa. Trên thân thập công chúa chắc chắn cũng có thần quỷ đoạt hồn phù. Nếu giết nàng, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh khẳng định sẽ biết, như vậy kế hoạch của Tiêu Phàm sẽ thất bại. Chuyện này cùng với trước đó Tiêu Phàm giết chết đám người Thiếu Thiên Long khác biệt, giết chết đám người Thiếu Thiên Long là ở cổ hoang sơn mạch, cự ly tới thành thiên thương thần có khoảng cách nhất định. Nhưng thập công chúa thế lại khác, nàng ở thành thiên thương thần, Tiêu Phàm nếu như giết chết nàng, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh rất nhanh có thể tìm tới nơi này. Bất quá! Nếu như thập công chúa chỉ là biến mất, cho dù là Tiếu Thương Sinh cũng không tìm thấy được. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm ném thập công chúa vào bên trong tiểu thiên địa, ở bên trong tiểu thiên địa, cho dù là thiên thần cường giả, Tiêu Phàm cũng có thực lực liều mạng. Người nào, đúng lúc này, ở ngoài viện đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, đám người kiếm la đều ra khỏi phòng. Trong sân, lại xuất hiện ba bóng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người kiếm la. Mấy người này không phải ai khác, chính là ba người tứ vương tử trước đó tìm Tiêu Phàm gây phiền phức. Ba người để thập công chúa ám sát Tiêu Phàm, mà bọn hắn ở bên ngoài lén ra tay, nhưng không nghĩ tới vẫn bị đám người kiếm la phát hiện. Tam ca, tiểu tử kia cũng đã chết rồi, bọn hắn phải xử lý thế nào? Thất công chúa lạnh lùng nhìn đám người kiếm la. Còn có thể làm gì, đương nhiên là giết chết.
Tứ vương tử nhe răng cười nói, giống như một con dã thú, lộ ra quang mang khát máu. Đa số vương tử cùng công chúa đều là từ trong núi thây biển xác đi ra, mỗi người đều thân kinh bách chiến, độc ác quả quyết. Hôm nay bọn hắn vì trường sinh đan mà đến, việc này tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, cho nên bốn người bọn họ ngay cả thủ hạ cũng không thông báo một tiếng, đã tự mình chạy tới. Theo bọn hắn nghĩ, đám người Tiêu Phàm mặc dù có hai chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn từng người đều có thực lực đánh một trận cùng chiến thần cảnh đỉnh, như vậy ám sát một thần dược sư cũng không khó. Các ngươi muốn giết ai đây? Đúng lúc này, cửa phòng của Tiêu Phàm két một tiếng mở ra, nhìn thấy bóng người ở cửa kia, ba người tứ vương tử lập tức biến sắc. Người này không phải ai người khác, chính là Tiêu Phàm, bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy thập công chúa tiến vào phòng của Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm đi ra, vậy thập công chúa đâu? Thập muội đâu? Tứ vương tử đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm, hắn nhìn bốn phía, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng thập công chúa đâu. Nàng ta giống như các ngươi, đều tới giết ta, hiện tại ta còn rất tốt, ngươi nói nàng sẽ như thế nào? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn mấy người nói. Giọng nói kia, tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện, nhưng vào trong tai ba người tứ vương tử, lại biến thành âm trầm vô cùng. Ngươi đã giết nàng. Một thanh niên áo bào đen khác mở miệng nói, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Lão cửu, tứ vương tử sầm mặt lại, quát khẽ thập muội dù sao cũng là bát biến chiến thần, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường cũng có sức đánh một trận, muội ấy sao có thể chết trong tay tiểu tử này. Thanh niên áo bào đen cửu vương tử nghe vậy, chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe lên một tia bén nhọn, nói, không sai, với thực lực của thập muội, ai cũng đừng nghĩ có thể không gây tiếng động giết chết nàng. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn một mực không hiểu, thập công chúa rõ ràng đã xông vào trong phòng Tiêu Phàm, nếu như không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tại sao đến giờ còn chưa xuất hiện? Liên tưởng đến thân phận của Tiêu Phàm, suy nghĩ duy nhất của mấy người là Tiêu Phàm đã dùng độc dược làm thập công chúa hôn mê, bằng không nếu đánh nhau khẳng định là có động tĩnh. Hơn nữa, Tiêu Phàm nếu là thần dược sư, còn có thể giải trừ độc của Tiếu Thiên Chi. Điều này nói lên trên phương diện luyện chế độc dược, tay nghề của hắn cũng không tệ. Tiểu tử, ngươi làm gì thập muội rồi? Thất công chúa híp hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ đề phòng. Ta nói với các ngươi lại không tin. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt chê bai các ngươi rất vô vị. Ta khuyên ngươi tốt nhất giao thập muội ra, nếu không. Thất công chúa lạnh giọng nói, trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Nếu không thì thế nào? Giết ta, trên mặt Tiêu Phàm vẫn như cũ treo một nụ cười, đứng chắp tay, bộ dáng cao thâm. Ba người tứ vương tử hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, bọn hắn phát hiện, Tiêu Phàm so với tưởng tượng của bọn hắn còn khó chơi nhiều. Hơn nữa, Tiêu Phàm luôn một mực duy trì bộ dáng nước chảy mây trôi, khiến trong lòng ba người càng thêm không chắc. Giao thập muội ra, thuận tiện dâng lên trường sinh đan. Chúng ta sẽ bỏ qua việc này. Tứ vương tử vẫn không có ý định cứ như vậy rời đi. Bọn hắn là tứ đại vương tử cùng công chúa, nếu đã tới đây, sao có thể tay không mà về. Huống chi, trường sinh đan là vật có thể cứu mạng bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn mấy người như nhìn kẻ ngốc, thập công chúa không thấy, bọn hắn lại còn tỏ ra bộ dáng cao cao tại thượng. Những người này, mặc dù bá đạo, tàn nhẫn, nhưng cũng chính bởi vì thế, bọn hắn nghĩ thực lực của bọn hắn có thể giải quyết hết thảy, gặp được người mạnh hơn bọn họ, cũng chỉ có thể rơi vào hố. Nếu ta không giao thì sao? Tiêu Phàm khẽ cười nói, bên trong ánh mắt đều là vẻ miệt thị. Không giao, vậy ngươi chết đi. Lúc này, thất công chúa đột nhiên nổi giận, vươn ngọc thủ ra, chộp tới mi tâm Tiêu Phàm, tốc độ giống như thiểm điện. Chẳng ai ngờ thất công chúa lại xuất thủ tấn mãnh như thế. Ngay cả đám người kiếm la cũng không kịp lấy lại tinh thần. Ngay cả Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, những người này mặc dù tùy tiện một chút, bá đạo một chút, nhưng thực lực không phải dùng để trưng bày, thủ đoạn giết người của bọn hắn không người nào có thể so sánh. Nhưng bọn hắn gặp lại gặp phải Tiêu Phàm hiểu rất rõ bọn hắn, ngay từ đầu đã sớm đề phòng bọn hắn động thủ, hắn sao có thể để bọn hắn đạt được nguyện vọng chứ? Công tử cẩn thận, kiếm la sợ hãi kêu lên. Nhanh chóng ra tay.
nhưng hai người Tứ Vương Tử cùng Cửu Vương Tử lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhào về phía bốn người bọn họ, kiếm khí trong sân bắn ra bốn phía. Gần như đồng thời, trong hư không đột nhiên phóng ra từng gợn thần văn yếu ớt, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện, bởi vì bây giờ chính là nửa đêm, người bình thường căn bản không nhìn thấy thần văn. Tiêu Phàm bình tĩnh đứng ở kia, mắt thấy thất công chúa giết tới gần, hắn đột nhiên cũng vươn một cái tay ra tựa như ưng chảo sắc bén, trong nháy mắt giữ cổ tay thất công chúa lại. Thất công chúa biến sắc, nàng hoàn toàn không ngờ thực lực của Tiêu Phàm lại mạnh như vậy. Răng rắc một tiếng, trên mặt thất công chúa lộ vẻ thống khổ, cánh tay của nàng trực tiếp bị bẻ gãy, thủ đoạn của Tiêu Phàm đã vượt quá dự liệu của nàng. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt cười tủm tỉm kia của Tiêu Phàm, thất công chúa không khỏi dùng mình một cái, nàng đã giết vô số người, nhưng nàng cảm giác, số người Tiêu Phàm giết còn nhiều hơn so với nàng. Thất công chúa cũng là người thân kinh bách chiến, một tay bị bẻ gãy, một tay khác lần nữa hóa thành trưởng trẻ dọc chém xuống, muốn chém Tiêu Phàm thành hai mảnh. Răng rác, lại một tiếng vang giòn, nàng còn chưa kịp xuất thủ, Tiêu Phàm đã bắt lấy cánh tay còn lại của nàng, dùng sức một chút, xương cổ tay đều lộ ra ngoài, vô cùng đẫm máu. Trong mắt Tiêu Phàm, không có thứ gọi là thương hương tiếc ngọc, những người này, đều là ma đầu sát nhân. Chớ nhìn bọn họ bề ngoài đẹp đẽ, nhưng dòng máu chảy trong thân thể bọn hắn đều là những kẻ khát máu. Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm lật tay phóng ra ba kim châm tiến vào trong cơ thể nàng, hai châm phong bế biển thần lực, một châm phong bế không gian ý thức. Ngươi, tại sao ngươi lại mạnh như vậy? Cửu Vương Tử cách đó không xa lộ ra vẻ sợ hãi. Sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Một đám thùng rỗng kêu to. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, nụ cười trên mặt cũng rốt cục biến mất, thay vào đó là băng lãnh vô tận. Một đám thùng rỗng kêu to. Nghe hắn nói như thế, ba người Tứ Vương Tử vô cùng phẫn nộ, bọn hắn đều thiên tài trong vô số người, làm sao có thể là thùng rỗng kêu to. Nhưng bọn hắn lại không thể phản bác, thực lực Tiêu Phàm rất đáng sợ. Ngay cả thất công chúa là cửu biến chiến thần trong tay hắn cũng không có sức phản kháng, không phải thùng rỗng kêu to thì là cái gì. Kỳ thật không phải bọn hắn yếu, mà là do Tiêu Phàm quá mạnh, vô luận tốc độ hay sức mạnh, thất công chúa đều không bằng Tiêu Phàm. Hơn nữa, thất công chúa vốn xem thường Tiêu Phàm, có ý nghĩ khinh miệt, bị Tiêu Phàm đánh cho nàng trở tay không kịp, nàng bị bắt sống cũng là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Thả thất muội ra. Nếu không thần chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Tứ Vương Tử hét lớn, hiện tại hắn đã tin lời Tiêu Phàm, thập công chúa có lẽ thật sự đã chết rồi. Thả nàng ta, Tiêu Phàm cười khẽ, khinh bỉ nói, nếu như ta thả nàng, vậy còn dẫn các ngươi tới làm cái gì? Làm trò cưới sao? Không đợi mấy người kịp phản ứng, Tiêu Phàm khẽ chuyển động ý nghĩ, trực tiếp ném thất công chúa vào trong tiểu thiên địa. Đến lượt các ngươi. Con người băng lãnh của Tiêu Phàm rơi vào người Tứ Vương Tử cùng Cửu Vương Tử, ánh mắt này khiến hai người tê dại ra đầu. Đi, Tứ Vương Tử thấy thế, xoay người bỏ chạy ra bên ngoài, Tiêu Phàm thực sự quá quỷ dị, cho dù Tứ Vương Tử cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân, hắn cũng không dám ở lại đây thêm nữa. Về phần trường sinh đan gì đó, hay tính mệnh thập công chúa và thất công chúa, tất cả đều bị hắn quăng sang một bên. Cửu Vương Tử thấy thế. Sao còn dám lưu tại ở một mình nơi này, hắn cũng xoay người bỏ chạy, tốc độ không hề thua kém Tứ Vương Tử. Không được chạy, kiếm la hét lớn, thập công chúa cùng thất công chúa đều bị đã Tiêu Phàm bắt giữ, nếu để cho hai người Tứ Vương Tử chạy trốn, việc này sẽ lộ ra ngoài, đến lúc đó bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Nhưng không đợi hắn đuổi theo, một khắc sau, hai mắt hắn trợn trừng lên, lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy hai người Tứ Vương Tử cùng Cửu Vương Tử vừa chạy trốn kia, đột nhiên lại quỷ dị bay ngược mà quay về, tựa như đụng phải cái gì giữa hư không. Cẩn thận cảm ứng một chút, đám người mới phát hiện, giữa hư không nổi lên một trận thần lực ba động, vô cùng vi diệu, nếu không cảm ứng cẩn thận, sẽ không thể phát hiện được. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên thân Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm khẽ cười nhìn hai người, căn bản không có ý muốn đuổi theo bọn họ. Giống như hắn đã sớm biết hai người sẽ bắn trở về. Trận pháp, ngươi là hồn điêu sư, đây là ngươi dở trò quỷ. Tứ Vương Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, liên tiếp truy vấn. Tiêu Phàm là thần dược sư thì cũng thôi đi, hắn lại còn là trận pháp sư. Trận pháp này, ngay cả hai người bọn họ cũng không phá được,
có lẽ là thần cấp trận pháp. Chiến hồn đại lục có thể bố trí thần cấp trận pháp, yếu nhất cũng phải là hồn điêu sư cấp thủy tổ. Mà người này tuổi còn trẻ như thế, đã là hồn điêu sư cấp thủy tổ. Các ngươi không phải muốn gặp thập công chúa sao, hiện tại ta đưa các ngươi đi gặp nàng, chạy cái gì? Ngữ khí Tiêu Phàm vô cùng bình thản, chậm rãi bước lên. Bước chân hắn nhìn như rất chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người cửu vương tử. Lúc đầu trong lòng cửu vương tử đã có chút e ngại, hiện tại nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, hắn càng kinh hãi không thôi. Phụt, không đợi hắn xuất thủ, Tiêu Phàm đã phóng ra ba châm đâm vào trong cơ thể hắn, trực tiếp phong ấn tu vi của hắn, sau đó ném hắn ném vào bên trong tiểu thiên địa. Thời gian không đến ba nhịp thở, tứ đại vương tử cùng công chúa, giờ chỉ còn lại tứ vương tử. Sắc mặt tứ vương tử trắng bệch, dù hắn đã giết vô số người, nhưng cũng bị loại thủ đoạn này của Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, loại bỏ thiên tài cấp bậc bát biến chiến thần và cửu biến chiến thần, đơn giản như giết gà vậy, thực lực như vậy, quá kinh khủng. Giờ khắc này, mức độ nguy hiểm của Tiêu Phàm trong lòng tứ vương tử trong nháy mắt đạt tới mức độ kinh khủng trong lòng hắn, trong tất cả các vương tử cùng công chúa, có thể chống lại Tiêu Phàm, có lẽ cũng chỉ có Tiếu Thiên Cơ và Tiếu Thiên Vận. Là chính ngươi khoanh tay chịu trói, hay là ta đến? Trong tay Tiêu Phàm xuất hiện ba cây châm, nhàn nhạt nhìn tứ vương tử. Khoanh tay chịu trói, nghe được bốn chữ này, thần sắc tứ vương tử lấp lóe không yên, chẳng lẽ đám người thập công chúa chỉ bị bắt sống, chứ chưa bị giết chết. Nghĩ đến điều này, sâu trong đáy mắt tứ vương tử hiện lên một tia không cam lòng, cuối cùng cắn răng nói, người gạt chúng ta đến, chính là vì bắt sống chúng ta. Hơn nữa, dường như người biết bí mật trên người chúng ta, thậm chí biết cả bí mật của thần chủ, người bắt sống chúng ta, chẳng lẽ là vì muốn đối phó thần chủ. Tiêu Phàm khẽ nheo hai mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn tứ vương tử, hắn đột nhiên phát hiện, vị tứ vương tử này có vẻ như cũng không lỗ mãng phải như vẻ bề ngoài. Nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường, những vương tử và công chúa này dù sao cũng từ bên trong vô số thiên tài chém giết đi ra, nếu quả như thật chỉ có sức mạnh mà không có trí tuệ, bọn hắn sao có thể sống đến bây giờ được. Chỉ là trong mắt bọn hắn, nhóm người Tiêu Phàm căn bản không cần thiết khiến bọn hắn lãng phí trí nhớ mà thôi, cho nên bọn hắn không thèm đặt đám người Tiêu Phàm ở trong lòng. Hơn nữa, bọn hắn chỉ muốn đạt được trường sinh đan để hiến cho Tiếu Thương Sinh, thoát được khống chế của Tiếu Thương Sinh, nên tâm tình quá mức vội vàng, vì thế mới phạm phải sai lầm. Hiện tại tỉnh táo lại, tứ vương tử tự nhiên nghĩ thông suốt hơn. Xem ra ta đã đoán đúng. Nhìn Tiêu Phàm không nói gì, tứ vương tử đột nhiên thở dài một hơi, nói, nếu đã như vậy, thì chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu, kế hoạch lần này đã để quá nhiều người biết, hắn cùng tứ vương tử vốn không quen thuộc, đương nhiên sẽ không để hắn tham dự vào. Chuyện sau này, để sau này tính, nếu như những vương tử này công chúa này đều nguyện ý gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không phản đối, dù sao bọn hắn đều hận Tiếu Thương Sinh thấu xương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là xóa đi thần quỷ đoạt hồn phù trên người bọn họ, nếu không đối với hai bên, đó sẽ là nhân tố không ổn định. Người tới đi, tứ vương tử nhìn Tiêu Phàm một chút, đột nhiên giơ hai tay lên, hiển nhiên là đầu hàng. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không nương tay, vẫn dùng ba cây châm phong ấn tu vi của hắn, ném hắn vào bên trong tiểu thiên địa. Tứ vương tử này thật lưu manh, Sở Khinh Cuồng khẽ cười một tiếng. Biết rõ không địch lại, còn có thể bị chúng ta giết chết, hắn phản kháng thì có ý nghĩa gì, dù sao cho dù hắn phản kháng, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm lại lắc đầu. Hắn ngược lại không cho rằng tứ vương tử lưu manh, ngược lại rất thông minh, bởi vì hắn tin mình muốn đối phó với Tiếu Thương Sinh, cho nên còn không bằng để mình phong ấn hắn, chuyện xảy ra sau này cũng không liên quan gì tới hắn. Nếu như có thể giết chết Tiếu Thương Sinh thì tốt, bây giờ Tiêu Phàm không giết bọn hắn. Khẳng định cũng nghĩ sẽ sử dụng bọn hắn, đến lúc đó Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không giết bọn hắn. Nếu như Tiêu Phàm chết đi, Tiếu Thương Sinh cũng sẽ không làm khó bọn hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không kém hơn bây giờ, vì thế tứ vương tử đương nhiên sẽ không phản kháng. Vung tay lên, Tiêu Phàm triệt hồi trận pháp trong sân, bốn phía khôi phục lại sự bình tĩnh, tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì. Công tử, bắt sống bọn hắn, có thể hay không? Kiếm La lo lắng nói. Đây chính là tứ đại vương tử cùng công chúa, cứ như vậy biến mất,
nếu như cha đến nơi này, bọn hắn không thoát được liên quan, dù sao ban ngày bọn hắn đã phát sinh tranh chấp. Ai sẽ tin tưởng với thực lực của chúng ta có thể bắt tứ đại vương tử cùng công chúa, mà không gây ra động tĩnh gì? Ngữ khí Tiêu Phàm vô cùng bình thản, bộ dáng đã tính trước mọi việc. Đám người Kiếm La liền thoải mái, với thực lực của nhóm người tứ vương tử, đừng nói là bắt sống bọn hắn, cho dù giết chết bọn hắn, cũng sẽ kinh động đến tu sĩ bốn phía. Mà bây giờ, trong khách sạn gió êm sóng lặng, hiển nhiên không có bất kỳ người nào phát hiện động tĩnh ở nơi này. Tiêu huynh, sau này chúng ta làm sao bây giờ? Sở Khinh Cuồng hỏi, hắn biết, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ta muốn để tất cả mọi người ở thành Thiên Thương Thần đều biết đến sự tồn tại của ta. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, tự tin nói. Tiêu Phàm cũng không để chuyện bắt sống tứ đại vương tử cùng công chúa ở trong lòng, bởi vì đây chỉ là một bộ phận trong kế hoạch của hắn mà thôi. Cho dù hiện tại không bắt bọn hắn, đến thời điểm nhất định cũng phải đối phó với bọn hắn. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện đều thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, Thương Sinh Thần Quốc có 13 vị vương tử cùng công chúa, bị hắn giết 3 người, hiện tại lại bắt sống 4 người, chỉ còn lại 7 người. Trong 7 người này, Tiếu Thiên Tà là đối tượng hợp tác với hắn, nói cách khác, chỉ còn 6 người phải xử lý. Về phần 6 người này, trọng điểm Tiêu Phàm muốn đối phó liền là Tiếu Thiên Cơ cùng Tiếu Thiên Vận, nhưng muốn bắt được 2 người này, không phải dễ dàng. Còn phải suy tính kỹ hơn. Màn đêm buông xuống, cũng không có chuyện đặc biệt gì xảy ra, mấy người Tiêu Phàm bình tĩnh vượt qua một đêm. Dung hợp 8 thành sinh tử áo nghĩa, không biết hiệu quả của sinh tử luân hồi đồ sẽ như thế nào. Tiêu Phàm ở trong phòng, tay cầm sinh tử luân hồi đồ, âm thầm nói. Thời gian một đêm, Tiêu Phàm dùng hồn văn khắc toàn bộ 8 thành áo nghĩa đã dung hợp vào sinh tử luân hồi đồ. Sinh tử luân hồi đồ của hiện tại so với năm thành sinh tử áo nghĩa lúc trước càng thêm huyền diệu, âm dương nhị khí phía trên mờ mịt vô cùng, tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thần bí. Trong đầu Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, có thể nhất niệm sinh, cũng có thể nhất niệm tử, hắn có cảm giác mình nắm rõ sinh tử trong lòng bàn tay. Lúc này mới chỉ là 8 thành sinh tử áo nghĩa mà thôi, không biết về sau dung hợp 9 thành, thậm chí 10 thành, thì sẽ có hiệu quả gì. Tiêu Phàm thở sâu, thu hồi sinh tử luân hồi đồ. Sinh tử luân hồi đồ, hiện tại Tiêu Phàm còn chưa chân chính cảm nhận được hiệu quả của nó. Linh hồn phân thân cũng dung hợp xong luyện dược chi thuật trong tu la truyền thừa và vạn thánh dược điển, cũng nên cẩn thận dùng thử một chút. Tiêu Phàm đứng dậy, trong mắt bắn ra một sợi kim quang. Những năm này, Tiêu Phàm mặc dù một mực tu luyện, tu vi cũng không ngừng tăng lên, nhưng hắn chưa hề buông tha luyện dược thuật, chỉ là rất ít thực hành mà thôi. Bây giờ Tiêu Phàm chuyển sang thân phận với ngành nghề khác, hắn còn có chút không thích ứng, dù sao những năm vừa qua, trên cơ bản hắn chỉ giết người, chưa từng cứu người. Không phải Tiêu Phàm không muốn yên lặng làm một luyện dược sư, mà là có quá nhiều người không cho phép, trên vai hắn còn có trách nhiệm và gánh nặng, những thứ này không phải một luyện dược sư có thể giải quyết. Luyện dược sư chỉ có thể cứu mạng của nhiều người, nhưng không cứu được mạng của cả thế giới. Két một tiếng. Tiêu Phàm đẩy cửa phòng đi ra ngoài, giờ phút này mặt trời đã lên cao, trời đã bừng sáng. Đều ra ngoài rồi, Tiêu Phàm dùng linh hồn lực quét qua gian phòng đám người Kiếm La một chút, lại phát hiện mấy người đều không thấy bóng dáng đâu. Công tử, đột nhiên, Kiếm La nhanh chóng chạy tới, tràn đầy phấn khởi nhìn Tiêu Phàm nói, thật nhiều người tới đây, đều là muốn gặp công tử. Gặp ta, Tiêu Phàm lộ vẻ cổ quái, hôm qua mình mới tới đây. Cho dù có người tin tưởng mình là thần dược sư, cũng không tới sớm như vậy đi. Sáng sớm chúng ta âm thầm đi tuyên truyền, rất nhiều người nghe được tên của thần dược sư, đều vì mến mộ mà đến. Kiếm La cười nói, hoàn toàn không giống một chiến thần cảnh cường giả đỉnh phong, ngược lại giống một đứa bé. Bản công tử đường đường thần dược sư, còn cần các ngươi đi tuyên truyền sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Cũng không phải Tiêu Phàm hiếm là chức thần dược sư. Mà là địa vị thần dược sư ở Thương Sinh Thần Quốc rất hiếm thấy, mình còn cố ý đi tuyên truyền, đây chẳng phải là tự giảm cấp bậc của mình xuống sao. Cấp bậc gì đó thực ra Tiêu Phàm cũng không quan tâm, nhưng mấu chốt là, việc này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Đây là sở công tử an bài, chúng ta cũng chỉ lén đi tuyên truyền, cũng không xuất đầu lộ diện, không ai biết đến.
Kiếm La vội vàng giải thích nói. Việc tuyên truyền, về sau các ngươi không cần lo. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đường đường thần dược sư sẽ ở khách sạn bình thường như thế này. Kim gia ta phải nhìn xem, có ai dám ở thành thiên thương thần lửa ăn lửa uống. Thần dược sư đâu, lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, trong giọng nói đều là ý khinh thường. Đồ chán sống, Kiếm La quát lạnh một tiếng, thần sắc hắn có chút khó coi, hắn vừa rồi nhìn thấy những người kia rõ ràng là mộ danh mà đến, mà bây giờ lại dám trắng trợn nhục mạ Tiêu Phàm, điều này khiến hắn làm sao có thể không giận. Từ khi Tiêu Phàm chỉ điểm để Kiếm La đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, ở trong lòng Kiếm La, bất kỳ người nào cũng không được vũ nhục Tiêu Phàm, cho dù là thiên thần, hắn cũng dám đấu một trận. Chớ vội, Tiêu Phàm bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn ra ngoài sân. Một lát sau, từng nhóm người xuất hiện bên ngoài sân, trong đó có một người đầu trọc vô cùng dễ thấy, bị đám người bao vây trong đó. Người đầu trọc này khoác kim sắc trường bào, bộ dáng du côn, dáng vẻ đi đường lưu manh, một đôi mắt cá chết nhìn qua không có thần thái gì. Bất quá khí tức trên thân hắn tán phát lại vô cùng cường đại, là một tu sĩ lục biến chiến thần, ánh mắt những người khác nhìn về phía hắn tràn đầy kiêng kỵ. Phịch một tiếng, một tên thuộc hạ của đầu trọc, trực tiếp dùng một cước đạp cửa tiểu viện, sau đó đám người đứng thành hai hàng, để tên đầu trọc đứng ở giữa. Ngươi chính là thần dược sư, đầu trọc liếc mắt nhìn Kiếm La, trong ánh mắt đều là vẻ khinh bỉ. Kiếm La nhíu mày, tên chọc đầu này rõ ràng là một tên lưu manh du côn ở đây, dạng người như hắn, Kiếm La đã gặp qua rất nhiều. Dù sao, thành thiên thương thần rất lớn, chu vi mấy vạn dặm, cho dù là quan viên ở thành thiên thương thần cũng chưa chắc có thể quản được nhiều như vậy. Dạng người như tên đầu chọc này, coi như giết hắn, cũng không có ai gây phiền phức cho mình. Nghĩ đến điều này, sát ý trong mắt Kiếm La không thêm che giấu. Là ta, Kiếm La còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm đã mở miệng nói, hắn đứng trên bậc thang, hờ hững nhìn tên đầu chọc. Lúc này, Võ Nhược Phong cùng ba người Vân Hạc đi tới, Võ Nhược Phong nói, công tử, là chúng ta không đúng, không nên để bọn họ tiến vào. Không liên quan tới các ngươi, Tiêu Phàm thản nhiên nói, dạng du côn lưu manh này, ngươi càng ngăn cản hắn, hắn càng phải tiến đến. Ai biết hắn sẽ nháo ra chuyện gì? Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm thừa nhận mình là thần dược sư, đầu chọc lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa như Tiêu Phàm lọt vào mắt hắn, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn chưa mọc đủ lông, đã dám xưng mình là thần dược sư. Ha ha, đám thuộc hạ của tên đầu chọc không chút kiêng kỵ nở nụ cười, tiếng cười kia vô cùng chói tai. Đầu chọc khẽ khoát khoát tay ra hiệu cho đám thuộc hạ an tĩnh lại, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói, lúc đầu, Kim gia ta lăn lộn, cũng chỉ dám giả mạo cửu phẩm luyện dược sư, người ngược lại tốt rồi, trực tiếp dám giả mạo thần dược sư. Thật không hiểu ai cho tiểu tử ngươi lá gan trên người ta, không cần ai cho cả. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Võ Nhược Phong và Vân Hạc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, sau đó hai người quay ra nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ buồn bực, bọn hắn không biết vì sao tính tình Tiêu Phàm lại tốt như vậy. Nếu là bình thường, hắn đã vung tay. Đánh bay tên đầu chọc này, sao cần phải cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy? Nhưng ánh mắt này của bọn hắn lọt vào mắt tên đầu chọc, lại thành bọn họ sợ hãi. Mình còn chưa động thủ mà, các ngươi đã sợ hãi. Trong lòng tên đầu chọc lập tức xem thường đám người Tiêu Phàm. Đột nhiên, một thanh trường đao xuất hiện trong tay tên đầu chọc, trực tiếp ném tới dưới chân Tiêu Phàm, cười nhạo nói, hôm nay nếu ngươi không thể chứng minh được ngươi là thần dược sư. Vậy ngươi tự sát đi. Ngươi là cái thá gì, ta cần phải chứng minh với ngươi sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, khinh thường nói. Một tên lục biến chiến thần mà thôi, cũng dám giễu võ dương oai ở trước mặt mình, để mình chứng minh với hắn. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, tên đầu chọc không những không giận mà còn cười, không cần nghĩ cũng biết, đầu chọc đang nghĩ là Tiêu Phàm sợ hãi, chỉ cần ngươi sợ hãi, ta liền có thể chơi chết ngươi. Kim gia. Tên này quả nhiên là giả mạo, ngay cả năng lực chứng minh cũng không có. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, trong thiên hạ, thần dược sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hắn lại dám giả mạo thần dược sư. Đúng vậy, từ khi vạn thánh dược các ở chiến hồn đại lục biến mất, thần dược sư cũng chỉ có đếm được trên đầu ngón tay, giả mạo cửu phẩm luyện dược sư ta còn tin, thần dược sư, không có khả năng kim ra đầu chọc còn chưa kịp mở miệng.
nhóm thuộc hạ của hắn đã bắt đầu chế nhạo, khinh thường nhìn Tiêu Phàm, trong giọng nói đều là ý trào phúng. Tiểu tử, nghe nói hôm qua ngay cả đám người tứ vương tử ngươi cũng đắc tội rồi. Đó là do mấy người tứ vương tử nhân từ, nhưng Kim gia ta không có dễ nói chuyện như thế đâu, chỉ cần ngươi bỏ qua dưới chân ta, đồng thời lập tức cút khỏi thành Thiên Thương Thần, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Ánh mắt Kim gia đùa cợt nhìn Tiêu Phàm. Đồ khốn kiếp, ngươi biết chữ chết viết như thế nào không? Kiếm La giận tím mặt. Hoài nghi Tiêu Phàm không phải thần dược sư, hắn còn không tức giận như vậy, lại dám để Tiêu Phàm bỏ qua dưới chân hắn đi, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai? Thiên thần sao? Cho dù thiên thần, cũng đừng hòng bắt Tiêu Phàm bỏ qua từ dưới chân hắn đi. Trong con ngươi Tiêu Phàm cũng hiện lên tia lạnh, đám người tứ vương tử nhân từ sao? Nếu như đêm qua thực lực của hắn không bằng bọn chúng, có lẽ hắn đã sớm đi gặp mặt Diêm Vương ra ra. Ngay cả đám người tứ vương tử cũng không dám trắng trợn nói như vậy với hắn, hắn không biết tên chọc đầu này lấy dũng khí từ đâu. Coi như tên chọc đầu này là du côn lưu manh, cũng không dám phách lối như vậy, không cần nghĩ cũng biết, phía sau tên chọc đầu này có người khác làm chỗ dựa cho hắn. Về phần kẻ đó là ai, Tiêu Phàm cũng không muốn biết. Nhưng muốn để một tên lục biến chiến thần đến để thăm dò ranh giới cuối cùng của bản thân, đây rõ ràng là chuyện cười lớn. Lão già, người đang nói chuyện cùng ai, muốn chết sao? Đám thuộc hạ của tên Kim gia đầu chọc vô cũng phẫn nộ nhìn Kiếm La, không có chút ý tứ sợ hãi nào. Điều này khiến cho Tiêu Phàm càng cảm thấy ngoài ý muốn, một đám tu sĩ chiến thần cấp thấp cùng chiến thánh cảnh, vậy mà dám không coi ai ra gì. Nếu như nói bọn hắn không có chỗ dựa vào, đánh chết Tiêu Phàm cũng không tin. Kiếm La chuẩn bị động thủ, giọng nói Tiêu Phàm lại vang lên, có một số người ngay cả sắp chết cũng không biết điều. Còn dám ngang ngược càn rỡ, thật sự là buồn cười. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị đi vào trong phòng, một đám tiểu lâu la, còn không đáng để Tiêu Phàm phải tự mình đối phó. Đường đường là Tu La Điện điện chủ cùng thần dược sư, cùng những kẻ này phân cao thấp, cũng quá mất thân phận. Tiểu tử, người nói người nào? Kim gia đầu chọc hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại bay thẳng tới Tiêu Phàm. Thậm chí ngay cả Kim gia ta mà ngươi cũng không để trong mắt, vậy ngươi có thể chết rồi. Dứt lời, Kim gia vung tay lên, thủ hạ của hắn thi nhau xông lên, đánh về phía Tiêu Phàm. Cút, Kiếm La hừ lạnh một tiếng, con người băng lãnh khẽ quét qua những kẻ kia, khí thế của chiến thần cảnh đỉnh phong tràn ra mãnh liệt. Ánh mắt của đám thủ hạ có chút co rụt lại. Cảm giác linh hồn bị một cỗ sức mạnh đập vào, trong miệng phun ra một búng máu tươi, thi nhau thối lui về phía sau. Bùm bùm bùm, trong nháy mắt khoảng sân rộng bị một đám người ngổn ngang lộn xộn lấp đầy, những người vây xem không khỏi hít một hơi lạnh, một tiếng quát mà cường đại như vậy, cũng chỉ có cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong mới có thể làm được. Kim gia cũng lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn lệch. Hắn hoảng sợ nhìn nhóm người Tiêu Phàm, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới một thuộc hạ của Tiêu Phàm lại cường đại như thế, hắn không cần động thủ, mà bọn họ đã không có chút sức lực chống trả nào. Một màn này, vừa lúc bị Tiêu Phàm bắt được, rất hiển nhiên, Kim gia chọc đầu này cũng không biết về đám người của mình, nói cách khác, người âm thầm làm chỗ dựa cho hắn, cũng không nói về thực lực của nhóm người mình. Nghĩ đến cái này, sâu trong đáy mắt Tiêu Phàm cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ tên chọc đầu này ngay cả bị ai lợi dụng cũng không biết? Tên này đoán chừng bị người bán đi, còn giúp người ta đếm tiền. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, nhìn thấy Kiếm La muốn động thủ, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, Kiếm La, không cần cùng một kẻ sắp chết so đo. Vâng, công tử, Kiếm La thở sâu gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn đám người Kim gia đầu chọc, trầm giọng nói, coi như các ngươi tốt số, công tử thay các ngươi cầu tình. Võ Nhược Phong cùng Vân Hà kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm hôm nay tại sao lại dễ nói chuyện như vậy, tên chọc đầu này vũ nhục hắn như thế, mà Tiêu Phàm lại không nổi giận. Tại sao lúc trước khi mình gặp hắn, tính tình hắn lại không tốt như vậy? Tiểu tử, người nói chuyện rõ ràng, ai là người sắp chết? Kim gia đầu chọc khẽ cắn môi, thần sắc băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Nếu như nói vừa rồi hắn còn không tin Tiêu Phàm là thần dược sư, đến hiện tại hắn đã có chút tin, nếu là người bình thường, sao có thể có một chiến thần cảnh cường giả đỉnh phong làm hạ nhân chứ? Nhìn khắp cả Thương Sinh Thần Quốc,
cũng chỉ có nhóm người vương tử cùng công chúa mới có đãi ngộ này. Tất nhiên là ngươi, một canh giờ sau, ai cũng không cứu được ngươi. Ngữ khí Tiêu Phàm rất bình thản, nhìn chằm chằm Kim Gia đầu chọc, ánh mắt hờ hững, trong lòng lại bổ sung một câu, hạ độc trong linh hồn, người hạ thủ đúng là lòng dạ hiểm độc. Thật ra cũng không phải là tính Tiêu Phàm tốt, mà là hắn đã sớm nhìn ra tình trạng của tên đầu chọc này, hắn còn muốn lợi dụng Kim Gia đầu chọc này, uy hiếp một số người. Lúc này, trong một tòa tháp cao vút trong mây ở thành Thiên Thương Thần, một thanh niên mặc áo bào trắng đứng bên cửa sổ, nhìn về phía tiểu viện của đám người Tiêu Phàm. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng thanh niên áo bào trắng lại tựa thấy rõ tất cả. Thanh niên áo bào trắng dáng người cao cao, mày kiếm mắt sáng, da thịt như ngọc, mái tóc dài màu đen cuộn tại cùng một chỗ được giữ bởi một cây châm ngọc màu trắng. Ánh mắt của hắn khẽ chuyển, dường như nhìn thấu hồng trần, ánh mắt này hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi. Đại ca, đột nhiên, một tiếng nói vang lên, một thanh niên mặc chiến bào màu đen đi tới, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Ngươi tới đây làm gì? Thần sắc thanh niên mặc áo bào đen vẫn bình tĩnh, cũng không quay đầu lại mà nói. Đại ca ngươi không phải có thể dự đoán tương lai sao? Ngươi có thể đoán một chút ta đã làm gì? Thanh niên áo bào đen cười cười, ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc áo bào đen tràn đầy kính sợ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy hai người kia, khẳng định sẽ nhận ra hai người, thanh niên áo bào đen kia chính là Lục Vương tử của Thương Sinh Thần Quốc. Về phần thanh niên mặc áo bào trắng, chính là Đại Vương tử Tiếu Thiên Cơ của Thương Sinh Thần Quốc, người này được công nhận là đệ nhất nhân trong đám vương tử cùng công chúa. Kế hoạch của các ngươi sẽ thất bại. Thanh niên mặc áo bào trắng Tiếu Thiên Cơ nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Vương tử nói, tiểu đệ, gần đây không cần cùng bọn lão ngũ ở cùng một chỗ. Ở thành Thiên Thương Thần, ngoại trừ thần, Lục Vương tử lơ đễnh nói, nhưng khi nói đến hai chữ thần chủ, hắn không dám nói tiếp, yên tâm đi, đại ca, ta không sao. Mọi thứ nên lưu lại một đường. Tiếu Thiên Cơ gật đầu, sau đó không tiếp tục để ý Lục Vương tử, liền quay người rời đi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt Lục Vương tử. Đại ca, người yên tâm, chờ ta lấy được trường sinh đan hiến cho thần chủ sẽ không ra tay với ngươi. Lục Vương tử nhìn bóng lưng Tiếu Thiên Cơ rời đi, thở sâu, tự lẩm bẩm. Trong sân đám người Tiêu Phàm đang ở, Kim Gia đầu chọc nghe được lời nói của Tiêu Phàm, không khỏi hoài nghi, thậm chí lộ ra một tia hoảng sợ. Trước đó, nếu như hắn nghe được mình đường đường là lục biến chiến thần, vậy mà sẽ chết trong vòng một canh giờ, có lẽ đã sớm cười ha ha. Nhưng từ khi kiếm La thi triển thực lực, Kim Gia đầu chọc cho dù không hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm là thần dược sư, nhưng cũng không còn phách lối như trước. 20 thuộc hạ của mình lại bị thuộc hạ đối phương dùng một tiếng quát đã giết chết, điều này khiến hắn không nghĩ đến phản kháng. Trong lòng của hắn thầm mắng không thôi, hỏi thăm 100 lần tổ tông 18 đời kẻ lừa gạt hắn tới đây. Kim Gia đầu chọc cuối cùng cũng biết, hôm qua đám người Tiêu Phàm có thể hù dọa nhóm người tứ vương tử, cũng không phải là may mắn, mà là do đám người Tiêu Phàm có năng lực. Trong lúc nhất thời, Kim Gia đầu chọc không biết phải làm sao, nên tin tưởng tiểu tử này. Hay là không tin? Đường đường là lục biến chiến thần, không lý do lại chết trong vòng một canh giờ. Thật sự là khôi hài, theo ta thấy, hắn không phải là thần dược sư, mà là dự ngôn sư. Đúng đấy, cho dù là thiên thần cũng không thể dự đoán được thời gian một người chết đi, thần dược sư sao có làm được? Kim gia, theo ta thấy, tiểu tử này chỉ đang hù dọa ngươi thôi. Đám người nghe được lời Tiêu Phàm, phần lớn người đều lộ vẻ không tin. Kim Gia đầu chọc nhìn qua chẳng có chuyện gì, sao có thể chết đi trong vòng một canh giờ. Có người lại bắt đầu lấy ra đồng hồ cát, bắt đầu tính thời gian. Chỉ có Kim Gia đầu chọc vẻ mặt vô cùng không ổn, phẫn nộ trừng mắt nhìn đám người chung quanh, những người kia lập tức vội vàng ngậm miệng lại không dám nói gì nữa. Trong lòng Kim Gia đầu chọc giận mắng không thôi, không liên quan đến tính mạng của các ngươi tự nhiên không tin, nhưng lão tử không thể không tin. Nhớ đâu trong vòng một canh giờ thật sự xảy ra vấn đề thì sao? Kim Gia đầu chọc cũng không dám tiếp tục chọc tức Tiêu Phàm, nếu như tiểu tử này thật sự là thần dược sư, có thể nhìn ra vấn đề trên người mình cũng khó nói. Hắn vội vàng thi triển linh hồn lực, kiểm tra toàn thân mình một lần, phát hiện mình không có vấn đề gì, trong lòng hắn lập tức bình tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi dám dọa ta?
Sau khi Kim Gia Đầu Chọc xác định mình không có việc gì, lập tức phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua Kiếm La. Nếu như không phải có Kiếm La ở đây, có lẽ hắn đã sớm tìm Tiêu Phàm tính sổ. Dọa ngươi, ta không có nhàm chán như ngươi, nếu không chúng ta ở chỗ này chờ, một canh giờ sau, ngươi nếu vẫn không chết, ngươi muốn như thế nào thì như thế đó, được chứ? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Kim Gia Đầu Chọc, ánh mắt kia khiến Kim Gia Đầu Chọc tê cả da đầu, tiếp tục nói, nếu như ngươi thật sự chết đi, đương nhiên sẽ không còn chuyện liên quan tới ngươi nữa. Kim Gia Đầu Chọc không khỏi sợ run cả người, hắn không biết Tiêu Phàm vì sao lại chắc chắn như thế, chẳng lẽ trên thân hắn thật sự có vấn đề. Tiêu Phàm cũng không để ý tới hắn, mà bảo Kiếm La chuyển đến một chiếc ghế bành, cứ như vậy im lặng nằm trên ghế, nhẹ nhàng lung lay. Đám người cũng không rời đi, bọn hắn cũng hoài nghi Tiêu Phàm, cho dù Kim Gia Đầu Chọc trúng độc, với thực lực lục biến chiến thần của hắn, khẳng định cũng có thể kiên trì một hồi. Trong vòng một canh giờ muốn độc chết một lục biến chiến thần, đây không phải là chuyện dễ dàng có thể làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Kim Gia Đầu Chọc dần trắng bệch, trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc, cả người hắn trở nên vô cùng khẩn trương. Bởi vì nếu Tiêu Phàm nói đúng, vậy sinh mệnh của hắn đã bắt đầu đếm ngược. Trong lòng Kiếm La, Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc thật ra cũng không quá chắc chắn, nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm lại không giống như đang hù dọa Đầu Chọc Kim Gia. Nhưng bọn hắn cũng không tin, Tiêu Phàm có thể phán đoán chuẩn xác sinh tử của một người như thế, cho dù là thần dược sư cũng không làm được. Bọn hắn thậm chí cũng dần lo lắng, một khi Tiêu Phàm phán đoán sai lầm, vậy coi như là đập vỡ chiêu bài của chính mình. Đến lúc đó cho dù Tiêu Phàm thật là thần dược sư, cũng sẽ không được mọi người thừa nhận, điều này đi ngược lại với kế hoạch của Tiêu Phàm. Chỉ có Tiêu Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh, nằm trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần, mọi việc bên ngoài dường như không có quan hệ gì cùng hắn. Dáng vẻ đám người kia chính là đang muốn xem kịch vui, ánh mắt không ít kẻ thỉnh thoảng tại nhìn qua Tiêu Phàm và Kim Gia Đầu Chọc. Các ngươi xem, một canh giờ sắp hết rồi, Kim Gia vẫn bình an vô sự, ta nghĩ tiểu tử này chính là một tên giả mạo. Sau một lát, đột nhiên có người la toáng lên. Trên mặt đất của tiểu viện, có bày một cái đồng hồ cát đã chỉ còn lại 1/10, đến khi 1/10 cát này rơi xuống, vậy đại biểu một canh giờ trôi qua. Nếu sau một canh giờ, Kim Gia Đầu Chọc vẫn còn bình an vô sự, vậy đại biểu chính là Tiêu Phàm thua. Kiếm La không khỏi nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào trong lòng bàn tay, đường đường là chiến thần cảnh đỉnh phong mà lại lo lắng thành dáng vẻ này, tựa như so với trải qua một trận ác chiến còn muốn kịch liệt hơn. Không bàn tới bản thân Kim Gia Đầu Chọc, sắc mặt hắn trắng bệch, tựa như bị ngâm trong nước, thân thể cũng khẽ run lên. Kim Gia, chớ khẩn trương, hắn chỉ hù dọa ngươi mà thôi. Có người nhìn thấy dáng vẻ Kim Gia Đầu Chọc, không khỏi trêu ghẹo nói. Những người khác cũng cười, rất nhiều người cũng đều biết hung danh của Kim Gia Đầu Chọc, tên này bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng mà hôm nay, lại bị một câu dọa đến run rẩy, cảnh tượng này không gặp được nhiều đâu. Phụt, người kia vừa dứt lời, Kim Gia Đầu Chọc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, hai mắt răng đấy tia máu. Trúng độc, đám người kinh ngạc nhìn Kim Gia Đầu Chọc, máu đen hắn phun ra vậy mà có tính ăn mòn. Cây cỏ trên mặt đất đều nhanh chóng héo úa, những người khác vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cứu, cứu ta, Kim Gia Đầu Chọc rốt cục cũng sợ hãi, hắn quả thật bị hù dọa không nhẹ, nhưng hiện tại hắn đúng là trúng độc, cả người đều hư thoát, thật giống như bị móc rỗng. Tiêu Phàm vẫn ngồi trên ghế bành, căn bản không có ý xuất thủ cứu giúp. Muốn công tử cứu ngươi, ngươi đừng có nằm mơ, vừa rồi ngươi còn muốn giết công tử đấy. Võ Nhược Phong khinh thường nhìn Kim Gia Đầu Chọc, chính hắn cũng không biết vì sao, mình lại là người đầu tiên đứng ra nói chuyện vì Tiêu Phàm. Kẻ đáng chết, trời thu thập, Kiếm La hừ lạnh một tiếng, nắm đấm cuối cũng được buông lỏng. Vừa rồi tên chọc đầu này còn muốn giết chết Tiêu Phàm không giết hắn đã coi như là nhân từ, còn muốn Tiêu Phàm cứu hắn, đơn giản chính là nằm mơ. Cứu, cứu, Kim Gia Đầu Chọc phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Xòe bàn tay ra chậm rãi bỏ đến chỗ Tiêu Phàm. Mỗi lần nói ra một câu, trong miệng hắn đều phun ra mấy ngụm máu đen, thân thể càng ngày càng suy yếu, sinh cơ trong thân thể cũng càng ngày càng mỏng manh.
không phải ta không cứu ngươi, mà là cứu không được ngươi, trong linh hồn ngươi trúng độc, nếu như là một canh giờ trước, ta có lẽ còn có chút biện pháp. Thần sắc Tiêu Phàm hững hờ nói. Nếu như một canh giờ trước Kim Gia Đầu Chọc tin tưởng Tiêu Phàm cũng không ngại cứu hắn, trong lòng Tiêu Phàm, một tên lục biến chiến thần không có tư cách khiến hắn động sát ý. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm cũng vô lực xoay chuyển trời đất, bởi vì linh hồn Kim Gia Đầu Chọc đã bị độc ăn mòn hết. Con người Kim Gia Đầu Chọc chậm rãi mở lớn, hắn muốn hướng tới Tiêu Phàm cầu cứu, nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất, sinh cơ trên người đã không còn một mảnh. Bỗng nhiên, thân thể hắn mềm nhũn, Kim Gia Đầu Chọc chết đến không thể chết thêm. Thật sự là thần kỳ, vừa đúng một canh giờ, trong đám người đột nhiên có người hét lớn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm đều thay đổi, trở nên vô cùng sùng bái cùng kính sợ, có thể phán đoán chuẩn xác thời gian tử vong của một người, năng lực này quá biến thái. Thần dược sư gì chứ, chẳng qua là vụng trộm hạ độc, là một kẻ vô sỉ độc chết người khác mà thôi. Nhưng đúng lúc này, lại có một giọng nói vang lên, tất cả mọi người bỗng nhiên bị giọng nói kia hấp dẫn, nhìn về bên ngoài tiểu viện. Ngoài cổng lạc viện, một thanh niên mặc áo bào đỏ, từ giữa một đoàn người chậm rãi đi tới, đi như rồng hổ, mỗi bước đi đều tỏa ra khí thế uy nghiêm của kẻ bề trên. Hắn có đôi mắt đỏ như máu, như hai ngọn lửa đang thiêu đốt, nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt khinh miệt. Ngũ Vương Tử, đoàn người nhìn thấy người thanh niên mặc áo bào đỏ, không khỏi sợ hãi kêu lên, vội vàng nhường ra một con đường. Không ít người nghĩ lại lời Ngũ Vương Tử vừa nói, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm, lộ vẻ nghi hoặc cùng thăm dò. Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh đứng đó, như thể mọi chuyện ở đây không liên quan gì với hắn. Độc chết một lục biến chiến thần, hắn còn không nhàm chán đến vậy, nếu muốn giết, ít nhất cũng phải giết cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, giống như các vương tử công chúa, nếu như đối với hắn không chết không ngừng, Tiêu Phàm cũng không ngại giết thêm mấy người. Ngũ Vương Tử tới thật đúng lúc, ngài nhất định phải báo thù cho Kim Gia bị người này độc chết rồi. Đột nhiên, một thuộc hạ của Kim Gia Đầu Chọc lao về phía người thanh niên mặc áo bào đỏ khẩn cầu. Ngũ Vương Tử, giết gã thần dược sư giả mạo kia gì? Hắn dám giết người một cách trắng trợn tại thành Thiên Thương Thần, đây là xúc phạm thần uy của Thương Sinh Thần Quốc ta mà. Đúng vậy, người như vậy đáng chết, Thương Sinh Thần Quốc ta không phải nơi loại người nào cũng có thể phách lối. Mấy tu sĩ khác cũng vội vàng quỳ xuống, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Không ít người cười lạnh, như thể mọi chuyện đều là họ đã sắp xếp tốt. Sắc mặt mấy người Kiếm La, Võ Nhược Phong vô cùng nghiêm túc. Hiển nhiên, sự tình đã phát triển ngoài dự liệu của họ. Một tên lưu manh, họ đương nhiên không để tâm. Nhưng người trước mặt là Ngũ Vương Tử của Thương Sinh Thần Quốc. Nếu như bốn bề vắng lặng, họ cũng không e ngại, trực tiếp bắt sống là được. Nhưng hiện tại có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào, đoàn người Tiêu Phàm không thể không chút kiêng kỵ ra tay với hắn. Nếu quả thật có oan tình, Ngũ Vương Tử tất nhiên sẽ thay các ngươi giải oan. Không đợi Ngũ Vương Tử mở miệng, một thuộc hạ phía sau hắn đột nhiên tiến lên một bước, chặn những người kia lại, không để họ lại gần Ngũ Vương Tử. Vâng, chúng ta tin tưởng Ngũ Vương Tử. Không sai, Ngũ Vương Tử là người công bằng công chính. Chúng ta tin tưởng ngài nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta. Thuộc hạ Kim Gia vội vàng phụ họa, còn không quên nịnh nọt Ngũ Vương Tử. Bọn họ không ca ngợi Ngũ Vương Tử còn tốt, mọi người vốn thật sự cho rằng Ngũ Vương Tử tình cờ đi ngang qua đây. Nghe những lời này, không ít người nhận ra chuyện cũng không đơn giản như vậy. Ngũ Vương Tử là người công bằng công chính. Ở đây, phàm là người có chút hiểu biết về Ngũ Vương Tử, đều lập tức phủ định. Bình thường Ngũ Vương Tử là người ngang tàng, hống hách. Phàm là thứ hắn coi trọng, dù là quan to chức trọng, hay là bình dân, hắn đều trực tiếp cướp đoạt, chiếm làm của mình. Rất nhiều người đều am thầm hận Ngũ Vương Tử đến thấu xương. Người như vậy, sao có thể là người công bằng công chính? Các ngươi yên tâm, bản vương chắc chắn sẽ cho các ngươi một kết quả thỏa mãn. Ngũ Hoàng Tử dường như rất hưởng thụ cảm giác được người ca ngợi này. Mặc dù biết rõ đây là có người cố ý sắp xếp. Tiêu Phàm nhìn Ngũ Vương Tử tự cho là đúng mà thỏa mãn, trong lòng thầm than, Ngũ Vương Tử này còn không biết xấu hổ hơn đám người Tứ Vương Tử nhiều. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng thông minh hơn nhiều.
một là lựa chọn động thủ giữa ban ngày, hai là trốn ở phía sau, để người ta đến thăm dò mình. Thăm dò mình thì cũng thôi đi, lại còn để người thăm dò chết ngay trước mặt mình, sau đó hãm hại mình, cái bẫy này nối tiếp cái bẫy khác, gần như hoàn mỹ không chút tỉ vết. Cho dù Tiêu Phàm đã sớm biết kế hoạch của hắn, đoán chứng cũng không phá được cái bẫy này. Kim gia đầu chọc chết, chắc chắn sẽ đổ cho hắn. Tiêu Phàm cũng đã hiểu rõ Ngũ Hoàng tử, người này tuyệt đối là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Xem ra người này xui xẻo rồi, đắc tội Ngũ Vương tử, đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người nghĩ thầm trong lòng. Người bây giờ đều phách lối như vậy sao? Giả mạo thần dược sư thì cũng thôi đi, còn dám tới thành Thiên Thương Thần giết người. Ta thấy ngươi là ăn gan hùm mật báo rồi. Nụ cười trên mặt Ngũ Vương tử trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự vô tình lạnh như băng. Hắn lập tức bước ra, đi về phía Tiêu Phàm. Đám người phía sau hắn cũng đi theo, tản ra khí thể cứng đại. Hắn căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội phản bác, nhận định Kim gia đầu chọc là do Tiêu Phàm giết chết. Cả đám người Kiếm La, Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong đều đề phòng, bản thân Ngũ Vương tử là cửu biến chiến thần thì cũng thôi đi, bốn người phía sau hắn kia vậy mà đều là chiến thần cảnh đỉnh phong. Thật phải đánh một trận, bọn hắn cũng không sợ, nhưng mấu chốt là nơi này là thành Thiên Thương Thần, bọn hắn mà động thủ, tuyệt đối không có lợi cho họ. Ngũ Vương tử đắc ý, lạnh giọng nói, nếu như không cho bách tính của thành Thiên Thương Thần một câu trả lời chính đáng, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi đây. Ngươi muốn câu trả lời gì? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Ngũ Vương tử, người hiểu rõ hắn đều biết, hắn đã thật sự nổi giận. Đi theo bản vương một chuyến, bản vương tất nhiên sẽ nói cho người là câu trả lời thế nào. Ngũ Vương tử cười lạnh nói. Hắn sắp đặt nhiều như vậy, chính là để mang Tiêu Phàm đi, lấy được trường sinh đan từ chỗ hắn mà thôi. Từ những chuyện xảy ra ở cửa thành hôm qua, có vài người đã hoài nghi trên người Tiêu Phàm có trường sinh đan. Đương nhiên, phần lớn vẫn chưa tin. Thật sự là Tiêu Phàm quá trẻ, căn bản không giống thần dược sư, cùng lắm cũng chỉ là đồ đệ của thần dược sư mà thôi. Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Ngũ Vương tử đã đột ngột vươn tay, chộp về phía yết hầu của Tiêu Phàm, ra tay vô cùng uy mãnh, thực lực của cửu biến chiến thần hoàn toàn triển lộ. Cút, Tiêu Phàm lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngũ Vương tử, thần long huyết mạch trong thân thể vận chuyển, uy thế của thần long mãnh liệt hiện ra. Trong chớp mắt, thân hình Ngũ Vương tử dừng lại một chút, cũng một chút này, đối với cao thủ, cũng đủ để lấy mạng đối phương. Binh, một tiếng vang dội, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh Ngũ Vương tử bỗng nhiên từ cổng lạc viện bay ngược ra, đập mạnh trên mặt đất, thân thể trượt ra xa vài chục trượng mới dừng lại. Chung quanh nhà, kiếm khí cuốn theo vô số bụi bặm, tất cả mọi người trợn lớn lấy hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là Ngũ Vương tử đó. Vậy mà lại bị người một bàn tay quạt bay. Tiểu tử này thật sự là muốn chết, dám tát Ngũ Vương tử, chẳng lẽ hắn không biết, Ngũ Vương tử là người có thù tất báo. Hồi lâu sau, có tu sĩ lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, còn có người không chút do dự lui ra ngoài, tựa như cố ý kéo giãn khoảng cách với đám người Tiêu Phàm. Tiểu tử này quá phách lối, ngay cả Ngũ Vương tử cũng dám tát một phát, còn có cái gì là hắn không dám làm đây. Thú vị, lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, lại thấy Ngũ Vương tử chật vật từng bước một đi tới, nhe răng trợn mắt mà cười, có thể biết hắn đang tức giận. Có điều, có thể ẩn nhẫn như thế, cũng đủ để chứng minh Ngũ Vương tử bất phàm. Tiểu tử, chưa có ai dám tát bản vương đâu, thần chủ cũng chưa từng đánh, chỉ dựa vào điểm này, không chỉ các ngươi phải chết, còn phải tru diệt cửu tộc. Ngũ Vương tử cười gằn nói. Nghe giọng điệu này. Mọi người đều biết, Ngũ Vương tử thật sự phẫn nộ rồi, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm không khỏi âm thầm lắc đầu, bị Ngũ Vương tử để mắt đến, muốn tiếp tục sống, cơ hội quá xa vời. Ngươi muốn chết, ta có thể giúp ngươi toại nguyện, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là, Tiêu Phàm không hề e ngại, ngược lại tiến lên một bước, vẻ mặt vô cùng bình thản nói. Ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể giúp ngươi toại nguyện. Lời nói bình tĩnh của Tiêu Phàm lại lộ ra vẻ uy nghiêm không thể phủ định, giống như hắn giết chết Ngũ Vương tử, chỉ là việc tiện tay mà thôi. Đám người lại há hốc mồm trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, giống như trong miệng kẹt đầy một quả trứng vịt. Phách lối,
thật không phải phách lối bình thường. Dám nói ngũ vương tử như vậy, lá gan này thật không phải to bình thường. Hắn đang cố ý chọc giận ngũ vương tử sao? Có người trong đám người mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng trở nên khác biệt. Nhất là vẻ mặt rất bình tĩnh kia của Tiêu Phàm, giống như hắn chỉ làm một chuyện còn con không đáng kể, đây cũng không phải sự tự tin người bình thường có thể làm được. Chỉ có nắm chắc thắng lợi trong tay, mới có thể thản nhiên như thế. Cái thứ không biết tốt xấu, thần sắc ngũ vương tử cứng lại, những vương tử và công chúa bọn hắn bá đạo phách lối thì cũng thôi đi, hắn không ngờ còn có kẻ phách lối hơn bọn hắn. Chỉ một thoáng, hắn nhe răng cười. Sát ý trong nháy mắt trở nên vô tận, giọng nói lạnh lùng nói, lúc đầu bản vương chỉ muốn dẫn ngươi đi nói chuyện rõ ràng, chuyện không liên quan tới ngươi thì có thể thả ngươi, xem ra hiện tại, không tha được ngươi nữa. Nghe nói như thế, căn bản Tiêu Phàm không có phản ứng, mà trực tiếp đi đến ngồi xuống trên ghế bành. Mặc dù không trả lời ngũ vương tử, nhưng rõ ràng là hắn đang nói, ta an vị ở chỗ này, xem ngươi không tha cho ta thế nào. Ngữ khí kia ngũ vương tử, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Phàm. Giết hắn, cuối cùng, tất cả toàn bộ phẫn nộ biến thành một câu nói, đưa tay vung lên, bốn cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong hắn đưa đến đánh tới không chút do dự. Trong chớp mắt, trong sân bắt đầu trở nên cuồng bạo vô cùng, thần lực lăn lộn, hóa thành một vùng biển mênh mông lan tràn tứ phương. Dọa cho tu sĩ chung quanh lao đi về phía chân trời mà không chút do dự, sợ tai bay vạ gió. Hừ, Kiếm La hừ lạnh một tiếng, đạp ra một cước, lập tức một luồng trưởng phong giết chóc kinh khủng bao phủ lấy thân thể của hắn, theo hắn mãnh liệt mà ra. Sát lục áo nghĩa đáng sợ hóa thành một luồng khí thế vô cùng đáng sợ phóng tới tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong kia, rất có một loại khí khái lấy một địch bốn. Vân Hạc ít khi do dự, thở sâu, cũng đồng thời nhào tới, Võ Nhược Phong lại đắng chát cười một tiếng, hắn chỉ là bát biến chiến thần mà thôi. Không thể nào là đối thủ của chiến thần cảnh đỉnh phong. Sở Khinh Cuồng thì ngược lại, chiến ý trong mắt thiêu đốt, chuẩn bị xong tùy thời xuất thủ. Khiến đám người kinh ngạc là, hai đại chiến thần cảnh đỉnh phong Kiếm La và Vân Hạc, vậy mà có thể cuốn lấy tứ đại cường giả đối phương, sáu người nhanh chóng lao đi về phía chân trời. Cho dù là ngũ vương tử, cũng không dám tùy ý giết chóc phá hoại ở thành Thiên Thương Thần. Người của hắn tự nhiên cũng muốn để bọn Kiếm La chiến đấu ở không trung. Không phải ngươi muốn giết ta sao, còn đứng ở đó làm cái gì? Chân Tiêu Phàm bắt chéo vểnh lên, khinh thường nhìn ngũ vương tử. Đám người thấy thế, trong lòng bỗng nhiên rung động, bọn hắn phát hiện, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn ngũ vương tử, giống như đang nhìn một tên hề. Tên hề ngũ vương tử này đang thỏa thích biểu diễn, mà Tiêu Phàm lại ngồi im bất động, dáng vẻ xem một vở kịch vui. Nếu như nói trước đó phần lớn người hoài nghi thân phận của Tiêu Phàm, như vậy hiện tại, cũng càng tỏ ra bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm là thần dược sư. Thứ nhất là năng lực sinh tử kia của Tiêu Phàm, có thể đoán được chuẩn xác cái chết của Kim Gia Đầu Chọc, bất kể có phải là hắn hạ độc chết Kim Gia Đầu Chọc hay không, đều có thể chứng minh y thuật bất phàm. Điểm thứ hai, bên cạnh Tiêu Phàm lại có được hai đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong bảo hộ. Đoán chừng cũng chỉ có thần dược sư mới có thể có được đãi ngộ này. Ngũ vương tử cũng tin tưởng thân phận của Tiêu Phàm như vậy, càng là như thế, hắn càng nghĩ cách bắt được Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm rơi vào tay hắn, trường sinh đan chính là của hắn. Chỉ là Tiêu Phàm khó đối phó hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, nghe được lời của Tiêu Phàm, hắn càng tức giận không thể lập tức xông lên, thế nhưng lại không dám xông lên, một trường vừa rồi hiện tại hắn còn cảm thấy đau rát trên mặt. Lão Lục vì sao còn chưa tới? Trong lòng ngũ vương tử hơi trầm xuống, thỉnh thoảng con ngươi đảo qua tứ phương, muốn tìm bóng người mà hắn muốn thấy kia. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia từ lâu lại chưa từng xuất hiện, trong lòng ngũ vương tử càng thêm ảo não. Ngũ vương tử lại bị kinh hãi rồi. Đám người ở xa xa nhìn thấy ngũ vương tử trầm muộn, kinh ngạc không thôi. Nghe nói như thế, ngũ vương tử càng khó chịu, mình lại kinh sợ ở thành Thiên Thương Thần. Sau này mình đâu còn mặt mũi nào ở thần thành nữa. Nghĩ đến đây, khí thế trên người ngũ vương tử tăng lên, hai mắt muốn phun ra lửa, huyết sắc khí diễm quanh thân dâng lên cao mấy trượng, không ngờ đó là sát khí thực chất, như đao như kiếm, sắc bén dị thường. Ngũ ca, chịu thiệt thòi trong tay một người ngoài, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Đột nhiên, một giọng nói chào phúng từ ngoài sân truyền đến, ngũ vương tử nghe thấy,
trong nháy mắt huyết sắc quanh thân chôn vùi xuống dưới. Đám người quay đầu nhìn lại, lại thấy được một thanh niên dung mạo tuấn tú phiêu lãng mặc áo bào đen, mang theo hai thuộc hạ đi tới, trên mặt thanh niên áo bào đen lộ ra nụ cười cao thâm, giống như cố ý muốn xem Ngũ Vương tử xấu mặt. Hừ, có bản lĩnh, người đối phó hắn cho ta xem, đừng khiêu khích châm chọc ở đây. Ngũ Vương tử hừ lạnh một tiếng, cũng không có ngữ khí tốt đẹp gì. Thậm chí có chút khó chịu, Ngũ Vương tử chẳng lẽ không biết, đối phương cố ý tới chậm. Ngũ ca, không cần khích tướng ta, lục đệ ta tới đây, chính là bắt sống hắn. Thanh niên mặc áo bào đen cười nhạt một cái nói, hắn không phải người khác, chính là Lục Vương tử trước đó trò chuyện với Tiếu Thiên Cơ. Cũng không đợi Ngũ Vương tử trả lời, đột nhiên Lục Vương tử duỗi ra một ngón tay chỉ vào Tiêu Phàm, bỗng nhiên, hai thuộc hạ phía sau hắn nhào tới không chút do dự. Lại là chiến thần cảnh đỉnh phong, cảm nhận được uy áp trên người hai người kia, Võ Nhược Phong vô cùng kinh ngạc. Chiến thần cảnh đỉnh phong, ở chiến hồn đại lục chính là tồn tại vô cùng hiếm có, dù là chiến thần điện có nội tình vô số năm, cũng không nhiều. Nhưng mà, lại có thể nhìn thấy chiến thần cảnh của Thương Sinh thần quốc này khắp nơi, thậm chí nhiều như chó săn, cái này thật là vô lý. Nếu như Võ Nhược Phong biết, những người này đều là dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá, có lẽ sẽ không nghĩ như vậy. Kiếm huynh, hai kẻ này giao cho ta đi. Sở Khinh Cuồng cười nhạt một tiếng, trong tay hắn, đột nhiên xuất ra nhiều hơn một thanh trường kiếm, kiếm khí tung hoành quanh thân. Không chờ Tiêu Phàm mở miệng, Sở Khinh Cuồng đã xông tới. Hắn đột phá rồi, Võ Nhược Phong kinh ngạc vô cùng. Hắn dừng ở bát biến chiến thần nhiều năm, không có chút tiến triển nào. Nhưng mà trước đó Sở Khinh Cuồng cũng là thất biến chiến thần cảnh, vậy mà đêm qua lại đột phá, cái này khiến hắn không ngưỡng mộ sao được. Trong lòng không sợ, cảnh giới là vô bờ, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Trong lòng không sợ, cảnh giới là không bờ, Võ Nhược Phong nhẹ giọng lẩm bẩm lời nói của Tiêu Phàm. Bất luận cảnh giới nào, đều có quan hệ với tâm tính, hoàn toàn không phải là Võ Nhược Phong thiên phú không tốt, trái lại thiên phú của hắn rất mạnh. Bằng không mà nói cũng không có khả năng dựa vào bản thân tự lĩnh ngộ đột phá bát biến chiến thần. Đáng tiếc, hắn không có lòng tin quá lớn đối với chính mình, nhất là ở phương diện đối địch, càng bó tay bó chân, muốn đột phá, quá khó khăn. Xem ta đây, đột nhiên Võ Nhược Phong dường như hiểu được cái gì, quát to một tiếng, đột nhiên cũng phóng tới phía hai kẻ chiến thần cảnh đỉnh phong kia. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, xem ra. Võ Nhược Phong cuối cùng đã ngộ ra được. Mặc dù Võ Nhược Phong chỉ là bát biến chiến thần, nhưng đối mặt với chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng sẽ không còn e ngại, hắn cách đột phá cũng không xa nữa. Ngũ ca, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, liên thủ bắt hắn được chứ? Lục Vương tử đột nhiên cười nhìn Ngũ Vương tử nói, chỗ sâu đáy mắt của hắn hiện lên một luồng sát ý nồng đậm. Đang có ý này, Ngũ Vương tử đâu sẽ cự tuyệt. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm cũng đột nhiên đứng dậy, cười nhìn hai đại vương tử, nói, ta vừa vặn còn thiếu hai đồng tử luyện dược. Có lẽ hai vị có ý muốn giúp. Ta vừa vặn còn thiếu hai đồng tử luyện dược, hai vị có lẽ muốn giúp. Lời nói của Tiêu Phàm rất bình tĩnh, giống như một trưởng bối thưởng thức hai kẻ tiểu bối có thiên phú, ngữ khí rất thành khẩn. Nhưng mà lời này, dừng ở trong tai Ngũ Vương tử và Lục Vương tử, lại cực kỳ chói tai. Bọn hắn đường đường là vương tử của Thương Sinh thần quốc, trong thiên hạ, vẫn chưa có ai dám để bọn hắn làm đồng tử luyện dược, dù là những thần dược sự uy tín lâu năm cũng không thể, huống chi là Tiêu Phàm. Tu sĩ bốn phía nghe vậy, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, bọn hắn vừa mới lĩnh giáo qua vẻ phách lối của Tiêu Phàm, nhưng không ngờ lại phách lối đến như vậy. Muốn để hai đại vương tử làm đồng tử luyện dược cho ngươi, đừng nói Ngũ Vương tử và Lục Vương tử không đồng ý. Ngay cả thần chủ cũng sẽ không đồng ý. Lời này, không chỉ là vũ nhục hai đại vương tử, cũng là đang vũ nhục tu sĩ Thương Sinh thần quốc. Ngay cả vương tử của Thương Sinh thần quốc cũng chỉ có thể làm đồng tử luyện dược, vậy những tu sĩ khác của Thương Sinh thần quốc thì sao, chẳng phải là ngay cả làm nô bộc cũng không có tư cách. Làm càn, muốn chết, Lục Vương tử và Ngũ Vương tử đồng thời gầm thét, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nộ sát đánh tới Tiêu Phàm. Sau lưng Ngũ Vương tử, xuất hiện một vùng huyết sắc hỏa diễm, che khuất cả một vùng trời, uy thế kinh thiên, xa xa nhìn lại,
giống như một vòng thái dương màu máu. Đồng thời, sau lưng Lục Vương Tử, cũng hiện lên một con hắc điểu to lớn, giống như hỏa diễm đang đốt cháy, toàn bộ hư không đều bị nuốt vào trong. Thiên hỏa, thiên ô, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ngay cả hắn cũng không thể không thán phục thiên phú của những vương tử và công chúa này. Chiến hồn của mỗi người, không ngờ đều có được chiến hồn vượt qua tuyệt phẩm bình thường, nếu là đặt ở chiến hồn đại lục, tuyệt đối bọn hắn tồn tại như tuyệt thế yêu nghiệt. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng có được vô tận chi hỏa và thí thần chiến hồn như vậy, không nói vô tận chi hỏa, ngay cả thí thần, cũng đủ cho những thiên tài bọn hắn ăn đủ rồi. Thí thần cũng tuyệt đối vượt qua tuyệt phẩm chiến hồn bình thường, hơn nữa thực lực của bản thân cũng sắp đạt tới chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu như Tiêu Phàm thi triển năng lực thí thần, căn bản người bình thường ngay cả tư cách thi triển chiến hồn cũng không có. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử nhìn thấy Tiêu Phàm không hành động gì, trên mặt hai người lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Không thể không nói, hai người vừa ra tay là nhất kích tất sát, xem như không giết chết Tiêu Phàm, đoán chừng cũng có thể làm trọng thương hắn, không cho Tiêu Phàm cơ hội phản kích. Tiêu Phàm cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ, hắn không tránh không lùi, chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ trong nháy mắt xuất hiện ở gần Ngũ Vương Tử, bàn tay hóa chảo, chộp tới cổ họng của hắn. Cái gì? Sắc mặt của Ngũ Vương Tử hoàn toàn thay đổi, tốc độ của Tiêu Phàm vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn không phải thần dược sư sao, làm sao có thể mạnh như vậy? Chém, thời khắc vội vàng, Ngũ Vương Tử điều động toàn lực lấy sức mạnh của thiên hỏa, ngưng tụ thành một thanh kiếm tuyệt thế hỏa diễm, giống như một thanh huyết dương thánh kiếm, chán phóng ra ánh sáng chói mắt, tức giận bổ xuống. Làn da quanh thân Tiêu Phàm đều cảm thấy bị thiêu đốt vô cùng nhói đau, luồng sức mạnh kia khiến hắn cũng hơi run sợ. Đối chiến một người Tiêu Phàm tự nhiên không sợ, nhưng hai người hợp lực, ngay cả Tiêu Phàm cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Hơn nữa, hắn lại không dám thi triển sức mạnh vô tận chi hỏa và thí thần, sợ ngộ nhỡ bại lộ thân phận, cho nên cũng chỉ có thể dùng sức mạnh áo nghĩa nghênh kích. Thậm chí, ngay cả lực áo nghĩa, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể sử dụng lực hỏa diễm, lúc này hắn mới phát hiện, muốn không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết là bắt sống hai đại vương tử này. Cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đúng rồi, vô tận chi hỏa có thể huyễn hóa, đột nhiên Tiêu Phàm nghĩ đến cái gì rồi. Chỉ một thoáng, sau lưng hắn, bỗng nhiên xuất hiện một con huyết sắc hỏa điểu to lớn, hỏa điểu không phải con nào khác, chính là con trước đó nuốt Phượng Hoàng hỏa diễm biến thành, cái hình thái này dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng, hơn nữa còn là huyết Phượng Hoàng. Mọi thứ ở đây vẻn vẹn phát sinh trong một ý niệm. Huyết Phượng Hoàng sau lưng Tiêu Phàm kêu to một tiếng, đồng thời hóa thành một thanh kiếm hỏa diễm nghịch thiên mà lên. Một con Phượng Hoàng bình thường mà thôi, chẳng thể là địch thủ thiên hỏa của ta. Ngũ Vương Tử khinh thường nói, huyết dương thánh kiếm kia tức giận bổ xuống, giống như một vương giả, quan sát thiên địa, vạn kiếm chớ địch. Rầm rầm rầm, hỏa diễm ở giữa cả hai đụng vào nhau kịch liệt, khuấy động mây gió đất trời, kiếm khí sát phạt dày đặc hư không mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Trong nháy mắt viện lạc cẩu khách sạn kia bị san thành bình địa, đại địa đều bị đốt cháy đen. Tu sĩ chung quanh nhìn thấy cảnh này, giống như chạy bạt mạng sang bốn phía trốn xuyên mà đi, có vài tu sĩ cấp thấp chạy trốn không kịp, liền bị ngọn lửa kiếm khí tiêu diệt, hóa thành cho bụi. Những người khác có thể nhìn thấy, trong biển kiếm khí của ngọn lửa kia, hai thân ảnh đụng vào nhau, lại giằng co lẫn nhau. Vốn dĩ ngươi chỉ là bát biến chiến thần mà thôi, hôm nay ngươi phải chết. Tiêu Phàm xuất thủ, Ngũ Vương Tử cũng hoàn toàn nhìn ra thực lực của Tiêu Phàm. Một kẻ bát biến chiến thần, hắn thật đúng là không để trong lòng, đối với loại kia bất cứ lúc nào cũng có thể tùy tiện xóa bỏ. Kẻ bại là ngươi, Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong nháy mắt, đột nhiên một cái tay khác của hắn bắn ra mấy luồng ánh sáng, tốc độ không thể tưởng tượng được, ở trong ánh mắt kinh hãi của Ngũ Vương Tử, chỉ chớp mắt đã chui vào trong cơ thể của hắn. Cơ hội tốt. Cũng chính trong thời khắc lúc Tiêu Phàm và Ngũ Vương Tử rằng có đó, Lục Vương Tử bắt lấy cơ hội. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ, hỏa diễm điểu màu đen đột nhiên hóa thành lợi kiếm, giống như cực quang gào thét tới, bắn về phía gáy Tiêu Phàm. Mặt Tiêu Phàm biến sắc, một chưởng đánh bay Ngũ Vương Tử trước người, Ngũ Vương Tử phun ra mấy ngụm máu tươi, hung hăng rơi đập xuống đất. Ngũ Vương Tử bị ba cây kim châm của Tiêu Phàm phong bế tu vi, tự nhiên không dậy được nữa. Tiêu Phàm cũng khéo làm chủ sức mạnh một kích này,
bằng không mà nói, trực tiếp khiến ngũ vương tử chấn động ngay rơi xuống cũng không rơi xuống được. Chỉ là một kích này của lục vương tử, lại là cực kỳ chí mạng, vốn dĩ Tiêu Phàm không kịp ngăn cản, một khi bị đánh trúng, hắn đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Thời khắc mắt thấy ngọn lửa lợi kiếm màu đen sắp chém trúng gáy, đột nhiên một ý niệm trong đầu Tiêu Phàm hiện lên, một bức tranh đường vân đen trắng gặp nhau xuất hiện ở sau gáy. Trong nháy mắt bức tranh xuất hiện, tất cả đường vân đều xoay tròn, và ngưng tụ thành một vòng xoáy, ngọn lửa lợi kiếm màu đen vừa lúc đứng ở phía trên vòng xoáy. Sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh, chỉ thấy khí thức của ngọn lửa lợi kiếm màu đen chậm rãi yếu dần, cuối cùng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một vòng thần lực quét sạch ra. Vòng xoáy sinh ra một lực hút, trong nháy mắt hút sạch luồng thần lực không còn một giọt, không sót lại bất cứ cái gì. Tiêu Phàm cũng lau mồ hôi lạnh cho mình, vừa rồi trong khoảnh khắc đó, suýt nữa hắn đã kích phát tu la thần thể, thậm chí là sức mạnh của thí thần thú. Chỉ là hắn không ngờ, sinh tử luân hồi đồ lại có thể tự hành hộ thể, chẳng những phá hủy một kích của đối phương, mà còn nuốt sạch sức mạnh của đối phương. Sau khi nuốt luồng sức mạnh kia, thậm chí Tiêu Phàm cảm thấy thần lực của mình lại nhiều thêm mấy phần. Sinh tử luân hồi đồ lại có thể hóa giải công kích của đối phương, cũng có thể chuyển hóa sức mạnh thành thần lực của mình. Trong lòng Tiêu Phàm dậy sóng. Nếu thật là như vậy, dưới tình huống thế lực ngang nhau kia, hao tổn của mình cũng có thể mài chết đối phương. Năng lực này, đơn giản là quá biến thái. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm đối với dung hợp 9 thành, thậm chí 10 thành sinh tử áo nghĩa càng thêm mong đợi. Sinh tử luân hồi đồ có lẽ không phải chỉ có tác dụng này, tác dụng lớn nhất của nó hẳn là ở phương diện giết người và cứu người mới đúng. Rất nhanh Tiêu Phàm liền bình tĩnh lại. Tiểu tử, bảo bối vừa rồi của ngươi là cái gì? Lục vương tử nhìn thấy Tiêu Phàm bình yên vô sự, lông mày hơi nhíu lại, thần sắc thì vẫn luôn rất bình tĩnh. Ngươi không cần thiết phải biết, Tiêu Phàm thản nhiên nói, làm sao hắn có thể nói bí mật của sinh tử luân hồi đồ cho người khác biết. Lập tức hắn bước từng bước một đi đến lục vương tử, giọng nói lạnh lùng, hiện tại đến lượt ngươi. Lục vương tử cảm nhận được khí tức trên thân Tiêu Phàm, hắn cau mày phát hiện, mình cũng đánh giá thấp thực lực của Tiêu Phàm rồi. Trong đầu của hắn, càng nhớ tới lúc trước Tiếu Thiên Cơ đã nói câu nói đó với hắn, kế hoạch của các ngươi sẽ thất bại. Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại thật? Lục vương tử hoàn toàn không tin, nhưng hắn lại rất tín nhiệm đối với năng lực của Tiếu Thiên Cơ. Nhất thời trong lòng không có cách nào ra quyết định, cuối cùng là chiến hay là không chiến. Đột nhiên, ánh mắt của lục vương tử bị thu hút bởi một âm thanh, lại là máu me khắp người, ngũ vương tử không chịu nổi chật vật leo ra từ phế tích bên trong, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm gầm rú nói, ngươi đã làm gì ta? Ta nói muốn thu ngươi làm đồng tử luyện dược, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngũ vương tử nghe vậy, kích động đến phun máu. Mình đường đường là vương tử, làm sao có thể làm đồng tử luyện dược cho người ta? Đáng tiếc, bất luận hắn phản kháng thế nào, đều không có bất kỳ tác dụng gì, Tiêu Phàm đã phong ấn tu vi của hắn, hơn nữa thủ pháp kia, đoán chừng ngoại trừ Tiêu Phàm, cũng chỉ có 5 người có thể giải. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm cũng không còn để ý ngũ vương tử, bị phong ấn tu vi, coi như hắn chạy được, cũng sẽ trở lại tìm mình. Hiện tại hắn chỉ muốn giữ lục vương tử lại. Vừa rồi suýt chút nữa bị lục vương tử đánh lén thành công, Tiêu Phàm càng không thể tha cho hắn, hơn nữa vốn dĩ bọn hắn nằm trong kế hoạch của Tiêu Phàm. Hừ, bản vương còn có chút việc, không thèm so đo với ngươi. Lục vương tử đột nhiên lạnh lùng quét mắt qua Tiêu Phàm, vội lao đi về phía chân trời. Ta cho ngươi đi rồi sao? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ngăn cản đường đi của lục vương tử, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ngay cả lục vương tử cũng có chút không bằng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Lục vương tử híp híp hai mắt, nơi này có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, ai dám giết mình? Chỉ là ta còn thiếu một đồng tử luyện dược mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu cười. Đã muốn chứng minh thân phận mình là thần dược sư, tất nhiên tốt nhất là lấy những vương tử và công chúa này khai đao, coi như những người khác không tin, cũng không dám tìm đến làm phiền Tiêu Phàm. Ngay cả vương tử Tiêu Phàm cũng không để vào mắt, há sẽ e ngại những người khác chứ. Tiêu Phàm cũng không muốn con chó con mèo gì đều dám đến làm khó mình, hiện tại trước mặt mọi người đánh bại hai đại vương tử chính là tỏ ra uy thế tốt nhất đối với những người kia.
Tất nhiên hắn không dám giết chết bọn Lục Vương tử, nhưng vẫn có thể bắt sống bọn hắn. Lời vừa dứt, Tiêu Phàm lại đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, xuất hiện ở trước người Lục Vương tử, căn bản không cho Lục Vương tử có cơ hội bỏ chạy. Thời khắc Lục Vương tử kinh biến, nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng càng bất an, âm thầm ngưng tiếng nói, đại ca không để cho ta ở cùng bọn lão ngũ, chẳng lẽ biết ta sẽ gặp xui xẻo sao? Nghĩ đến đây, Lục Vương tử không khỏi sợ run cả người, trong lòng hắn càng thêm kính sợ đối với đại ca Tiếu Thiên Cơ. Đại ca không nói ta sẽ xảy ra chuyện, nhưng chắc chắn hắn sẽ không nhìn ta chết, nói cách khác, chí ít ta sẽ không chết. Lục Vương tử cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hắn biết, lần này mình không trốn thoát được. Tốc độ của Tiêu Phàm quá nhanh, nhanh đến mức hắn ngay cả chạy trốn cũng không xong. Nghĩ đến đây, Lục Vương tử dứt khoát không trốn nữa, trở tay vỗ một chưởng về phía Tiêu Phàm, nhưng mà, ba luồng ánh sáng càng nhanh, bỗng nhiên ba cây kim châm chui vào trong cơ thể của hắn. Tiêu Phàm nhíu mày, trước đó bắt Ngũ Vương tử là xuất kỳ bất ý. Nhưng Lục Vương tử có lẽ có phòng bị mới đúng, làm sao mà dễ dàng như vậy chứ? Tiêu Phàm vạn lần không ngờ, căn bản chính là Lục Vương tử làm dáng một chút, hắn biết mình sẽ không chết, cũng dứt khoát không xuất thủ đối với Tiêu Phàm. Phịch một tiếng, Lục Vương tử cũng nặng nề đập xuống đất, rơi xuống bên người Ngũ Vương tử. Xì, đột nhiên, một trận âm thanh hít khí lạnh vang lên, ánh mắt của đám người nhìn về phía Tiêu Phàm biến đổi liên tục. Đây chính là hai đại vương tử, vậy mà dễ dàng bị bắt sống như vậy. Lập tức tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn vào trên người Tiêu Phàm, bọn người này không phải là thần dược sư sao, thực lực làm sao cũng biến thái như vậy. Ngũ vương tử, Lục vương tử, lúc này, sáu thân ảnh từ trên trời cao phi xuống, lại là thuộc hạ của hai đại vương tử, bọn hắn hung tợn nhìn Tiêu Phàm, đáng tiếc vẫn không dám xuất thủ. Bốn người Kiếm La cũng xuống bên người Tiêu Phàm. Trên thân hai người Sở Khinh Cuồng và Võ Nhược Phong nhiễm lấy vết máu, hiển nhiên, lấy thực lực của bọn hắn cuốn lấy hai đại chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng không dễ dàng. Mau thả Ngũ Vương tử, Ngũ Vương tử nếu có tổn thương gì, cửu tộc ngươi đều phải chôn cùng. Tiểu tử, nếu Lục Vương tử có bất kỳ mệnh hệ gì, người chết muôn lần khó trừ tội lỗi. Hai thuộc hạ của Đại Vương tử bắt đầu uy hiếp Tiêu Phàm, nếu như hai Đại Vương tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Trở về nói cho thần chủ các ngươi biết, hai vị vương tử này, tạm thời ở lại bên cạnh ta làm đồng tử luyện dược, xem như bọn hắn trả giá vì đắc tội ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thần sắc hờ hững lập tức nhìn hai người dưới đất một chút, lại nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể đưa bọn hắn đi, nhưng chuyện xấu ta nói trước, quay đầu nếu như còn muốn ta giải trừ phong ấn cho bọn hắn, thì để thần chủ các ngươi đích thân đến gặp ta. Để thần chủ đích thân đến gặp ngươi, ngươi tính cái quái gì vậy? Tiểu tử, chớ có tùy tiện, thần chủ tức giận, một chưởng đập chết ngươi, huống chi, thần chủ lão nhân gia, ngươi đâu thể muốn gặp thì gặp. Quá cuồng vọng rồi, tiểu tử, khẩu khí ngươi thật sự là rất lớn, đắc tội thần chủ, quay đầu ngươi chết như thế nào cũng không biết. Mấy cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kia ngươi một lời ta một câu, bắt đầu giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm, trong lòng bọn họ. Sự tồn tại của Tiếu Thương Sinh dường như là cao đến mức không thể chạm tới. Nhưng xem ra Tiêu Phàm chẳng qua cũng như vậy, chỉ có điều là sức mạnh trong linh hồn mạnh mẽ một chút mà thôi, thực lực chân chính, nhất định kém xa cường giả thiên thần này. Hai người bọn hắn ở chỗ này, các ngươi muốn dẫn đi, tùy ý các ngươi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lại đi ra bên ngoài, căn viện lạc này bị hủy, nhất định hắn lại phải tìm khách sạn khác. Sáu cường giả chiến thần đỉnh phong kia vội vàng xuất hiện ở trước mặt chủ tử của mình, muốn giúp chủ bọn hắn giải trừ phong ấn. Nhưng mà khiến bọn hắn kinh ngạc chính là, cái phong ấn kia không ngờ lại dẫn động tới sinh cơ và mệnh cách trên toàn thân hai người, nếu cưỡng ép rút ra, rất có khả năng làm tổn thương đến linh hồn và mệnh cách. Nếu như Ngũ Vương tử và Lục Vương tử có mệnh hệ gì, chắc bọn hắn không thoát khỏi liên quan. Lục đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong nhìn mặt nhau. Nhất thời không biết mở miệng thế nào. Tiêu Phàm đi ra mấy bước, đột nhiên lại nhìn tu sĩ bốn phía, cười cười nói, đúng rồi, kiếm mỗ không sợ nhất chính là phiền phức, nếu như các ngươi ai muốn đến tìm phiền toái, bất cứ khi nào kiếm mỗ đều có thể tiếp đãi. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm mặc kệ phản ứng của đám người, đi về nơi xa. Phong ấn của chúng ta, các ngươi không giải nổi đâu.
Lục Vương tử cau mày, sắc mặt khó xử vô cùng. Sáu người đắng chát lắc đầu, một người trong đó mở miệng nói, nếu chúng ta cưỡng ép rút châm bên trong người vương tử, rất có thể làm bị thương linh hồn của vương tử, thậm chí là mệnh cách. Lục Vương tử và Ngũ Vương tử nghe vậy, không khỏi rùng mình một cái, bọn hắn cũng không nghĩ tới phong ấn đáng sợ như vậy. Vương tử, có lẽ thần chủ, lại một tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong mở miệng nói. Không cần chỉ là không đợi hắn nói xong, Lục Vương tử đã ngắt lời hắn, trên người bọn họ có nhiều hay ít vấn đề, làm sao lại có thể để Tiếu Thương Sinh kiểm tra chứ? Bỗng nhiên lập tức đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, nói các ngươi trở về nói cho thần chủ, trên thân người bắt lấy chúng ta rất có khả năng có trường sinh đan. Vậy Lục Vương tử ngài thì sao? Người kia lại hỏi. Yên tâm, ta không chết được đâu. Lục Vương tử nhe răng cười một tiếng, sau đó đột nhiên đi đến phía Tiêu Phàm. Ngũ Vương tử thấy thế, cũng đành theo sau, bọn hắn muốn giải trừ phong ấn, chỉ có công phu từ trên người Tiêu Phàm. Thành Thiên Thương Thần, chỗ sâu thần cung tọa lạc một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, chung quanh cung điện được thủ vệ nghiêm ngặt, binh lính lui tới tuần tra đều là tu vi chiến thần cảnh. Giờ phút này, trong đại điện, một lão giả mặc long bào màu vàng ngồi xếp bằng, bộ mặt lão giả lượn lờ một làn sương mù nhàn nhạt, khiến cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Ở trong đại điện, một đạo thân ảnh mặc áo đen đang quỳ, đang kể rõ cái gì, sau nửa ngày mới dừng lại, thân ảnh áo đen khẽ cúi đầu, chờ đợi lão giả mặc long bào mở lời. Thần dược sư Kiếm Hồng Trần, thật lâu, lúc này lão giả mặc long bào màu vàng mới lên tiếng, lông mày hơi nhíu, ngữ khí hùng hậu, lộ ra một sự uy nghiêm rộng lớn. Tiếp tục chú ý, tạm thời không cần phải để ý đến bọn Tiểu Ngũ và Tiểu Lục. Lão giả mặc long bào màu vàng tiếp tục nói. Vâng, thần chủ, thân ảnh mặc áo đen cung kính gật đầu. Đương nhiên, lão giả mặc long bào không phải người khác, chính là linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh, chỉ là đây có phải là mặt mũi thật của hắn hay không, còn cần nghiên cứu thêm. Về phần bọn tiểu tứ, mau tra ra được vị trí của bọn hắn, đi xuống đi. Tiếu Thương Sinh lại nói, trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng. Vâng, thần chủ, vi thần cáo lui. Người áo đen cung kính thi lễ rồi tức biến mất một cách quỷ dị ở trong đại điện, tựa như chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt cả tòa đại điện chỉ còn lại Thiếu Thương Sinh, ngón tay của hắn đang từ từ đập lên ghế rồng, đang trầm tư cái gì. Bát biến chiến thần trẻ tuổi như vậy, còn là thần dược sư. Thiếu Thương Sinh tự lẩm bẩm, khóe miệng đột nhiên hơi dương lên, nếu có trường sinh đan cũng tốt, nếu như không có, nếu như có thể trở thành thân xác cao quý, vậy là không còn gì tốt hơn. Xem ra, ngoại trừ lão đại và tiểu bát, lại có thêm một sự lựa chọn. Nếu để cho Tiêu Phàm biết, Tiếu Thương Sinh hoàn toàn không để ý đến cái gọi là trường sinh đan kia, mà là bắt đầu có ý đồ với hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đáng tiếc là Tiêu Phàm không biết, hắn giờ phút này, đã rời khỏi khách sạn, đi dạo ở thành Thiên Thương Thần. Sở Khinh Cuồng và Tiêu Phàm đứng song song, Kiếm La, Vân Hạc và Võ Nhược Phong đi theo sau lưng Tiêu Phàm. Phía sau nữa, chính là Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử. Bọn hắn bị Tiêu Phàm phong ấn tu vi, hiện tại cũng tương đương với người bình thường, bọn hắn chạy theo Tiêu Phàm khoảng cách mấy chục dặm, sắc mặt đã hơi trắng bệch, mồ hôi trên trán lăn xuống. Hai người cắn chặt răng kiên trì, nếu như mất dấu Tiêu Phàm, phong ấn trong cơ thể của bọn hắn có lẽ không còn người nào có thể giải trừ, bởi vậy chỉ có thể nén giận đi theo sau lưng Tiêu Phàm. Kiếm huynh, chúng ta đi đâu đây? Cuối cùng Sở Khinh Cuồng nhìn không được hỏi, hắn cũng không tin Tiêu Phàm chỉ là cố ý muốn chỉnh đốn Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử, nhất định có sự việc khác. Lát nữa ngươi sẽ biết, Tiêu Phàm cười thần bí nói, cố ý mập mờ. Lại đi về khoảng cách phía trước mấy trăm mét, cuối cùng Tiêu Phàm dừng lại tại một tòa lầu các to lớn trước mặt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Vạn Bảo Các, Kiếm La ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy phía trên cửa đình nguy nga. Treo một khối bảng hiệu mạ vàng, phía trên viết ba chữ rồng bay phượng múa. Kiếm huynh, không ngờ mới đến, ngươi lại biết Vạn Bảo Các. Nếu ngươi cần thần binh và linh dược, nơi này đúng là lựa chọn không tệ. Sở Khinh Cuồng bất ngờ nhìn Tiêu Phàm nói. Vạn Bảo Các, là một thế lực cực kỳ thần bí, đã tồn tại vô số năm, vẫn chưa từng tiêu vong, dù là Thương Sinh Thần Quốc và Tu La Sơn cũng phải nhường mấy phần thể diện. Hơn nữa không tham dự thế gian phân tranh,
cái này cũng có thể là một trong những nguyên nhân đủ để nó tồn tại như thế. Ở trong thiên địa lao ngục, vạn bảo các cũng được xem là thế lực lớn số một số hai. Chỉ là không biết nơi này có thứ ta muốn hay không. Tiêu Phàm mỉm cười, dẫn đầu đi vào trong lầu các. Hắn không chỉ thấy rất quen thuộc đối với vạn bảo các, mà đối với thành thiên thương thần cũng rất quen thuộc. Phải biết lúc trước hắn đã đọc ký ức của tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Vạn bảo các, thứ gì không có. Chỉ cần ngươi có thể nói ra thứ đó, bọn hắn đều có thể tìm được cho các ngươi. Ngũ vương tử khinh bỉ nhìn bóng lưng Tiêu Phàm. Tốt nhất là như thế. Tiêu Phàm đi đến bậc thang, đột nhiên quay đầu lướt nhìn ngũ vương tử một chút, khẽ mỉm cười nói. Lát sau, mấy người đi vào trong đại sảnh vạn bảo các, đại sảnh phải lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của Tiêu Phàm, cũng rất náo nhiệt, phương viên rộng chừng vài dặm, cái này nghiễm nhiên đã không còn là một tòa lầu các, mà là một vùng tiểu không gian. Linh hồn lực của Tiêu Phàm quét qua, lập tức đông đảo linh dược ghi dấu trong đầu hắn, những linh dược kia dựa theo phẩm giai cao thấp, bày ra riêng biệt ở trong quầy, hơn nữa có người hiểu biết trông coi. Tiêu Phàm đứng yên một chỗ, quay người liền đi đến một ít quầy của những người trong đó. Khách quan, xin hỏi ngài cần gì không, có lẽ ta có thể giúp được ngài. Vừa tới trước quầy, một người hầu gái xinh xắn đi lên, rất lễ phép hỏi. Tiêu Phàm nhìn lướt qua quầy hàng một chút, phát hiện cũng không có linh dược mà hắn muốn, lập tức hỏi, ta muốn một gốc sâm huyết ngọc thần cốt hơn 5.000 năm, không biết có hay không. Thị nữ kia nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, có một chút thất thần như vậy. Huyết ngọc thần cốt tham, đây chính là thần dược cấp cao nhất, người bình thường cũng không thể mua nổi. Nàng nhìn dáng vẻ Tiêu Phàm, ngoại trừ một điểm dáng vẻ đẹp trai, ăn mặc hết sức bình thường, ngay cả con em gia tộc bình thường cũng mặc đồ đẹp hơn hắn, dạng người này cũng không chắc mua được huyết ngọc thần cốt tham không. Không có sao, nhìn thấy dáng vẻ của thị nữ, Tiêu Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Có, chỉ có điều cái giá tiền này. Thị nữ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ, giống như muốn nói, người như ngươi làm sao mua được huyết ngọc thần cốt tham chứ? Thế nào, còn sợ công tử nhà ta mua không nổi hay sao? Kiếm La hừ lạnh một tiếng, khí tức lạnh lùng tản ra. Tiêu Phàm bị những vương tử và công chúa kia xem thường, Kiếm La nhịn, nhưng một kẻ thị nữ nho nhỏ như ngươi, vậy mà cũng dám khinh bỉ Tiêu Phàm, khẩu khí này Kiếm La làm sao có thể nuốt trôi? Một gốc huyết ngọc thần cốt tham hơn 5.000 năm, giá trị hơn vạn thần thạch, ai cũng đều có thể mua được sao? Thị nữ chẳng những không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại còn cười lạnh nói, trong giọng nói lộ ra ý khinh thường. Đồng thời, trong ánh mắt của nàng lại đều là vẻ khinh bỉ, nhìn thấy trang phục bình thường của bọn Tiêu Phàm, cô phát ra vẻ khinh bỉ từ linh hồn. Cũng khó trách thị nữ ngạo mạn như thế, cái quầy này của cô, thứ rẻ nhất cũng là cửu phẩm linh dược. Thần dược cũng không còn mấy, bình thường người mua hàng đều là một vài cường giả chiến thần cảnh, không phú thì quý. Người giống như bọn Tiêu Phàm, cô cũng đã gặp không ít, nhưng chưa bao giờ cho cô nhìn thấy vẻ mặt tốt, đâu sẽ để bọn Tiêu Phàm ở trong lòng chứ. Người chắc chắn ta mua không nổi ư, Tiêu Phàm rất bình thản nói. Một vạn thần thạch, nếu là hắn vừa mới tiến vào thiên địa lao ngục, thật đúng là hắn mua không nổi, thậm chí cũng không nỡ dùng để mua một gốc thần dược. Dù sao, thần thạch của chiến hồn đại lục rất hiếm, một vạn thần thạch, đã đủ để không ít người đột phá chiến thần cảnh, nhớ năm đó, Hề lão vì đột phá chiến thần cảnh, mới vẻn vẹn cập tầm 10 khối thần thạch mà thôi, có thể nghĩ mà thấy thần thạch quý giá thế nào. Đây cũng là chỗ chiến hồn đại lục không bằng thiên địa lao ngục, thần thạch chỗ này cũng không phải là bảo vật gì, vẻn vẹn chỉ là một loại đơn vị tiền tệ cơ bản mà thôi. Nhà quê không biết từ đâu tới. Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn đùa nghịch ở vạn bảo các hay sao? Thị nữ còn chưa mở miệng, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng mà khinh thường ở phía sau bọn Tiêu Phàm truyền đến. Tiêu Phàm nghe thấy vậy liền quay người lại nhìn thì thấy một nam thanh niên mặc một bộ chiến bào vàng óng đang nghênh ngang đi tới. Hắn nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt trong tay, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Đôi mắt hắn như thể mọc trên trời vậy, không thèm nhìn Tiêu Phàm một cái. Trương Đại Thiếu, sao ngài lại đến đây vậy? Thị nữ nhìn thấy thanh niên mặc kim bào thì tươi cười tiến tới, giọng nói ỏn ẻn đến nỗi khiến đám người Tiêu Phàm nổi hết cả da gà. Quả đúng là cô thị nữ này không phải là kẻ nịnh hót bình thường, nhưng nói đi thì phải nói lại,
chỉ nhìn trang phục thôi cũng đủ thấy là thanh niên này bỏ xa đám người Tiêu Phàm cả mấy con phố rồi. Tiểu yêu tinh, đồ mà ta muốn đã giữ lại cho ta chưa? Trương đại thiếu xếp quạt lại, nhẹ nhàng nhón lấy cằm thị nữ trêu ghẹo, trong mắt ánh lên sự tà ác. Cái tay còn lại thì luồn ra phía sau lưng cô gái sờ soạng, từ từ di chuyển xuống phía dưới. Đồ mà Trương đại thiếu ngài cần, tiểu nữ tử làm sao dám không giữ lại chứ? Thị nữ cười duyên một tiếng, cố ý ưỡn ngực tới sát người Trương đại thiếu, đôi mắt mê hoặc còn liếc nhìn đám người Tiêu Phàm một cái. Người không biết lại tưởng Vạn Bảo Các là Vạn Hoa Lâu đấy. Chẳng lẽ Vạn Hoa Lâu chính là của Vạn Bảo Các sao? Kiếm La đột nhiên lên tiếng một cách hứng hờ. Chẳng trách Kiếm La tức giận, đến Tiêu Phàm còn cảm thấy khó chịu. Bản thân hắn vốn đến để mua huyết ngọc thần cốt tham, cô thị nữ này xem thường cũng không sao, bởi dù sao hạng nữ nhân như này Tiêu Phàm cũng đã gặp nhiều rồi. Nhưng Vạn Bảo Các dù gì cũng là một thế lực lớn ở thiên địa lao ngục, cách hành xử của thị nữ lại như vậy thật khiến Tiêu Phàm không khỏi thất vọng. Lão già, người nói gì? Giọng điệu Trương đại thiếu bỗng trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn Tiêu Phàm một cách phẫn nộ, thiếu chút nữa là ra tay. Sắc mặt thị nữ đỏ ửng lên, hành vi vừa rồi của cô đúng là chẳng khác gì mấy cô gái vờn hoa bắt bướm ở trong Vạn Hoa Lâu. Có điều cô ta lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh, cô kéo lấy cánh tay của Trương đại thiếu, lắc nhẹ nhẹ rồi nói một cách nũng nịu, Trương đại thiếu, bọn họ như vậy là đang làm nhục tiểu nữ. Ngài thay tiểu nữ lấy lại công bằng đi. Yên tâm, có Trương đại thiếu ta ở đây, không kẻ nào dám bắt nạt nàng hết, huống hồ, phía sau nàng là Vạn Bảo Các, bọn họ sóng lớn đến đâu mà đòi lật. Trương đại thiếu vỗ nhẹ tay thị nữ, khẽ cười. Tiêu Phàm liếc nhìn Trương đại thiếu lắc đầu, sau đó quay người bỏ đi lên lầu 2. Với tâm tính bây giờ của mình, hắn thật là làm biếng giáo huấn người khác, đơn giản vì điều đó sẽ làm mất thời gian của chính hắn. Mặc dù thị nữ kia khiến người khác cảm thấy ghét bỏ nhưng Tiêu Phàm cũng đã lấy được tin tức mà mình cần từ chính miệng cô ta, đó là Vạn Bảo Các đúng là có huyết ngọc thần cốt tham. Đã vậy thì Tiêu Phàm không cần lãng phí thời gian với cô thị nữ này nữa, muốn mua đồ ở Vạn Bảo Các không phải chỉ do một cô thị nữ nhỏ bé nói là xong. Nhưng nhất cử nhất động của Tiêu Phàm lại khiến Trương đại thiếu nghĩ rằng Tiêu Phàm đang giễu cợt hắn, thế là hắn lách người ngáng đường của Tiêu Phàm, tiểu tử. Vừa rồi ngươi có ý gì, khinh bỉ ta phải không? Ngươi có biết ta là ai không? Tiêu Phàm chau mày, nếu ở bên ngoài thì hắn đã cho tên này một chưởng bay mất xác rồi, làm gì mà có cơ hội đứng nói mấy lời nhảm nhí. Nhưng ở đây là Vạn Bảo Các, bọn họ thật sự muốn tới để mua linh dược nên không tiện làm náo loạn. Ngũ Vương Tử và Bát Vương Tử đứng cách đó không xa, nhìn Tiêu Phàm với khuôn mặt trào phúng, hai người họ rất vui khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đương nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn cười thầm trong lòng, đợi lát nữa sẽ đến lượt các ngươi đẹp mặt. Tránh ra, đôi mắt Tiêu Phàm nhíu lại, hai đồng tử đen nhánh phòng ra những tia sát khí lạnh như băng, một thế lực cuồng bá bao trùm lấy Trương đại thiếu. Hai con ngươi của Trương đại thiếu co rụt lại, cơ thể không còn biết nghe lời của hắn tự động lùi lại mấy bước một cách sợ hãi, nếu không phải nhờ quầy hàng ngăn lại thì có lẽ hắn sớm đã bị dọa mà ngã xuống đất rồi. Ánh mắt đó, lạnh lẽo, đen nhánh như thể một con mãnh thú hồng hoang có thể nuốt gọn linh hồn của người khác vậy. Giây phút đó khiến Trương đại thiếu cảm giác linh hồn mình như bị rớt vào hố băng vậy, hơi thở cũng trở nên một ngạt, gấp gáp. Thật đáng sợ, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Trương đại thiếu, nếu như bình thường có lẽ hắn đã bị dọa sợ đến mức bỏ chạy rồi, nhưng đây là Vương Bảo Các, không ai dám ra tay ở đây cả, đương nhiên hắn cũng vì thế mà không cần phải chạy trốn. Khi hắn định thần trở lại thì Tiêu Phàm đã đi lên tới lối vào lầu 2, chuẩn bị bước vào rồi. Đứng lại cho ta, Trương đại thiếu nhìn Tiêu Phàm đầy phẫn nộ, một tiếng nổ lớn vang lên, những người đứng xung quanh đều ngoái nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Trương đại thiếu xuất hiện nhanh như chớp trước mặt Tiêu Phàm, túm lấy cổ áo hắn, nói một cách hung hăng, dám ăn trộm linh dược ở Vạn Bảo Các, người muốn chết à? Thấy Trương đại thiếu sắp tiến tới gần Tiêu Phàm, Kiếm La liền lên trước một bước, vung tay lên khiến Trương đại thiếu lùi về phía sau mấy bước. Trước mặt Kiếm La, hắn căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Ánh mắt Tiêu Phàm phóng ra sự lạnh lùng, tên này đúng là hung hăng làm càn, hắn cứ nghĩ Tiêu Phàm tốt tính lắm chắc. Dám trộm linh dược trong Vạn Bảo Các, bọn họ không sợ bị đánh gãy chân ném ra ngoài sao?
Mọi người nhìn mấy người Tiêu Phàm đầy kinh ngạc, trên mặt lộ rõ nụ cười khinh miệt, ánh mắt như thế đang nhìn một đám người chết vậy. Ai làm ồn ào ở đây vậy? Một giọng nói như có sức hút đột nhiên vang lên, một thanh niên mặc áo bào đen từ từ đi tới. Thanh niên mặc áo bào đen nhìn tầm 25 tuổi, gương mặt tuấn tú, da trắng trẻo, lộ rõ sự góc cạnh một cách đẹp đẽ, đôi mắt đen láy giống như những ngôi sao ở nơi xa thẳm vậy. Dáng người hắn cao ráo, lưng thẳng tắp, giống như một thanh thần kiếm mới rút ra khỏi vỏ, người này dù đứng ở bất kỳ đâu thì đều gây sự chú ý trong đám đông. Nhược Trần công tử, Nhược Trần công tử, lẽ nào là cổ Nhược Trần một trong ba vị đại công tử? Hắn xuất hiện ở đây sao? Nhìn thấy người thanh niên mặc áo bào đen đi tới, đám đông không khỏi lộ ra sự kinh ngạc, sau đó lần lượt hành lễ với người đó. Ánh mắt của một vài nữ tu sĩ còn sáng lên, lấp lánh vô cùng. Cổ Nhược Trần, Tiêu Phàm nhìn chăm chú vào nam thanh niên mặc áo bào đen, trong đầu hắn cũng có một chút ấn tượng và thông tin liên quan đến con người này. Tam đại công tử của thiên địa lao ngục, thiếu thiên cơ của thương sinh thần quốc, thần vô tâm của Tu La Sơn và cổ Nhược Trần của Vạn Bảo Các, đây chính là ba ngọn cờ trẻ tuổi của thiên địa lao ngục, dường như không ai có thể vượt qua. Đến ngay cả thần sắc của Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử ở cách đó không xa cũng phải sầm lại, nhìn cổ Nhược Trần bằng ánh mắt dè chừng, dù có đối mặt với Tiêu Phàm thì bọn họ cũng không có cảm giác như thế. Cố Nhược Phàm là người khiêm tốn nhất trong tam đại công tử. Bình thường hắn như một con thần long chỉ thấy đầu mà không bao giờ thấy đuôi, rất ít khi xuất hiện. Thật không ngờ giờ đây lại có thể gặp hắn ở đây, chẳng trách đám đông lại kinh ngạc đến thế. Nhược Trần công tử, kẻ này lấy trộm linh dược của Vạn Bảo Các, bị ta phát hiện. Thấy cổ Nhược Trần đi tới, Trương Đại Thiếu liền vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng hành lễ, rồi chỉ vào Tiêu Phàm mà nói, giọng điệu có phần nịnh nọt, lấy lòng. Khác hoàn toàn với vẻ dương oai tác quái với Tiêu Phàm khi nãy, trước mặt cổ Nhược Trần, đến ngay cả hơi thở của Trương Đại Thiếu cũng có phần dồn dập. Ồ, ánh mắt cổ Nhược Trần quét qua Tiêu Phàm một cái, mặc dù ánh mắt rất hứng hờ nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được một luồng áp lực cực mạnh trong đó. Chiến thần đỉnh phong, trong đầu Tiêu Phàm đã nhận được biết được thực lực của cổ Nhược Trần trong nháy mắt, nhưng thực lực đó vẫn chưa tới mức phải e ngại. Nói một câu khó nghe thì bên trong thiên địa lao ngục, chẳng có ai mà Tiêu Phàm phải dè chừng, e ngại cả. Thấy Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, cổ Nhược Trần hơi ngạc nhiên, biết rõ đó là cổ Nhược Trần mà hắn vẫn có thể điềm nhiên như vậy, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp. Cổ Nhược Trần thu hồi ánh mắt lại, đột nhiên hướng về phía Trương Đại Thiếu và nói, người có biết, hậu quả của việc lừa gạt bổn công tử không? Giọng điệu của cổ Nhược Trần rất bình tĩnh nhưng không thể phủ định rằng khi vào tai Trương Đại Thiếu thì không khác gì một tia sét đánh. Lừa gạt cổ Nhược Trần, có cho Trương Đại Thiếu 10 lá gan thì hắn cũng không dám lừa gạt cổ Nhược Trần, nhưng lời đã nói ra thì coi như là đã lừa gạt thật rồi, làm sao mà hắn ta có thể thu hồi lại được. Nếu bản thân hắn phủ nhận thì chẳng phải đang chứng minh rằng chính hắn cố ý lừa gạt cổ Nhược Trần hay sao? Trương Đại Thiếu vốn chỉ định nhờ cổ Nhược Trần ra tay đối phó với Tiêu Phàm mà thôi, nhưng hắn không ngờ việc đầu tiên cổ Nhược Trần làm lại không phải là gây phiền phức cho Tiêu Phàm mà là hoài nghi hắn đang nói dối. Tại hạ không dám, Trương Đại Thiếu vội vàng khom người, cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng con ngươi thì run rẩy không ngừng. Ta tin ngươi cũng không dám, cổ Nhược Trần hừ một tiếng lạnh lùng, dựa vào con mắt của mình, hắn chẳng lẽ lại không nhận ra đám người Tiêu Phàm không hề đơn giản. Người như thế, lại đến Vạn Bảo Các trộm linh dược hay sao? Dù có trộm thì cũng không thể nào để Trương Đại Thiếu nhìn thấy, dù sao thì Trương Đại Thiếu cũng chỉ là một chiến thần tiền kỳ mà thôi. Lời nói dối này đương nhiên không cần công kích cũng tự sụp đổ, chỉ có điều cổ Nhược Trần cũng không thể coi nhận định của mình là chứng cứ nên mới hỏi một câu như vậy. Các hạ có điều gì muốn nói? Cổ Nhược Trần lại nhìn về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khá tán thưởng cách xử sự vấn đề của cổ Nhược Trần, ít nhất thì hắn ta cũng không đùng một cái nhắm vào hắn đầu tiên, về điểm này thì cổ Nhược có vẻ khá công bằng. Ta không có gì để nói. Tiêu Phàm đáp lại thản nhiên. Nhược Trần công tử, ta đã nói rồi mà, hắn trộm linh dược của Vạn Bảo Các, đương nhiên sẽ không có gì để nói. Trương Đại Thiếu thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào Tiêu Phàm cười đắc chí. Ý ta là, đối với hạng người không cần thể diện, tùy ý vụ oan cho người khác thì ta không có gì để nói. Tiêu Phàm nói thêm một câu.
Ngươi, Trương Đại Thiếu nhìn Tiêu Phàm đầy phẫn nộ. Tiêu Phàm không để hắn có cơ hội phản bác, tiếp tục nói, đại khái sự việc là như thế này, Tiêu Phàm thuật lại sự việc lúc nãy một lần nữa, không hề nói ngoa thêm từ nào, cũng không hề bẻ cong sự thật, nhưng đi vào đầu Trương Đại Thiếu thì cực kỳ chói tai. Trương Đại Thiếu và thị nữ nghe thấy vậy thì sắc mặt trở nên trắng bệch, sợ hãi. Hai người đó cố gắng giữ bình tĩnh, Trương Đại Thiếu nhiều lần mở miệng định ngắt lời nhưng bị ánh mắt của Cổ Nhược Trần ngăn lại, rõ ràng là Cổ Nhược Trần không hề có ý thiên vị ai cả. Sự việc đại khái xảy ra như vậy, đúng sai thế nào, lòng người đều rõ. Thần sắc từ đầu đến cuối của Tiêu Phàm như một, tâm trạng không hề có chút biến đổi nào. Ngươi nói bậy, không phải như vậy. Trương Đại Thiếu lắc đầu, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Nếu Cổ Nhược Trần tin lời của Tiêu Phàm thì hắn đã biết rõ kết cục của mình sẽ thế nào rồi. Ngươi không tin, có thể hỏi những người khác, ví dụ như hai vị này. Tiêu Phàm nhìn về phía Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử bằng ánh mắt lạnh nhạt. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đều sững sờ, họ không ngờ Tiêu Phàm lại muốn họ làm chứng cho hắn, lẽ nào hắn không sợ hai người bọn họ hại hay sao? Cổ Nhược Trần nhìn hai vị vương tử, cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên, hắn đương nhiên nhận ra thân phận của Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử, hắn chỉ thấy lạ là hai người này lại tình nguyện theo sau Tiêu Phàm, đúng là không thể tin được. Bình thường Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đều là những vương tử ngang ngược, càn rỡ, nhất là Ngũ Vương Tử. Sao họ lại có thể đi sau mông người khác được? Bọn họ đi cùng ngươi, đương nhiên sẽ nói đỡ cho ngươi. Trương Đại Thiếu vội vàng nói. Hắn biết Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử luôn đi theo bên cạnh Tiêu Phàm, làm sao có thể để bọn họ làm chứng được. Hai vị này là Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử, lẽ nào lời bọn họ nói cũng không tính sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử cái đếch gì, đương nhiên không tính. Trương Đại Thiếu đang nóng giận, tâm trí đâu mà bận tâm nhiều đến vậy. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử còn đang định chuẩn bị hãm hại Tiêu Phàm. Nhưng không ngờ Trương Đại Thiếu lại dám nhục mạ bọn họ, thế là hai người hùng hục đi tới. Đồ chán sống, Ngũ Vương Tử hừ một tiếng lạnh lùng, mặc dù bị phong ấn tu vi nhưng sự uy nghiêm cao vời vợi trên cơ thể hắn không giảm đi là bao. Lục Vương Tử cũng tiến tới, nhìn Trương Đại Thiếu bằng ánh mắt dữ dằn. Trương Đại Thiếu cảm nhận được luồng áp lực đó, trong lòng run lên. Sau đó khi hắn đã nhìn rõ khuôn mặt của Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử thì hai đồng tử trong con mắt hắn co rụt lại. Dù sao hắn cũng là thiếu gia của đại gia tộc ở thành Thiên Thương Thần, dù chưa gặp qua con người thật của Vương Tử và Công Tử thì cũng đã từng nhìn qua tranh của bọn họ. Hai người đứng trước mặt nhìn quá giống Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử, rõ ràng là giống y như đúc. Hai người này, đúng là Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử thật rồi. Lúc trước Trương Đại Thiếu cứ tưởng hai vị này chỉ là tùy tùng của Tiêu Phàm thôi, chứ không hề nghĩ theo hướng nào khác, nhưng giờ nghe Tiêu Phàm nói vậy, hắn nhìn một cái là nhận ra ngay. Trương Đại Thiếu nghĩ đến việc hắn nhục mạ hai đại vương thì không khỏi run rẩy, dựa vào tính tình của các vị vương tử này thì có lẽ họ không chỉ muốn hắn chết đâu mà còn khiến cả gia tộc của hắn gặp bất hạnh nữa. Thoáng chốc, cơ thể Trương Đại Thiếu run lên bần bật, hai chân mềm nhũn, cảm giác trước mặt đều tối đen. Suýt chút nữa là ngã xuống, dậy không nổi. Thị nữ kia thấy vậy, đương nhiên là biết bản thân đã đắc tội với nhân vật như thế nào, cô ta vội vàng quỳ xuống đất, quấy giày, Nhược Trần công tử tha mạng, nô tỳ lôi ra ngoài xử lý, đừng để ô uế Vạn Bảo Các. Không đợi thị nữ nói xong, Cổ Nhược Trần liền phun ra một câu nói lạnh nhạt. Vâng, công tử, một lão giả ở phía sau Cổ Nhược Trần cung kính đáp lại, bỗng nhiên, một bóng người bay tới. Nhấc Trương Đại Thiếu và thị nữ lôi ra bên ngoài. Ngài không thể giết ta là Trương Đại Thiếu, Trương gia nhà ta vẫn là con dân của Thương Sinh Thần Quốc, Vạn Bảo Các không có quyền gì giết ta cả. Trương Đại Thiếu giật mình bừng tỉnh, kêu to. Không ít người cười lạnh lùng khi nghe thấy vậy, Đại Thiếu của Trương gia nhà người còn dám so sánh với Vạn Bảo Các cơ à? Dám gây chuyện ở Vạn Bảo Các, đừng nói ngươi chỉ là một tiểu gia tộc ở Thương Sinh Thần Quốc. Là một đại gia tộc thì đã sao? Thì cũng giết không tha mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, Kiếm La đứng bên cạnh tỏ ra nghi hoặc liền thấp giọng, bọn họ hãm hại công tử, lẽ nào công tử còn cảm thấy đáng thương cho họ hay sao? Ta không cảm thấy thương hại họ mà ta thương hại cho gia tộc của họ. Tiêu Phàm thở dài. Quả nhiên lời của Tiêu Phàm vừa nói ra thì Ngũ Vương Tử lập tức quát đầy tức giận,
ngươi yên tâm, Trương gia sẽ cùng tới làm bạn với ngươi. Ngũ Vương Tử là một người cực kỳ tàn nhẫn, giết người diệt tộc hắn làm không ít, thì làm sao có thể tha thứ cho Trương Đại Thiếu kẻ dám nhục mạ hắn đây? Trương Đại Thiếu nghe thấy vậy thì chết ngất đi, hắn thật không ngờ hôm nay hắn chỉ làm quá chút thôi mà cuối cùng lại liên lụy đến cả gia tộc. Kiếm La nghe thấy vậy thì không khỏi khâm phục Tiêu Phàm. Thực ra Tiêu Phàm vẫn còn một câu chưa nói, đó là Cổ Nhược Trần xử trí hai người bọn họ cũng là đang gián tiếp cứu lấy gia tộc của Trương Đại Thiếu, có điều bọn họ không nhận tình mà thôi. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng đến Dịch Bằng lúc trước, đáng tiếc là Dịch Bằng thông minh hơn Trương Đại Thiếu rất nhiều, trực tiếp chọn cách tự sát, đây cũng chính là lý do khiến Tiêu Phàm coi trọng Dịch Bằng. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, không ai quyết định ai ở trên cả. Tiêu Phàm lắc đầu. Giọng nói của Tiêu Phàm rất nhỏ nhưng những người xung quanh đều nghe rõ, cho nên mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đôi mắt của Cổ Nhược Trần cũng ánh lên, nhìn Tiêu Phàm bằng cái nhìn tràn đầy sự tán thưởng, hắn mỉm cười nói, các hạ, sự việc ngày hôm nay là do Vạn Bảo Các tiếp đãi không chu đáo. Các hạ quá lời rồi. Tiêu Phàm gạt tay, hắn cũng không muốn so đo gì với hạng người như Trương Đại Thiếu. Công tử, chẳng phải ngươi muốn mua huyết ngọc thần cốt tham sao, hỏi vị Cổ công tử này có lẽ là được, chúng ta cũng không cần phải đối mặt với sắc mặt của những kẻ có thế lực nữa. Kiếm La đột nhiên mở lời. Các hạ cần huyết ngọc thần cốt tham, e rằng khiến ngươi thất vọng rồi, nhánh cuối cùng lúc nãy đã bị người khác mua rồi. Cổ Nhược Trần đột nhiên nói lời xin lỗi. Sắc mặt Tiêu Phàm lộ rõ vẻ thất vọng, hắn liền hỏi, không biết có tiện cho ta biết, ai đã mua không? Cổ Nhược Trần nhìn thấy sự gấp gáp trong đôi mắt của Tiêu Phàm liền trầm ngâm một hồi mới nói, ngươi đi theo ta. Đa tạ, Tiêu Phàm chắp tay nói. Hắn biết giao dịch một loại linh dược đặc biệt như huyết ngọc thần cốt tham là một việc hết sức bí mật, đối phương đã đồng ý nói cho hắn biết, còn đích thân dẫn hắn đi gặp người đã mua thì có thể thấy tấm ân tình này không hề nhỏ. Có điều, Tiêu Phàm cũng biết rằng, người đã mua sâm này vẫn còn ở trong Vạn Bảo Các, điều đó cũng cho thấy giao dịch huyết ngọc thần cốt tham mới diễn ra không lâu, xem ra vẫn còn có cơ hội. Nhưng đoán chừng muốn có được huyết ngọc thần cốt tham thì cái giá phải trả sẽ rất lớn. Không cần, có lấy được hay không còn phụ thuộc vào cơ duyên của ngươi. Cổ Nhược Trần gạt tay. Các hạ có thể dẫn hai người đó lên lầu 2. Sở huynh, Kiếm La, hai người đi theo ta vào trong. Tiêu Phàm gật đầu. Vâng, công tử, Kiếm La nghe vậy, trong lòng thầm mừng rỡ, còn Võ Nhược Phong và Vân Hạc thì lộ rõ vẻ thất vọng, nói cho cùng thì Tiêu Phàm vẫn chưa coi họ là người một nhà. Dưới sự dẫn đường của Cổ Nhược Trần, ba người Tiêu Phàm đi lên lầu 2, mọi người xung quanh đều lộ rõ vẻ hâm mộ. Có thể khiến Nhược Trần công tử đích thân mời, tên tiểu tử này đúng là may mắn. Đó chẳng qua là Nhược Trần công tử muốn đền bù cho bọn họ thôi, dù sao thì hắn cũng chịu thiệt ở tại Vạn Bảo Các, những kẻ khác không được đãi ngộ như vậy đâu. Nếu có thể được nói một câu với Nhược Trần công tử thôi, là ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhìn đám người Tiêu Phàm rời đi. Đám tu sĩ ở lầu một lập tức nhao nhao lên luận không dứt, cứ như nước đang đun sôi vậy. Lão Lục, chẳng lẽ chúng ta không đi vào sao? Ngũ Vương Tử nhíu mày. Dù Tiêu Phàm có làm bại lộ thân phận thì cũng chẳng ai thèm để ý đến hắn, nếu có thì cũng là cái nhìn khinh thường, điều này khiến Ngũ Vương Tử cảm thấy vô cùng khó chịu. Bình thường hắn đi tới đâu cũng tồn tại ánh mắt vạn người nhìn, sự khác biệt nhất thời này khiến hắn không kịp thích ứng. Thôi bỏ đi. Chúng ta hiện giờ bị phong ấn tu vi. Lục Vương Tử lắc đầu, bình thường hắn cũng hay tính toán giúp Ngũ Vương Tử nhưng hiện giờ cả hai người đều cá mè một lứa, đều suy nghĩ cho đối phương cả. Tên Cổ Nhược Phong lại dám khinh thường chúng ta, đợi lần sau hồi phục tu vi, ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Ngũ Vương Tử cắn răng nói. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lục Vương Tử cười chua chát, Cổ Nhược Phong là nhân vật cùng đẳng cấp với lão đại thiếu thiên cơ của bọn họ. Không phải là người bọn họ có thể địch được. Đối phương khinh thường bọn họ, đương nhiên là có tư cách để khinh thường. Ngũ Vương Tử giống như một quả bóng xì, lập tức xìu xuống, những lời Lục Vương Tử nói đều là sự thật, bọn họ bình thường trêu chọc kẻ khác cũng không sao, nhưng Cổ Nhược Phong thì không nằm trong đó. Không biết tại sao, Ngũ Vương Tử đột nhiên phát hiện ra khi bản thân hắn từ bỏ thân phận Vương Tử của Thương Sinh Thần Quốc thì không còn cái gì cả. Lúc này, Tiêu Phàm đi theo Cổ Nhược Phong xuyên qua các hành lang,
đi tới trước cửa căn phòng sâu nhất ở lầu 2. Trên đường đi, có rất nhiều người chào hỏi Cổ Nhược Trần, ánh mắt họ cũng không khỏi quét qua đám người Tiêu Phàm, theo bọn họ thì những người có thể đi cùng với Cổ Nhược Trần như đám người Tiêu Phàm thì thân phận cũng không hề tầm thường. Cổ Nhược Trần gõ cửa, thoáng chốc cánh cửa mở ra, một lão giả gầy gò bước ra, nhìn thấy Cổ Nhược Trần, lão liền hành lễ nói yết kiến Nhược Trần công tử. Sau đó hai mắt lão nhìn về phía đám người Tiêu Phàm với vẻ đề phòng, Cổ Nhược Trần vội vàng nói, Vương bá, ta đưa người bạn đến gặp nhị thúc. Tiêu Phàm hơi ngạc nhiên, Cổ Nhược Trần là ai, là nhân tài số một của Vạn Bảo Các, nghe đồn là người nối nghiệp các chủ của Vạn Bảo Các cơ mà. Hóa ra ở trong Vạn Bảo Các này vẫn còn có người khiến hắn phải khách khí như vậy, có dùng đầu ngón chân mà ngẫm thì cũng biết người ở trong căn phòng này không hề tầm thường. Là bạn của Nhược Trần công tử, vậy thì vào trong đi. Lúc này lão giả gầy gò kia mới thu hồi lại ánh mắt sắc bén và thâm thúy, đi vào trong phòng. Cổ Nhược Trần hơi ra hiệu, rồi dẫn đầu đám người đi vào trong, Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Kiếm Là và Sở Khinh Cuồng, sau đó cũng bước vào. Nhược Trần, mấy năm rồi nhị thúc không gặp con, lại đây, ngồi bên cạnh nhị thúc. Vừa mới bước vào thì một giọng nói thu hút ánh mắt của đám người Tiêu Phàm, đó là một nam tử khôi ngô, vạm vỡ đang ra sức ngoác gọi Cổ Nhược Trần. Huyết khí trên người nam tử khôi ngô vô cùng lớn, giống như một vùng biển đang gào thét vậy. Trên cơ thể đó, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Thậm chí Tiêu Phàm còn có một loại ảo giác người này không chỉ đạt tới tu vi chiến thần đỉnh phong. Lẽ nào là thiên thần? Tiêu Phàm thầm lắc đầu, trong thiên địa lao ngục tuyệt đối không thể tồn tại một chiến thần cảnh đỉnh phong siêu việt được. Về điểm này, Tiêu Phàm có thể chắc chắn. Dù có đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ phát huy được thực lực của chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Ngay sau đó Tiêu Phàm lại nhìn thấy thêm mấy đạo thân ảnh, khí tức phát ra trên người họ đều vô cùng mạnh, ai cũng đạt tới tu vi chiến thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa sức uy hiếp mà bọn họ mang tới lớn hơn rất nhiều so với đám cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong của Thương Sinh Thần Quốc, lời giải thích duy nhất đó là đám người này đều là những cường giả tự thân lĩnh ngộ đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong. Xem ra Vạn Bảo Các không hề đơn giản, Tiêu Phàm thầm than trong lòng, chẳng trách nó có thể tồn tại lâu dài ở thiên địa lao ngục, và điều này cũng cho thấy nội tình và thực lực liên quan đằng sau nó. Nhị thúc, mấy năm không gặp, càng lúc con càng không nhận ra người rồi. Cổ Nhược Trần mỉm cười, nhưng không hề đi tới. Tiểu tử nhà ngươi, con theo kịp nhị thúc chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nam tử khôi ngô cười ha hả. Chỉ có điều từ trong sâu thẳm đôi mắt ánh lên một tia nham hiểm, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người đám người Tiêu Phàm. Lúc này, Cổ Nhược Trần đi đến cạnh một lão giả mặc áo bào đen ở phía bên phải và nói, Hắc Mộc tiền bối, vị huynh đài này đến là vì huyết ngọc thần cốt tham. Sao cơ, đồ mà Vạn Bảo các ngươi đã bán ra lại muốn đòi lấy lại à? Lão giả mặc áo bào đen lập tức tỏ ra không vui, nói một cách đầy sát khí, trong mắt hiện ra sự lạnh lùng. Vãn bối không hề có ý đó, vãn bối chỉ là người trung gian mà thôi, giao dịch có hoàn thành hay không là dựa vào sự tự nguyện của hai người. Cổ Nhược Trần bình tĩnh nói. Ta không đồng ý, được chưa? Hắc Mộc gạt tay, không để cho Tiêu Phàm có cơ hội trả giá. Tiêu Phàm chau mày, lẽ nào lại xử lý chuyện liên quan đến huyết ngọc thần cốt tham theo cách như vậy? Hắn đương nhiên không cam lòng, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch tiếp theo của hắn. Nếu như thất bại thì việc tính toán linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh sẽ khó hơn rất nhiều. Hắc Mộc tiền bối, vãn bối nguyện đưa ra giá gấp đôi để mua được huyết ngọc thần cốt tham. Tiêu Phàm hít thật sâu, chắp tay nói. Lão tổ không bán, sao nào, người còn muốn ép mua nữa không? Hắc Mộc hừ một tiếng lạnh lùng, ánh mắt hiểm ác quét qua Tiêu Phàm một cách hung hăng. Nếu như là người khác thì có lẽ đã bị dọa cho sợ tới mức hồn bay phách tán rồi. Nhưng thần sắc của Tiêu Phàm lại không hề thay đổi. Kiếm La vô cùng phẫn nộ, đang định tiến lên thì bị Tiêu Phàm ngăn lại. Nhược Trần, sao ngươi lại dẫn đám người không đứng đắn tới đây quấy rầy các vị thúc thúc, bá bá khiến họ mất nhã hứng vậy? Lúc này nam tử khôi ngô cũng đột nhiên hừ một tiếng lạnh lùng, nhìn Tiêu Phàm một cách khó chịu. Nhị thúc, Cổ Nhược Trần lỗ mãng rồi, chúng con sẽ rời đi ngay. Cổ Nhược Trần lách người tới đứng ngăn ngay trước mặt Tiêu Phàm. Khiêm nhường nói. Tiêu Phàm nhìn Cổ Nhược Trần đầy cảm kích, hắn và Cổ Nhược Trần chỉ mới có duyên gặp mặt lần đầu,
vậy mà Cổ Nhược Trần lại giúp hắn nhiều như vậy, tấm ân tình này Tiêu Phàm sẽ khắc ghi trong lòng. Có điều, cho dù giao dịch có thất bại thì hắn cũng không bỏ lỡ huyết ngọc thần cốt tham một cách dễ dàng như vậy đâu. Hắc Mộc phải không? Tiêu Phàm nhìn Hắc Mộc một lần nữa và nói, giờ hắn đã bắt đầu gọi thẳng tên rồi. Cổ Nhược Trần thấy vậy, vốn định ngăn lại nhưng hắn thấy bộ dạng lạnh lùng của Tiêu Phàm thì lại cảm thấy có hứng thú. Ngươi là gì mà dám gọi thẳng tên của lão tổ, đừng tưởng Nhược Trần đưa ngươi tới thì lão tổ không dám giết ngươi. Hắc Mộc thấy vậy thì giận tím mặt, khí tức cuồng đại mạnh mẽ bay thẳng vào Tiêu Phàm. Vì cơn giận của Hắc Mộc lão tổ nên không khí trong phòng nhất thời trở nên vô cùng nặng nề, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Cho dù là Cổ Nhược Trần cũng không dám không sợ hãi trước mặt bọn họ như vậy, huống chi là những người khác. Ở trong lòng họ, người trẻ tuổi có tư cách nói chuyện ngang hàng với họ cũng chỉ có Tam Đại Công Tử thôi, không còn ai có thể nữa. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là càng ngày càng kiêu ngạo nhỉ. Đúng là không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngang ngược, càn rỡ như thế thì có ngày nào đó chết ở đâu cũng không biết đấy. Chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Nếu như lão tổ nhà ngươi tự đến thì có lẽ sẽ còn có tư cách nói chuyện với chúng ta. Ngay cả lễ nghi cơ bản nhất mà cũng không biết, chúng ta nên thay lão tổ nhà hắn giáo dục hắn một chút đi. Những lão giả khác trong phòng cũng sôi nổi lên tiếng, ánh mắt không vui nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắc Mộc lão tổ dù gì cũng là một nhân vật có cùng đẳng cấp với họ, Tiêu Phàm không nể mặt Hắc Mộc thì không phải là cũng không nể mặt bọn họ sao. Nam tử khôi ngô kia nhíu mày nhưng không có ý lên tiếng, bắt chéo hai chân ngồi tại chỗ. Tiêu Phàm cứ như không nghe thấy lời nói của những người khác, vẻ mặt không hề để ý, mà hắn còn nhìn chằm chằm Hắc Mộc lão tổ rồi nói, cho dù ngươi có được huyết ngọc thần cốt tham thì cũng không trị được bệnh của mình đâu. Đưa huyết ngọc thần cốt tham cho ta, có lẽ ông sẽ có một phần cơ hội chữa khỏi bệnh của mình đấy. Ngươi nói bậy, dù lão tổ ta bị suy yếu tinh lực nhưng dù gì cũng đường đường là chiến thần cảnh đỉnh phong, làm sao mắc bệnh được. Bộ dạng Hắc Mộc lão tổ hung dữ nhìn Tiêu Phàm, phẫn nộ quát lên, giọng nói có chút chói tai. Những người khác cũng không còn châm biếm, giễu cợt Tiêu Phàm nữa, họ thấy dáng vẻ này của Hắc Mộc lão tổ thì nghĩa có lẽ điều đó là sự thật. Ngươi có bệnh hay không thì chính bản thân ngươi biết, tuy huyết ngọc thần cốt tham có thể khiến tay bị cụt mọc lại, xương trắng có thể mọc ra thịt mới nhưng cũng phải là trong điều kiện có thể hoàn toàn phát huy tác dụng của nó, phương pháp tốt nhất chính là luyện chế thành đan dược. Tiêu Phàm tiếp tục nói, dáng vẻ ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Hắc lão đầu, không phải là ngươi thật sự mắc bệnh đấy chứ? Chẳng lẽ ngươi thiếu tay, thiếu chân gì sao? Như thế này không phải là hoàn hảo không chút tổn thương gì à? Mọi người cũng nhanh chóng có hứng thú, có hai người cười to, sắc mặt Hắc Mộc lão tổ phủ một màu đỏ tới tận mang tai. Bọn họ đều là những người có cấp bậc lão quái vật rồi nên cũng có thể đoán ra được vài thứ từ trong lời nói của Tiêu Phàm, ít nhất là Hắc Mộc lão tổ thật sự mắc bệnh rồi. Nếu như Hắc Mộc lão tổ không có bệnh thì sao Tiêu Phàm lại có thể khẳng định chắc chắn như thế? Các ngươi tin tưởng lời tiểu tử này sao? Hắc Mộc lão tổ phẫn nộ trừng mắt nhìn mọi người. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, cút ra ngoài cho ta. Nếu không thì đừng trách lão tổ ta không khách khí. Đã vậy thì ngươi cứ coi như ta chưa nói gì đi. Nhưng mà ta còn một câu muốn nói với ngươi, cho dù có được huyết ngọc thần cốt tham thì đời này của ngươi cũng không thể có con nối dõi đâu. Tiêu Phàm cũng là hạng người ngôn cuồng và kiêu ngạo, vốn dĩ hắn còn muốn lấy được huyết ngọc thần cốt tham để luyện chế đan dược rồi cho Hắc Mộc lão tổ một viên nhưng nếu ông ta đã kêu sống kêu chết như thế thì thôi đi. Huyết ngọc thần cốt tham tất nhiên là rất khó tìm nhưng cũng không phải hoàn toàn không tìm thấy được, còn thời gian một tháng nữa, nghĩ thêm vài biện pháp chắc cũng có thể gom đủ. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rồi đi, nếu đối phương đã không đồng ý thì hắn có ở lại đây cũng chả có ý nghĩa gì. Dừng lại cho bản lão tổ, Hắc Mộc lão tổ cực kỳ tức giận, trong nháy mắt hắn ta đã chặn đường Tiêu Phàm. Ta nói Hắc Mộc này, ngươi không phải là bị tiểu tử kia nói chúng đó chứ? Thật sự thiếu vật kia à? Ta đã nói rồi mà, sao ngươi lại thường xuyên mua mấy loại linh dược mọc lại tay này nọ chứ, thì ra người thiếu thứ đó. Hắc lão đầu, uổng cho trước kia ngươi còn thề thốt là nếu không đột phá được chiến thần cảnh đỉnh phong thì ngươi sẽ không cưới vợ, thì ra là ngươi căn bản không có năng lực kia. Ha ha, Hắc Mộc lão đầu à, thì ra ngươi là một lão thái giám. Đám người kia không kiêng nể gì mà cười to.
mấy lão quái vật bọn họ thường đấu tranh gay gắt với nhau, bây giờ có cơ hội tốt để đả kích Hắc Mộc lão tổ thì sao họ có thể bỏ qua được chứ? Sắc mặt Hắc Mộc lão tổ tái xanh, cuối cùng hắn ta đổ hết tất cả phẫn nộ lên người Tiêu Phàm. Bí mật này bị hắn ta giấu kỹ mấy ngàn năm, không ngờ hôm nay lại bị một tên tiểu tử nói toạc ra như thế, làm sao hắn ta có thể nuốt cơn giận này xuống. Giao dịch giữa ta và ngươi đã thất bại, ngươi còn cản đường ta làm gì? Tiêu Phàm nhún vai, nói. Trên mặt hắn không hề có chút cảm xúc gì. Tiểu tử, ngươi thật sự có biện pháp để tay cụt mọc lại sao? Hắc Mộc lão tổ khẽ cắn môi, cuối cùng hắn ta vẫn áp chế cơn giận xuống. Vì nối dõi tông đường, Hắc Mộc lão tổ đã suy nghĩ mấy ngàn năm rồi, tiếc là từ nhỏ hắn đã bị người ngược sát, chém dụng vật kia. Chiến thần cảnh tất nhiên sẽ có năng lực khôi phục mạnh mẽ nhưng nếu muốn tay cụt móc lại thì phải phối hợp với linh dược có hiệu quả cao, nếu không thì không thể làm được. Giống như Sở Khinh Cuồng vậy, dù hiện tại y đã là bát biến chiến thần nhưng cánh tay bị đứt kia cũng không thể mọc lại. Có, Tiêu Phàm tự tin gật đầu rồi nói, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết. Hắc Mộc lão tổ tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết tiểu tử này 100 lần. Tiểu tử này chắc chắn là cố ý khiến hắn khó chịu mà. Trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết vậy thì nên đồng ý với tiểu tử này nhưng hắn ta cũng không ngờ Tiêu Phàm lại không biết giữ miệng, cứ thế mà nói bí mật của hắn ta ra. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói tiếp, nhưng mà ta có thể cho ngươi một cơ hội, bù lại ta có một điều kiện. Nói đi, trong lòng Hắc Mộc lão tổ mừng rỡ nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. Huyết Ngọc Thần Cốt Tham này, ngươi phải cho ta. Đổi lại ta sẽ cho ngươi một viên đan dược có thể chữa khỏi vấn đề của ngươi. Ngữ khí của Tiêu Phàm rất chắc chắn, căn bản không để cho người ta phản bác. Sao ta có thể tin tưởng ngươi? Hắc Mộc lão tổ cười nhạo một tiếng. Theo hắn ta, Tiêu Phàm này chỉ muốn lừa gạt Huyết Ngọc Thần Cốt Tham của hắn ta thôi, khi Huyết Ngọc Thần Cốt Tham vào tay hắn thì không chừng hắn sẽ trốn luôn. Vậy không có gì để nói nữa. Tiêu Phàm mở hai tay ra, nhún vai, nói chúng ta đi thôi. Trong lòng hắn lại cục lì luyến tiếc, với năng lực hiện tại của mình, hắn chỉ có thể luyện chế sinh cốt thần đan mới có thể giả mạo được trường sinh đan, mà Huyết Ngọc Thần Cốt Đan này chính là vị thuốc chính của sinh cốt thần đan, tuyệt đối không thể bỏ lỡ được. Nhưng mà trong lòng Tiêu Phàm lại bắt đầu lẩm nhẩm, hắn thật sự sợ là Hắc Mộc lão tổ sẽ không đồng ý. Một vạn thần thạch, Huyết Ngọc Thần Cốt Tham này có thể đưa cho người. Tiêu Phàm vừa bước ra hai bước, Hắc Mộc lão tổ vội vàng la lên. Được, nhưng ta luyện chế một viên đan dược, nó đã có giá trị là 5 vạn thần thạch rồi, người phải trả ta thêm 4 vạn thần thạch. Tiêu Phàm ngừng bước, mỉm cười nhìn Hắc Mộc lão tổ rồi nói. Ngươi đúng là kẻ thừa nước đục thả câu. Hắc Mộc lão tổ gần như quát ầm lên. Nể tình ngươi đã cống hiến Huyết Ngọc Thần Cốt Tham, ta giảm giá cho ngươi. Ngươi chỉ cần đưa ta 1 vạn thần thạch. Sau đó ta sẽ đưa cho ngươi một viên đan dược. Tiêu Phàm nói với tốc độ không nhanh không chậm nói. Hắc Mộc lão tổ hận không thể lập tức chém Tiêu Phàm thành 8 mảnh. Ông ta khẽ cắn môi, tiện tay phóng ra một tia sáng mày đỏ tươi. Đó là một gốc nhân sâm lớn bằng bàn tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu, óng ánh long lanh, linh khí tràn ngập cả căn phòng. Ngươi đưa ta đan dược, lão tổ ta sẽ đưa ngươi 1 vạn thần thạch. Hắc Mộc lão tổ lạnh giọng nói. Thành giao, Tiêu Phàm cất Huyết Ngọc Thần Cốt Tham, dáng vẻ như thực hiện được âm mưu, cuối cùng linh dược cũng đến tay. Kiếm La và Sở Khinh Cuồng kinh ngạc, vẻ mặt khó tin nhìn hắn, vốn dĩ họ cho rằng Tiêu Phàm sẽ phải trả giá rất nhiều mới có thể lấy được Huyết Ngọc Thần Cốt Tham này. Thật không ngờ Tiêu Phàm lại có thể lấy Huyết Ngọc Thần Cốt Tham một cách miễn phí, còn lời thêm 1 vạn thần thạch nữa, đây đúng là giấc mơ mà. Những người khác cũng kinh ngạc không kém. Nhưng mà bọn hắn cũng không cảm thấy khoản giao dịch này thua lỗ, đối với Hắc Mộc lão tổ, khôi phục mệnh căn còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Đừng nói là một gốc Huyết Ngọc Thần Cốt Tham và 1 vạn thần thạch, cho dù là nhiều hơn thì ông ta vẫn bỏ ra được. Ánh mắt Cổ Nhược Trần nhìn Tiêu Phàm rốt cuộc cũng thay đổi, hắn ta không ngờ chuyện này lại quay ngược 180 độ như thế. Tiểu tử, nếu ngươi dám trốn, cho dù ở chân trời góc biển ta cũng sẽ nghiền xương ngươi thành cho đấy. Hắc Mộc lão tổ hung ác đe dọa. Hôm nay bị một tiểu bối trẻ tuổi uy hiếp khiến trong lòng Hắc Mộc lão tổ rất khó chịu nhưng vì con cháu nối dõi đời sau của mình, hắn không thể không nuốt xuống cơn giận lớn này. Vẻ mặt Tiêu Phàm rất lạnh nhạt,
hắn khẽ cười, khi nào mở lò luyện đan, Hắc Mộc tiền bối mang 1 vạn thần thạch tới là được. Hừ, Hắc Mộc lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Cổ Nhược Trần rồi nói, Nhược Trần tiểu tử, tí nữa hắn chạy thì ngươi phải cho ta một lời giải thích đấy. Cổ Nhược Trần cười khổ, hình như chuyện này đâu có liên quan gì tới hắn ta, nhưng việc đã tới nước này thì hắn ta cũng không thể tránh thoát được. Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Nam tử khôi ngô đột nhiên lên tiếng, nói xong thì quay đầu nhìn đám người Tiêu Phàm một chút. Cổ huynh, tại hạ xin cáo từ trước, có cơ hội sẽ mời huynh uống rượu. Tiêu Phàm tất nhiên hiểu ý của nam tử khôi ngô kia, hắn không nên ở lại đây. Tiêu Phàm nói như vậy cũng không phải là thật sự muốn mời Cổ Nhược Trần uống rượu, mà là muốn nói cho Cổ Nhược Trần rằng phần nhân tình này hắn nhớ kỹ rồi, trở lại sẽ có hậu tạ. Ta và huynh đài mới quen mà đã thân thiết, chắc huynh đài là một luyện dược sư nhỉ? Cổ Nhược Trần hỏi thử, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài. Nhược Trần tiểu tử, ngay cả tên hắn mà ngươi cũng không biết thì tại sao lại dẫn hắn tới nơi này? Hắc Mộc lão tổ vô cùng khó chịu nói ra những lời này, những người như bọn họ đâu phải ai muốn gặp cũng được chứ. Cũng khó trách Hắc Mộc lão tổ lại khó chịu như thế, mấy vị lão giả kia cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cứ tưởng rằng Tiêu Phàm và Cổ Nhược Trần rất thân thiết với nhau, không ngờ ngay cả tên cũng không biết. Cổ Nhược Trần cười khẽ, có vài người không cần biết tên nhau cũng biết được là họ đều là người chung chí hướng. Kẻ hèn tên Kiếm Hồng Trần. Xem như là một thần dược sư đi. Tiêu Phàm gật nhẹ, thành thật trả lời. Chính bản thân hắn cũng có chút ngượng ngùng vì Cổ Nhược Trần dẫn hắn tới đây, ngay cả tên giả của hắn, đối phương cũng không biết. Kiếm Hồng Trần à, tên rất hay. Cổ Nhược Trần cười, như nhớ ra gì đó rồi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hỏi hắn, Kiếm huynh, ngươi thật sự là thần dược sư sao? Tiểu tử, ngươi thật sự là thần dược sư à? Hắc Mộc lão tổ cũng cả kinh la lên. Các lão tổ khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn Hắc Mộc lão tổ một cái rồi gật đầu, nếu không thì sao ta có thể luyện chế đan dược để cái, chân, gãy của ngươi mọc lại được chứ? Ngươi, Tiêu Phàm đúng là không biết nói chuyện mà, tiếng Hắc Mộc lão tổ nghiến răng nghiến lợi vô cùng vang dội. Nếu như ngươi thật sự là thần dược sư vậy thì giữ liên lạc cũng không tệ. Đúng lúc chúng ta cũng tiện xem xét một chút, một lão giả mặc trường bào đỏ thẫm mở miệng. Phải rồi, ta là Xích Vân lão tổ. Xích Vân lão tổ, Tiêu Phàm không biết nhiều về các lão tổ khác nhưng mà vẫn gật nhẹ để tỏ ý. Ngay sau đó, mấy vị lão giả khác cũng liên tiếp lên tiếng chào hỏi hắn, nói ra tên mình, Tiêu Phàm đều gật đầu đáp lễ. Điều này giúp Tiêu Phàm có thêm tin tức cho kế hoạch của mình, những cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong này đều có 3 phần nịnh bợ dược thần là hắn, nếu vậy chắc Tiếu Thương Sinh cũng sẽ nhún nhường hắn 3 phần. Từ đó, cơ hội để hắn gặp được linh hồn phân phân của hắn cũng tăng lên. Chỉ có nam tử khôi ngô kia là vẫn lạnh nhạt, không nói gì, có vẻ y không hoan nghênh Tiêu Phàm lắm. Cổ Nhược Trần ở bên cạnh thấy thế thì vội vàng giới thiệu cho Tiêu Phàm, Kiếm huynh, vị này là nhị thúc của ta, là các chủ Vạn Bảo Các Cổ Thần Phong. Bái kiến các chủ, Tiêu Phàm thi lễ nhưng trong lòng không hề bình tĩnh nổi. Trong lòng hắn nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Nếu nhị thúc Cổ Nhược Trần là các chủ Vạn Bảo Các, vậy phụ thân hắn ta là ai? Còn gia gia hắn ta thì sao? Tiêu Phàm không tin Vạn Bảo Các là sản nghiệp do Cổ Thần Phong gây dựng nên, không nói tới việc đối nhân xử thế của hắn thế nào, chỉ nhìn việc hắn quát to với hắn trước đó thì đã khó có phong phạm của gia chủ một gia tộc lớn rồi. Xem ra Cổ gia này không tầm thường, Tiêu Phàm cân nhắc trong lòng. Hắn phát hiện mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Tu sĩ trong thiên địa lao ngục đều biết chuyện của chiến hồn đại lục, thậm chí, bọn hắn còn biết một chút chuyện về thái cổ thần giới. Tiêu Phàm chưa từng nghe về cổ gia này, có lẽ họ cũng đến từ thái cổ thần vực cũng không chừng. Tiêu Phàm bất chợt có một suy nghĩ, chẳng lẽ không chỉ có Tu La Sơn biết thông đạo bí mật tiến vào trong tòa cổ mộ này mà những người khác cũng biết, ví dụ như cổ gia này sao? Nếu thật sự như thế, vậy thì cổ gia này cũng có thực lực cực kỳ bất phàm. Ít nhất thì họ không thua kém Tu La Sơn. Nam tử khôi ngô Cổ Thần Phong lãnh đạm gật đầu, không thèm nhìn Tiêu Phàm một cái nào, dù cho Tiêu Phàm đã nói ra thân phận thần dược sư, người này cũng không quá ngạc nhiên. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được nam tử khôi ngô Cổ Thần Phong này hình như có địch ý với hắn, không, nói chính xác là có địch ý với Cổ Nhược Trần. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm tỉnh táo lại,
vẻ ngoài nhiệt tình của Cổ Thần Phong không phải là thật lòng mà chỉ là làm bộ mà thôi. Thân là các chủ Vạn Bảo Các, Cổ Thần Phong tất nhiên cũng hy vọng người thừa kế Vạn Bảo Các là nhi tử của mình mà không phải là cháu trai Cổ Nhược Trần. Nghĩ tới quan hệ lợi hại trong đó, Tiêu Phàm tất nhiên cũng hiểu Cổ Nhược Trần giữ hắn lại cũng không phải là chỉ đơn thuần có chung chí hướng. Nhưng mà Cổ Nhược Trần đã giúp hắn một chuyện, Tiêu Phàm cũng không tiếc trả hắn ta một nhân tình, ít nhất là đến bây giờ, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy chán ghét Cổ Nhược Trần. Ngược lại, hắn ta có thể làm việc kín kẽ mà còn có phong phạm của đại tướng, không hổ là một trong tam đại công tử của cổ mộ. Từng ấy năm tới nay, cái gì mà thập tú hoàng thành, mấy đại công tử, thập đại yêu nghiệt, Tiêu Phàm còn chưa từng tán thưởng ai, cho dù là chiến hoàng thiên cũng không có vinh dự này. Nhưng hôm nay, Tiêu Phàm lại có chút tán thưởng đối với Cổ Nhược Trần, đây là một chuyện cực kỳ hiếm có. Bắt đầu đi, Cổ Thần Phong lơ đễnh nhìn Tiêu Phàm một cái rồi thản nhiên nói. Tiêu Phàm đứng bên cạnh Cổ Nhược Trần, hiện tại hắn cũng chưa biết phải làm gì, còn Sở Khinh Cuồng và Kiếm La cũng im lặng, đứng cạnh Tiêu Phàm như hai người bảo vệ. Để ta tới trước đi, Hắc Mộc Lão Tổ đột ngột lên tiếng. Lời hắn vừa dứt, trong tay hắn đã xuất hiện một bình thủy tinh tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trong bình thủy tinh chứa một ít cát mịn màu vàng, tỏa ra ánh sáng khác lạ. Nhìn kỹ lại thì có thể thấy không gian chung quanh cát mịn màu vàng này đều vặn vẹo, thậm chí thời gian cũng như đang đứng lại. Đây có phải là Tuế Nguyệt Lưu Sa không? Người tên được gọi là Xích Vân Lão Tổ kinh ngắc nhìn chiếc bình trong tay Hắc Mộc Lão Tổ, trong mắt phát ra tia sáng. Hắc Lão Đầu, không ngờ ngươi còn có thứ bảo bối như vậy, hơn nữa còn hào phóng lấy ra. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Cho dù phải liều mạng, ta cũng làm cho ngươi. Những lão giả cũng rối tít mở miệng, mong muốn nhất định phải lấy được Tuế Nguyệt Lưu Sa này. Tiêu Phàm cũng không còn bình tĩnh nổi, Tuế Nguyệt Lưu Sa này được đồn là có ẩn chứa thuộc tính thời gian, dùng để chế tạo thần binh vô cùng uy lực, chính là một trong những vật liệu luyện chế pháp bảo đứng đầu trong truyền thuyết. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm mới hiểu được những người này muốn làm gì, bọn họ đang dám bảo, sau đó sẽ trao đổi vật mình muốn với nhau. Các ngươi cũng biết Tuế Nguyệt Lưu Sa này rất quý giá, muốn có được nó hiển nhiên là rất khó khăn. Hắc Mộc Lão Tổ hơi do dự, muốn có Tuế Nguyệt Lưu Sa phải dùng một bộ thiên thư để đổi. Thiên thư, ngươi đùa à, nếu như chúng ta có thiên thư thì sẽ đưa cho ngươi sao? Một lão giả trong đó nói với giọng điệu khinh thường. Những người khác cũng gật đầu, cho rằng điều kiện của Hắc Mộc Lão Đầu quá hà khắc. Công tử, cái gì là thiên thư ạ? Rốt cuộc Kiếm La nhìn không được nên truyền âm hỏi Tiêu Phàm, chỉ có Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng mới nghe thấy. Sở Khinh Cuồng nghe thấy cũng có chút tò mò, hắn ta chưa từng nghe nói tới thiên thư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 91.